chào tất cả các chị yêu, nhà em đang xem livestream của nhà Mark vào tối ngày hôm nay các chị mình nha. Hôm nay sẽ có em An Hoài này và chị Huyền sẽ đồng hành với các chị nhà mình trong livestream tối nay. Đảm bảo hôm nay sẽ bùng nổ sale với các chị nhà mình. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ là sale cuối mùa mua ngay cả lỡ. Đúng rồi. Và cả nhà mình ơi đã vào live cùng với nhà em rồi, đừng ngần ngại cho em xin một cái lượt chia sẻ. Và cũng như là mình hãy tag tên những người bạn thân yêu của mình vào để cùng nhau xem những cái combo giá siêu yêu thương cho chương trình ngày hôm nay nha cả nhà ha. Và như các chị mình thấy nhé, hiện tại thì em Hoài và chị Huyền đang mang khẩu trang luôn đấy ạ. Mang khẩu trang kháng khuẩn này. Và các chị nhà mình ơi, hiện tại là tình hình đang rất là phức tạp ở ngoài luôn. Thì nếu như chị yêu đang xem live stream này và mình ví dụ như mình nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ bản thân mình thật tốt nha. Và hôm nay thì nhà em sẽ lên rất là nhiều sản phẩm hot nhất ở trong live stream. Tại vì sao ạ? Cái thời điểm hiện tại là một cái thời điểm rất là nhạy cảm và các chị nhà mình sẽ hạn chế ra cửa hàng. Thì nhà em sẽ lên live stream để giới thiệu sản phẩm mới này và mức giá ở trên live stream thì cực kỳ ưu đãi luôn nha. Chương trình hôm nay mình sẽ giảm tầm cho em Hoài 50-60% tất cả các sản phẩm ở trong live luôn. Và mình cố gắng tương tác cùng Hoài và chị Huyền để mình cùng mua sản phẩm các chị ha. Và cả nhà mình đừng quên là chia sẻ live stream và cũng như tag tên những người bạn mình vào ha. Thêm nữa là lưu ý với cả nhà một chút xíu thì hiện tại tình hình dịch bệnh cũng đang khá là căng thẳng. Thì mọi người đừng quên là giữ sức khỏe cho mình, đảm bảo cho mình một cái sức khỏe tốt này, thực hiện đúng biện pháp 5K của Bộ Y tế cả nhà mình ha. Rồi hiện tại các chị đẹp đã vào live rồi, cho Hiền xin một dấu chấm, một cái sự tương tác để em thấy rằng là comment của mình không có bị ẩn ha. Hiện tại thì thấy là chị Trần Huy Chất nè, em chào chị Thu Thảo ạ, chào Dương Thanh Lan, em chào chị Trang Đặng, chào Hiền Tú Ly ha. Em thấy khá là nhiều chị vào live đã chia sẻ rồi và đã hiển thị người chia sẻ rồi. Đây, còn những chị mà mình chưa hiển thị người chia sẻ hoặc là mình chưa chia sẻ, mình có thể là chia sẻ hoặc là tag tên những người bạn mình vào đúng không? Là mic đang hơi bị rè các chị yêu ơi, tại vì là hiện tại chị? Em đang mang cái khẩu trang nên cảm giác là nó sẽ hơi rè một xíu nhá. Và các chị nhà mình ơi, mình cảm thấy là hình ảnh và âm thanh như thế nào thì mình có thể cho em Hài xin một ít feedback nha. Ok, vậy thì em sẽ điều chỉnh lại các chị mình ha. Các chị nhà mình kêu là tiếng bị rè này, nhưng mà các chị yêu ơi, mình đang xem livestream và mình nghe có rõ không ạ? Và hình ảnh âm thanh như thế nào ha? Em sẽ test thử cái âm thanh và sau đó thì em sẽ bắt đầu tương tác với các chị nhà mình và sau đó mình sẽ bán sản phẩm nhá. Rồi cả nhà mình có nghe âm thanh có rõ cái trong không ạ? Hình ảnh mọi người có thấy rõ không hay là có bị nhòe không ạ? Mình hãy nói cho Huyền với Hoài biết ha, để bên em có thể điều chỉnh lại tốt hơn để các chị có thể xem được âm thanh nè, cũng như là chất lượng một cách rõ nét nhất ha cả nhà ha. Rồi ok. Bây giờ thì có vẻ là âm thanh các chị nhà mình nghe đã khá là ok hơn rồi. Thì bây giờ thì Hoài sẽ nêu lên cả chương trình hôm nay nha. Chương trình hôm nay mình có những sản phẩm rất là ưu đãi. Em Hoài sẽ có sản phẩm đi chơi, đi làm và kể cả đi tiệc cho các chị nhà mình luôn. Sản phẩm hôm nay sẽ bao gồm váy đầm này, áo này, chân váy và những cái sản phẩm concept cực kỳ trẻ trung và tươi mới thì các chị mình lựa chọn luôn. Nhưng đặc biệt giá này em Hoài chỉ áp dụng duy nhất tại livestream, ở cửa hàng không có giá giảm các chị mình nha. Nên là mình cố gắng là tương tác và chia sẻ livestream thật nhiều. Bây giờ thì để này em mang đến một cái không khí vui tươi hơn cho các chị nhà mình trong livestream thì em sẽ quyết định là sẽ tổ chức một cái mini game tầm cho các chị mình 5-7 phút thôi, không mất nhiều thời gian của các chị nha. Các chị ơi đang xem livestream này, mình chia sẻ livestream nhé. Nhiều chị vào live và chia sẻ rồi, cả nhà mình có thể tag ngay tên bạn bè, người thân hoặc là đồng nghiệp của mình vào ha. Để hôm nay mình có thể săn những cái siêu phẩm với deal là giảm sâu đến 50% đấy các chị, rất là rẻ, rất là hời luôn. Và hiện tại tại cửa hàng các chị mua sẽ không có giá yêu thương này đâu ha cả nhà mình ha. Rồi ok, thì bây giờ này chị Huyền sẽ giới thiệu về cái sản phẩm mà em sẽ tặng các chị mình đầu live và sau đó em sẽ đưa ra cái cú pháp để các chị nhà mình cùng em Hoài và chị Huyền chơi mini game trong live ngày hôm nay nhé. Để các chị nãy giờ để mà bật mấy cái siêu phẩm, cả nhà có thấy là Huyền đang cầm trên tay một cái siêu phẩm gì không ạ? Các chị đẹp nhà mình có thể đoán được không ạ? Tại nên là nếu như mà chị nào mà theo dõi trang page của nhà em thì chắc chắn sẽ biết tới sản phẩm này. Tại vì ở trên website này và ở tại cửa hàng thì nhà em cũng có bán sản phẩm này luôn nha. Đó là một set khẩu trang kháng khuẩn bao gồm 5 cái khẩu trang ở trong này. Thứ nhất là màu sắc nhã nhặn phù hợp với tất cả các lứa tuổi luôn. Thứ hai là sẽ có tác dụng này kháng khuẩn này, bảo vệ các chị nhà mình này, bảo vệ kháng tia UV luôn nha. Và trong cái thời điểm hiện tại thì chắc chắn là khẩu trang là một sản phẩm các chị mình rất là cần, không thể thiếu được. Đúng rồi, với lại là hàng ngày thì mình cũng cần che nắng này, và khẩu trang kháng khuẩn thì rất là bảo vệ da của chị mình nha. Thì hôm nay cái sản phẩm này đang có giá niêm yết tại cửa hàng và ở trên website là 99k. Thì hôm nay em Hà sẽ tặng liên tiếp 3 chị đầu like luôn, với lượt chia sẻ của mình ít nhất phải là đạt 200 lượt chia sẻ cho đầu like nha. Bây giờ các chị nhà mình này chia sẻ và tag bạn bè vào xem livestream ít nhất là 3 chị và comment cho em Hà cú pháp là đã chia sẻ kèm tag bạn bè vào xem livestream. Khi nào lượt chia sẻ đầy đủ 200 thì Hà và chị Huyền sẽ bắt đầu lướt nhé. Đúng rồi, mình sẽ lướt ngẫu nhiên và sẽ chọn ra 3 chị may mắn nhất ngày hôm nay. Và cả nhà mình đừng quên cú pháp của nhà em là hãy chia sẻ livestream nè và tag ít nhất là 3 người bạn của mình vào. Ví dụ như mình đã tag 3 người bạn mình vào rồi mà mình muốn tag thêm thì vẫn được ha. Thì cái cơ hội trúng thưởng của mình ngày hôm nay sẽ rất là cao.
Và cái phần quà này cũng khá là dễ thương, không thể thiếu trong cái thời điểm hiện tại, đúng không cả nhà? Với cái màu sắc thì đây, với màu sắc như vậy thì các chị ví dụ như là ba nè, rồi mẹ bé, mình sử dụng cho cả gia đình vẫn được một cái combo quá là dễ thương như vậy. Em Hòa đang thấy hiện tại là lượt chia sẻ mình đã là 100 lượt chia sẻ rồi, thì chỉ cần thêm cho em 100 lượt chia sẻ nữa thôi là em sẽ bắt đầu lướt tặng các chị mình nha. Và các chị nhà mình ơi, thì tại vì em Hòa hôm nay sản phẩm rất là nhiều nên là mình sẽ chỉ chơi mini game nhanh thôi. Nên các chị mình tương tác và chia sẻ livestream cho Mark thật nhiều nha. Thời điểm hiện tại này thì nhà em sẽ có những cái chương trình live vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Tại vì là để hạn chế các chị nhà mình kiểu như là mình không ra được cửa hàng mình mua hàng này, thì mình có thể mua online. Và mua online ở trên livestream thì sản phẩm như thế nào là em mặc lên như thế cho các chị nha. Chất liệu đẹp này, form đẹp, lên livestream là không bao giờ chỉnh sửa các chị nha. Nên là mình yên tâm về chất liệu và cái và kiểu như là thương hiệu của nhà Mark thì đã có từ rất là lâu rồi đúng các chị. Và hiện tại thì nhà em đã có tổng là hơn 20 chi nhánh ở trên toàn quốc rồi, là mình cũng tin tưởng về cái sản phẩm của nhà em. Nhưng hôm nay em lên livestream để các chị mình có thể là mua được mức giá giảm siêu mềm này, và thứ hai là ngắm được form đồ trực tiếp của nhà Mark nha. Thì bây giờ mình bắt đầu chia sẻ và tiếp tục comment cho em là cú pháp kèm với tag ba người bạn là đã chia sẻ vào, và sau đó mình sẽ comment cho em liên tục luôn nha. Và em thấy là hiện tại là cái lượt chia sẻ đang tăng dần và khá là nhiều chị đã vào like cùng với Huyền và Hoài rồi nè. Tuy nhiên cả nhà mình ơi, đừng ngần ngại chia sẻ và cũng như tag tên bạn bè mình vào, để thứ nhất là mọi người đồng nghiệp nè, bạn bè, những người thân yêu của mình có thể xem những cái siêu phẩm ngày hôm nay với giá cực kỳ yêu thương. Và thêm nữa, biết đâu hôm nay may mắn gọi tên mình và mình sẽ là chủ nhân của những cái phần quà siêu yêu, siêu đáng là gọi là dễ thương và cực kỳ giữ sức khỏe an toàn cho bản thân mình trong cái mùa Covid này ha cả nhà mình ha. Lượt chia sẻ của mình chỉ đang thiếu tầm 80 lượt chia sẻ thôi các chị ơi, nên mình cố gắng mình chia sẻ livestream thật nhiều cho em nha. Hôm nay thì bộ sưu tập của nhà em sẽ giảm 50% luôn các chị mình nhá. Và hôm nay chương trình đặc biệt hơn nữa, đó là khi mà các chị nhà mình mua từ hai sản phẩm này, thứ nhất là sẽ được free ship tất cả các đơn hàng ở trong line, thứ hai nữa là khi mua từ hai sản phẩm thì em giảm trực tiếp thêm 50.000 cho một đơn hàng từ hai sản phẩm đổ lên các chị mình nha. Hôm nay là một cái cơn mưa quà tặng với rất nhiều cái chương trình hấp dẫn luôn, là mình cố gắng tương tác cùng Hoài và chị Hiền thật nhiều. Đừng quên là bây giờ đang có chương trình mini game nha. Và hôm nay thì Hoài sẽ mở ra ba cái chương trình mini game, có nghĩa là đầu like thì Hoài và chị Hiền này sẽ tặng cái set khẩu trang, nhưng mà giữa like thì em sẽ tiếp tục tặng, nếu như lượt chia sẻ mình tăng em sẽ tặng áo này, và cái cuối like thì sẽ có một cái sản phẩm best seller nha. Cuối like sẽ tặng các chị một chiếc đầm best seller rất là xịn sò luôn, là mình ráng ở livestream cùng em Hoài và chị Huyền từ cuối like luôn ạ. Thật ra những cái chương trình hòa tặng thì bên em đã chuẩn bị cho mình rất là nhiều, tuy nhiên cái lượt tương tác và cũng như là các chị có hào hứng hay không để mà bên em triển khai những cái chương trình đó thì còn phụ thuộc vào cả nhà mình, đúng không ạ? Và em thấy các chị rất là nhiệt tình khi mà cái lượt chia sẻ đang tăng dần nè. Và cả nhà mình ơi, có 163 chị đã vào like rồi, đúng không ạ? Mọi người cho em xin một lượt chia sẻ và cũng như tag tên ba người bạn của mình vào, thì em thấy là trong vòng một phút thôi cái lượt chia sẻ mình đã đẩy lên cao rất là nhiều rồi ha. Em Hoài đang thấy lượt chia sẻ của mình là đang tăng liên tục rồi, và hiện tại em thấy chỉ cần vài lượt, tầm 20 đến 30 lượt chia sẻ thôi là em đã có thể là chơi mini game rồi. Và cái món quà đầu like là một cái món quà khích lệ tinh thần các chị thôi, nhưng mà phía sau sẽ còn rất là nhiều cái món quà nha. Tại vì như các chị biết là hôm trước em Hoài tặng rất là nhiều quà luôn, gọi là tặng quà không giới hạn luôn, đang mua quà tặng sếp nhà em chơi rất là ruột luôn các chị mình nha. Chỉ cần lượt chia sẻ càng cao thì nhà em sẽ đem quà tặng liên tục, tại vì sản phẩm của nhà Mark thì đâu có kiểu như là rất là nhiều, các chị nhà mình muốn thì em cũng có thể tặng được luôn, nhưng chỉ cần lượt chia sẻ này, lượt tương tác và cái lượt xem của mình tăng thôi. Đúng rồi, là em và chị Huyền sẽ mang những cái món quà tùy vào cái lượt tương tác các chị mình nhé. Và hiện tại thì em thấy cái lượt chia sẻ của nhà mình đang tăng một cách gọi là đặc biệt. Và các chị chắc là đang nhiệt tình share và cũng như là tag tên bạn bè của mình vào, đúng không ạ? Ok, bây giờ hiện tại là lượt chia sẻ của mình đang là gần 200 rồi các chị ơi. Cho em Hoài xin mỗi chị một lượt chia sẻ nữa đi ạ. Mỗi chị một lượt chia sẻ là em sẽ bắt đầu tặng các chị nhà mình này. Chị nào muốn là chị may mắn nhất nhận được món quà đầu like của nhà Mark, một món quà siêu siêu dễ thương cho các chị mình nha. Vừa có tác dụng trong cái thời điểm hiện tại này, vừa dễ thương, và một cái sản phẩm này thì nhà em vẫn bán niêm yết tại cửa hàng nha. Nên là hôm nay mình sẽ chỉ nhận với mức giá đó là 0 đồng thôi. Thì ngại gì không chơi mini game các chị ha. Và đừng quên là tương tác chia sẻ của nhà em nhá, để xíu nữa mình có mua đơn hàng nó cũng không bị mít đơn các chị. Đúng rồi. Và thêm nữa là mình có những cái phần quà ưu đãi từ đầu chương trình đến cuối chương trình online ngày hôm nay. Thì các chị phải là quá hồi, mình không thể nào mà bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy được. Mà mình cũng đừng ngon gọi như thế nào ạ, mình cũng đang trải nghiệm một mình, mà hãy tát bạn bè người thân của mình vào cho cả nhà mình có thể săn siêu. Đúng không, để chị Linh kêu tát cả mẹ chồng và dân luôn các chị mình ạ. Và ok, bây giờ thì mình đã đủ lượt chia sẻ rồi, và bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu lướt nha. Hôm nay thì em sẽ tặng liên tiếp ba chị, mỗi chị một set khẩu trang trị giá 99 ngàn. Thì hiện tại là em sẽ lướt liên tục luôn, và
và sẽ tăng tốc để mình bán sản phẩm đấy nha. Bây giờ các chị yêu nào chưa comment và chưa chia sẻ này, em sẽ để một phút cuối để các chị nhà mình comment và chia sẻ nha. Nhớ là comment chị em cú pháp là đã chia sẻ, có thể là viết tắt, kèm cho em tag ba người bạn vào trong livestream và em sẽ vào tường mình kiểm tra luôn nha. Nên là mình nhớ là phải comment đúng cú chia pháp, sẻ về trên cá nhân với chế độ công khai hay cả nhà mình ha. Em thấy chị Nguyễn Thiến Ngân nè, chị Tường Vi Nguyễn, chị Ánh Dương đã chia sẻ rồi nè, chị Thúy Nguyễn đã chia sẻ rồi, và hiện tại thì có rất là nhiều chị hiển thị người chia sẻ. Song song với đó thì vẫn thấy là có một vài chị chưa hiển thị người chia sẻ ha. Mình hãy thoát ra và sau đó mình chia sẻ lại một lần nữa giúp Huyền nếu mà chưa hiển thị ha. Đúng rồi. Để tránh gọi là bây giờ thì nhất phần ngoài ngày hôm nay thì khá là tí. Tại vì là khả năng trúng của mình cũng bây giờ cũng đang khá là ok, và nếu như mà mình trúng mà mình không chia sẻ mình mất cái món quà rất là tiếc nha. Bây giờ thì Hoài sẽ lướt luôn chị đầu tiên, tại vì lượt chia sẻ mình đã đủ rồi nhá. Bây giờ thì em sẽ đếm từ 1 tới 3 và cái comment nào mới nhất hiện lên thì em Hoài sẽ tặng chị đó nha. Rồi ok, thì bây giờ không biết là comment có đang nhảy lên từ không, comment vẫn đang nhảy này, và Hoài sẽ bắt đầu đếm nhá. Bây giờ em sẽ dùng máy chủ của em và sẽ lướt thôi ạ. 1 2 3. Rồi ok, để xem nào. Cái comment đầu tiên em thấy đó là chị Phương Nguyễn Thúy nhá, Thúy Nguyễn nha. Em sẽ vào kiểm tra chị yêu ha. Đây là em sẽ kiểm tra trực tiếp ngay ở trên cái livestream này luôn các chị mình nhá. Em sẽ kiểm tra trực tiếp ở trên livestream là xem chị yêu đã chia sẻ hay là không này. À, hiện tại là đã có chia sẻ rồi và chia sẻ rất là nhiều nha. Có chia sẻ tới 3 lần luôn các chị. Trong khi đó là nhà em chỉ yêu cầu mình chia sẻ một lần thôi. Vậy là em sẽ tặng chị Phương Thúy Nguyễn là chị đầu tiên combo khẩu trang đầu tiên ngày hôm nay. Xin chúc mừng chị Phương Thúy Nguyễn ha. Và ok, là mình em sẽ nhờ chị bây giờ để lại. Bây giờ thì sẽ nhờ chị Huyền lướt cho một chị đi. Tại vì là mình sẽ tặng 3 chị, nhưng mà bây giờ em tặng thêm một chị. Còn nếu như lượt chia sẻ ok thì em tài tặng 3 chị liên tục. Còn nếu không thì mình sẽ tặng 2 chị và sau đó mình sẽ bắt đầu là bán sản phẩm nhé. Và các chị ơi, Huyền thấy là comment của mình tuy là có nhảy nhưng mà vẫn có một số chị tức là Hoài vừa lướt xong rồi thì bây giờ mình sẽ dành cho cả nhà mình tầm 30 giây ha, để mình có thể có một lần là mình comment lại để tăng cái xác suất trúng thưởng của mình ngày hôm nay. Ví dụ như các chị đã comment rồi nhưng mà comment nó bị trôi lên một chút xíu thì cái may mắn ngày hôm nay biết đâu là nó lại mình comment lại thì cái lượt may mắn của mình nó sẽ cao hơn ha. Còn Huyền thấy rất là nhiều chị đang bắt đầu lên comment nè, chị Ánh Dương nè, chị Đào Diệp nè, khá là nhiều chị Nguyễn Nhung. Hầu như là những chị khách của em của nhà mát ha, và đã chia sẻ rất là nhiều lần. Ok, lượt chia sẻ của mình em đang thấy là vẫn đang tăng, và các chị ơi cứ tăng lượt chia sẻ là Hoài sẽ tặng quà nha, cứ tăng lượt chia sẻ là sẽ tặng quà. Okay, mình cố gắng mình chia sẻ thật nhiều. Bây giờ chị Huyền sẽ lướt một chị thứ hai nha. Bây giờ Huyền sẽ lướt ngẫu nhiên ha, Huyền sẽ lướt ngẫu nhiên chị nào mà Huyền thấy đầu tiên thì Huyền sẽ tặng cái set khẩu trang này. Rồi em thấy chị Trang HT đã chia sẻ. Vâng, bây giờ em sẽ vào trang cá nhân của chị để kiểm tra một chút xíu ha. Ok, bây giờ thì chị Huyền sẽ vào kiểm tra và em sẽ kiểm tra công khai nha. Chị Huyền để màn hình lên để các chị mình có thể là thấy là em kiểm tra công khai nhá. Ồ, cái này sao chị không kiểm tra được ta? À, nhưng mà có hiện lên người đã chia sẻ này, phải là có hiện lên người đã chia sẻ. Hình như là có một số trục trặc nó hơi lỗi một chút xíu, thì vào trang của chị ấy thì không có được ha. Và em xin chúc mừng chị Trang HT ha, chị đã trúng một cái combo khẩu trang ngày hôm nay của nhà mình. Và cả nhà mình nhớ là mình đã trúng thưởng rồi á, thì mình cứ quên tắt thêm bạn bè mình vào để bạn bè mình cùng may mắn trúng thưởng với mình ngày hôm nay. Và thêm nữa là các chị hãy để lại cho em thông tin ha, tại vì một chút xíu nữa sợ nhiều khi các chị quên quá, lo xong đồ ghẻ xong quên mất là đầu lo mình đã trúng thưởng cái combo khẩu trang. Hiện tại là em có chị Mỹ Hân My này, khẩu trang đẹp quá. Hiện tại là em vẫn còn một cái món quà đó là khẩu trang, nhưng mà bây giờ các chị mình muốn là em lướt luôn hay là mình bán sản phẩm ạ? Nhưng mà nếu như mà để lướt luôn thì mình phải tăng lên cái lượt chia sẻ nha. Lượt chia sẻ mình mới có 200 mấy thôi, tăng lên trên hai lên 300 mấy đi thì em bắt đầu lướt luôn chị cuối cùng. Sau đó thì em sẽ bán sản phẩm. Sản phẩm phía sau thì còn rất là nhiều, với lại là ở giữa live em Hoài vẫn còn những cái sản phẩm gọi là best seller tặng các chị mình nha. Nên là mình không rời khỏi livestream ha. Cuối live và giữa live thì Hoài và chị Huyền sẽ tặng đầm này, không có tặng khẩu trang mà sẽ tặng đầm và tặng áo nha. Nên là mình cố gắng ở trong livestream cùng em và tương tác cùng em. Tại vì mát thì không có live quá lâu, các chị không biết là mất thời gian rất là nhiều nha. Chương trình sale và cũng như là quà tặng thì diễn ra liên tục. Ví dụ như vừa tặng khẩu trang xong mà cái lượt view lên cao quá thì bên em sẽ lại tiếp tục chạy chương trình gọi là quà tặng cho mình nữa, để các chị đẹp vào live vừa có quà này, vừa xong được đồ đẹp giá yêu thương luôn ha. Rồi ok, Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ một lần nữa. Nếu như mà đạt 300 lượt chia sẻ thì em sẽ tặng luôn chị cuối cùng và sau đó. Rồi ok, vậy là chị bây giờ thì sẽ nhờ chị Huyền lướt thêm một chị, sau đó Hoài sẽ bán sản phẩm nha. Hoài lướt cho mình thôi. Ok, bây giờ thì em sẽ lướt nhá. Vậy thì em sẽ lướt trên máy của em ha. Bây giờ em sẽ tặng luôn chị cuối cùng nha. Chị cuối cùng là món quà là khẩu trang, nhưng mà Hoài vẫn còn rất là nhiều món quà phía sau. Tại vì các chị nhà mình oi giữa live và cuối live em tiếp tục chơi mini game nhá. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu lướt lại nha. Lướt lại xem là bây giờ thêm một chị nữa, hiện tại Hoài đã tặng 2 chị rồi nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok, em chọn chị này nha. Chị này cho em sẽ là chị này. Chị này cho em Hoài sẽ là chị Hồng Nhung Chuông. Nhưng mà mình không có comment đúng cú pháp các chị yêu ơi, mình chỉ có tag bạn vào xem livestream thôi, là Hoài sẽ tặng chị khác nha. Tại vì là các chị nhà mình phải comment đúng cú pháp giúp em để công bằng cho những chị khác. Hoài sẽ lướt lại nhá.
Ok, Hà sẽ lướt lại 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Ok, chị này đi. Chị này cho em. Ủa, sao lướt lại vẫn là chị Hồng Nhung chưa? Người ta comment nó mới không có hiện lên. Comment này bị ẩn ẩn ta, không có thấy comment mới này. Xe mỏng tay luôn này chị. Ủa, máy chị có nhảy comment không? Máy em nó đang không có nhảy comment. Nó vẫn bị đứng comment. Hình như là tình trạng hiện tại là đang bị ẩn comment. Chị ơi, quá tải rồi, cái comment nó. Bây giờ thì chắc là bây giờ thì Hoài sẽ để đọc từ 1 tới 3 và comment nó mới nhất hiện lên thì em sẽ tặng nha. Chứ còn lướt bây giờ thì chắc không lướt được rồi các chị ơi. Đứng từ 1 đến 3 đi. Rồi ok. 1 ạ. 2 3. Rồi ok. Chị này cho em Hoài này. Chị Mai Nguyễn nhá, chị Mai Nguyễn đi. Hãy tặng chị Mai Nguyễn là người đã chia sẻ. Ok luôn, em sẽ vào kiểm tra nha. Có là nhiều bạn của mình vào. Hồi tác rất là nhiều nha. Đây là chị Mai Nguyễn ha. Ủa nãy mình tặng chị nào ta? Nhìn quên quên. Không, chị này chưa tặng, chưa nhận quà. Ok, vậy thì em sẽ tặng chị Mai Nguyễn nhá. Hồi nãy em có tặng một chị rồi, để em xem nào. Không phải chị Mai Nguyễn. Chị đầu tiên sẽ là chị Phương Thúy Nguyễn. Chị thứ hai sẽ là chị Trang HT. Chị Trang HT và chị cuối cùng sẽ là chị Mai Nguyễn. Sẽ nhận được món quà đó là một set khẩu trang 5 chiếc của nhà MAC trị giá 99 ngàn nha. Xin yêu thương. Rồi, ok. Bây giờ thì chắc là mình sẽ mở bán sản phẩm các chị ha. Đúng rồi. Đừng quên là cuối like em vẫn còn mini game và cuối like và giữa like thì em vẫn còn mini game nha. Là mình nhớ ở trong cuối like, ở trong live stream cùng em và chị Huyền để mình cùng săn hàng này và cùng săn những cái sản phẩm hot nhất. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu luôn cái set của em đang mặc các chị mình nha. Có chị nào đang hỏng cái sản phẩm của Hoài đang mặc ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn cái set của em đang mặc. Về cái mẫu này mình sẽ bao gồm hai món này, bao gồm một áo và một mẫu quần jean nha. Hiện tại áo này các chị lên mã cho em Hoài sẽ là AT1 kèm số 2 để chốt ngay mức giá các chị mình nhá. AT1 đang có mức giá gốc của em này, một chiếc áo thun với chất liệu cho em là thun gân. Thì em này là form tay ôm nhá, form ôm tay dáng lỗ các chị mình ha. Và mức giá của em này đang là 255 ngàn. Thì hôm nay em giảm trực tiếp mã sản phẩm này duy nhất tại livestream và em đang có 3 màu các chị mình ha. 3 màu như hình ạ. Thì các chị nhà mình thích AT1 chốt ngay mức giá duy nhất tại livestream thì cho em sẽ là 179 ngàn và có đầy đủ 3 size các chị mình nhớ nhá. AT1 kèm số 255 giảm trực tiếp còn 179 ngàn. Và như các chị nhà mình thấy á, em đang có 3 tông màu các chị xem nha. Màu xanh, màu be và màu cam các chị ha. Form này cho em là tầm 63 cân đổ lại, các chị nhà mình vẫn mặc vừa nha. Lên mã cho em Hoài sẽ là AT1 kèm số 2 ạ. Quần em Hoài đang mặc thì lên mã cho em sẽ là QA2. Giá gốc của quần này đang khá là cao các chị mình nhá. Giá này hiện tại là 525 ngàn. Và em giảm trực tiếp ở trong livestream còn là 263 ngàn. Để các chị xem nha. Con quần rất là đẹp. Con quần dáng ống suông và màu phía dưới thì không có lên like các chị mình nhá. Quần thì em đang có hai màu ạ. Em sẽ giới thiệu luôn quần các chị mình xem nhá. Quần em đang có hai màu đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Mức giá chị em giảm trực tiếp hôm nay sẽ là 263 ngàn ạ. Và chị em nào thích mẫu này là mình chốt luôn nha. Quần đang có đầy đủ size và áo cũng đang có đầy đủ size luôn các chị ha. Khẩu trang là thiết thực nhất ha mát. Là đúng là chị Phan Truyền ha. Tại vì sao ạ? Đầu like lên ngay khẩu trang các chị mình này. Tại vì trong cái thời điểm hiện tại thì khẩu trang là một trong những cái mã sản phẩm các chị mình rất là cần thiết luôn. Và em thì muốn tặng những cái sản phẩm gì đó thiết thực. Nhưng mà giữa like thì cuối like và Hoài sẽ tặng các chị mình quần áo nha. Cuối like và giữa like thì em sẽ tặng đầm. Tại vì cuối like sẽ có một cái sản phẩm đầm bestseller luôn. Một trong những sản phẩm đầm rất là hot của MAC thì em sẽ đem ra tặng các chị nhà mình. Là mình nhớ ở cùng em Hoài từ cuối live luôn nhá. Đây form quần rất là đẹp nhá. Con quần này rất là dễ mặc quá chị ơi. Năng động trẻ trung này. Mình có thể mặc đi làm, đi chơi hoặc là đi dạo phố hàng ngày nha. Quần cho em lưng siêu cao luôn các chị mình ha. Phía sau kèm cho mình hai túi nha. Phía trước có hai túi rất là sâu. Và đối với chất jean của nhà MAC thì các chị nhà mình yên tâm. Tại vì sao ạ? Với một mẫu quần mà có mức giá 263 ngàn là giá giảm nha. Còn quần này có giá gốc chị em là tới 525 ngàn lận đấy. Thì một mẫu quần như thế này là chắc chắn các chị mình mặc rất là mềm này, dễ mặc này, không có bị ra màu các chị nha. Và cái form này càng giặt càng đẹp giúp em, jean giặt càng mềm này, sờ rất là thoải mái luôn. Và cái mẫu này á thì các chị nhà mình có thể phối chị em Hoài với áo sơ mi, áo kiểu hay là kể cả là áo dây, áo quây đều rất là đẹp nhá. Mặc theo kiểu dáng nào chị em cũng ok. Còn riêng cái áo này thì em có thể test tải cho các chị xem luôn. Áo này chất thun gân và cái em này nó sẽ có độ mềm nhá. Mềm và có độ co giãn khá là nhiều các chị mình. Em này có độ co giãn khá là nhiều. Mặc rất là thoải mái cho em luôn ha. Đây, cái form áo rất là đẹp và màu sắc siêu xinh luôn ấy. Màu nào cũng hot hết. Mà mức giá giảm chỉ có 178 ngàn thôi, 79 ngàn thôi các chị nha. Mình lên là áo thì mình chốt cho em là AT1 kèm số 2, quần sẽ là QA2 kèm số 2. Còn trước nguyên set mình lên cho em Hà sẽ là AT1 cộng QA2 kèm số 2 để được chốt với đơn giá giảm trực tiếp duy nhất tại livestream các chị ha.
Và Huyền thấy là với một cái em áo chất thun gân siêu xinh như vậy, các chị có thể diện đi làm, đi chơi, môi trường công sở thì cũng đúng khá rồi. Là kín đáo, gọi là cú tê học me ha Hoài. Mà có mức giá quá yêu thương trong livestream ngày hôm nay, chỉ với 179.000 thì các chị đẹp nhà mình không nên bỏ qua ha. Ví dụ như mình trước khi dịch bệnh mà các chị ghé qua cửa hàng thì cái em này có giá lên đến là 255.000. Ngày hôm nay chốt trên live đã sale hầu như là 50% luôn rồi. Quá là hời rồi ha các chị ha. Các chị yêu hỏi là Hoài cao bao nhiêu thì Hoài cao 1m6, các chị mình nhắc em cao 1m6 và em đang đi đôi guốc này là gần là tầm cũng phải 7 phân rồi. Hiện tại chiều cao của em đang mang giày thì tầm 1m6 các chị mình nha. Và mình cũng không sợ quần em mang bị ngắn á. Size L thì bao nhiêu? Cái vấn đề size số các chị mình ơi, hiện tại là đối với mẫu này các chị cứ 60 cân đổ lại, 63 cân đổ lại sẽ mặc đẹp nha. Size L cho em Hoài thì chắc là từ 55, 56 cho tới gần 60 đến 63 cân, tùy vào chiều cao của chị mình nữa. Nói chung là về vấn đề size số thì sẽ có bao gồm rất là nhiều yếu tố. Chiều cao này, cân nặng này, rồi vòng đo ba vòng của mình nữa. Thì nếu như chị nào không chắc mình mặc size nào nhá, dưới 63 cân chốt đơn giúp em Hoài. Còn về vấn đề size số sẽ có nhân viên của nhà mắc gọi điện và tư vấn nhiệt tình cho các chị mình nhá. Sau đó mình ok thì mình chốt đơn ha. Em thấy chị Phan Tiền là xếp Hoài mặc có size S không? Dạ có chị ha, mà ví dụ như mình muốn kỹ hơn để mặc cái form căng hơn, đẹp hơn thì mình có thể cho bên em là chiều cao, cân nặng và cũng như là số đo ba vòng của mình để biết rằng là cái form nó chuẩn nhất ha. Và em thấy có một chị Hoài Phan là M, là em không biết là chị đang tìm cái size M hay là chị chốt cái size M, thì chị lên giúp Huyền cái cú pháp ha. Và cú pháp đặt hàng thì bên em đã riêng ở dưới comment rồi. À, đối với mẫu áo mình chốt cho em Hoài sẽ là AT1 kèm dài, còn quần sẽ là QA2 kèm dài nha. Em sẽ đi lại gần các chị xem cả chất vải này, quần rất là đẹp luôn và cực kỳ là cho em Hoài là vải rất là mềm. Đặc biệt quần jean này thì không có co giãn nhưng mà mặc rất thoải mái nhé. Đúng rồi, thêm nữa là quần jean này thì Quỳnh thấy là cái chất lưng nó lưng cao, thành ra ví dụ các chị mà diện với những cái áo thun hoặc là sơ mi nó cũng xinh và trẻ trung ha. Mình đi chơi cũng được nè, đi chơi thì phối với giày bata thôi ha. Dạ. Còn ví dụ như đi làm mà môi trường công sở mình thích cái sự quyến rũ sang trọng một chút xíu, mình có thể đi với giày cao gót cũng rất là xinh. Hôm nay thì Mark có rất nhiều sản phẩm luôn các chị. Cái sắc của em Hoài thì nó hơi theo phong cách đó là cá tính một xíu. Nhưng mà nếu như chị nào mà thích phối theo kiểu nhẹ nhàng thì cũng có thể phối được luôn. Đúng rồi. Còn ở bên cạnh em Hoài thì đang có một cái set của chị Huyền thì rất là nhẹ nhàng rồi các chị yêu ha. Nếu như hôm nay chị nào thích cái phong cách nhẹ hơn một xíu thì bây giờ em sẽ để chị Huyền giới thiệu luôn các sản phẩm để mình có thể chốt luôn hai sản phẩm cùng một lúc nhé. À, rồi thì chắc lúc nãy giờ các chị cũng nghe Hoài giới thiệu về cái set của Hoài nhiều rồi. Và chắc các chị cũng đang lăn tăn là Huyền mặc cái combo dễ thương quá. Thì không nghe Huyền nói gì hết, thì bây giờ Huyền sẽ giới thiệu với cả nhà sơ qua một chút xíu về cái combo Huyền đang mặc ha. Thứ nhất là các chị thấy là chân váy nè, form này là form hơi gọi là chữ A, hơi ôm nhẹ cái vòng ba của mình. Ví dụ như những chị nào mình có vòng ba hơi căng, hơi tròn một chút xíu, mặc cái em này vào rất là dễ thương và cực kỳ tôn dáng luôn nữa. Ở đây là em có những cái đường zip ly bèo rũ tà ở dưới cho mình, thêm nữa là đi kèm với chất liệu là bố kết. Các chị mặc rất là mềm mịn mát và cũng như là cực kỳ thấm hút mồ hôi. Bỏ qua em chân váy một chút xíu thì sẽ là một cái em áo rất là xinh với chất liệu von cát. Thì mặc em này vào đầu tiên là Huyền cảm giác là cái chất rất là mát mịn. Và ví dụ như những chị nào mình có làn da nhạy cảm, hơi em bé một chút xíu thì với cái chất này chắc chắn là sẽ chiều lòng các chị rất là thoải mái luôn ha. Đặc biệt hơn nữa mặc vào cực kỳ mát và thấm hút mồ hôi, không có cảm giác là xót da nữa. Và chắc các chị cũng đang lăn tăn là cái combo Huyền mặc thì giá như thế nào. Không để cả nhà mình đợi lâu, Huyền báo giá luôn ha. Áo Huyền đang mặc trong người có mã là AK3 và hôm nay trên live là từ thương ngày tại cửa hàng em này là có giá là 395.000. Ngày hôm nay trên live nhà mắc giảm cho mình còn 277.000. Không có nghe lòng đâu cả nhà ơi. Giá đúng rồi, giá rất là yêu thương luôn. Còn cái chị nói là chân váy là VA4 và tại cửa hàng thường á cái em này là có giá 455.000 ha cả nhà ha. Và ngày hôm nay trên live giảm cho mình chỉ còn có 319.000 thôi. Tức là ví dụ thường ngày các chị cầm 1 triệu qua cửa hàng mua chỉ được có một set thôi. Ngày hôm nay ở trong line này 1 triệu mua ít nhất cũng được một set hơn hoặc là thậm chí là 2 set luôn á các chị. Vậy là các chị mình lưu ý giúp em nha. Đối với sản phẩm hôm nay chị Huyền và Hoài mặc là chỉ ưu đãi duy nhất tại livestream thôi. Đúng rồi. Em đang bây giờ thì mình sẽ dành một vài phút để trả lời comment của chị mình nha chị mình nha. Em thấy có khá là nhiều chị comment và cũng như là team này. Chị Lê Hằng comment là MC cưng dị trời. Rồi em Hoài và chị Huyền rất là vui khi mà nghe được cái comment này của mình nha. Hôm nay thì nhà em chỉ live bằng một máy thôi nên là chắc là không có zoom gần sản phẩm được. Nhưng mà hẹn các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo thì chắc nhà em sẽ zoom sản phẩm kỹ để các chị xem nha. Hôm
năm nay là mình chỉ làm một mày thôi ạ. Hoặc là ví dụ như các chị nói là ờ Huyền ơi hoặc là Hoài ơi, chị rất là thích cái áo em đang mặc, em quay cận cho chị coi được không? Thì có thể là bên em sẽ đứng lên zoom lên camera cận một chút xíu ha. Ví dụ như các chị là Huyền ơi cái áo Huyền mặc á, chị muốn xem kỹ một chắc vải, thì em sẽ đứng lên một chút xíu cho các chị coi. Với thiết kế là cả nhà mình thấy là cái em áo em mặc quá là xinh không ạ? Thiết kế cổ bông như vậy, có hơi xu hướng nghiêng về thập niên 90 một chút xíu. Thêm nữa có họa tiết rất là thiết kế nhẹ nhàng, nhấn cho mình hai cái túi. Ví dụ như buổi trưa mình đi ăn trưa mình có thể bỏ kẹt nè, hoặc là một ít tiền lẻ để mình đi ăn trưa vẫn được ha. Và cái em áo này các chị có thể tách xếp phối rồi. Ví dụ như trong tủ đồ mình có những cái quần kaki nè, quần jean cũng được ha. Thậm chí là mình có thể ưng em quần đúng rồi. Ưng quần của Hoài rồi nhưng mà không có, tức là trong tủ đồ mình đã có cái áo này rồi và chưa có cái áo của Huyền, thì mình có thể săn ngay một cái quần jean này và một cái áo về phối chung với nhau cũng rất là, gọi là cái set nhìn nó rất là dễ thương, trẻ trung, cute hột me thôi cả nhà mình hết. Hôm nay thì có quần jean ống đúng như của Hoài mặc thôi, còn quần jean ống le thì hôm nay chắc Hoài không có lên các chị mình nha. Em cảm ơn chị Trần Thanh Trúc rất là nhiều này. Áo mặc mát không Hoài ơi? Chị ơi, áo thì nếu mà để mà em tư vấn thì chắc chắn là em Hoài sẽ nói mát rồi, nhưng mà các chị nhà mình cứ yên tâm là chất liệu của nhà mát này đã là một cái thương hiệu có cái kiểu như là ra đời rất là lâu rồi, nên là các chị nhà mình yên tâm giúp nhà em nha, tại vì nhà em đã bán hàng từ năm 2006 lận. Thêm thì nữa là các chị nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Dạ. Và lúc đó là song song mình sẽ đồng kiểm với shipper về chất vải nè, form dáng nè, các chị có thể sờ thử, cảm nhận thử, kéo thử ha. Ví dụ giống trên like thì mình nhận thoải mái, còn ví dụ lúc đó mình thấy không giống trên like rồi, khác rồi, Hoài lừa mình rồi, thì mình có quyền trả hàng thoải mái. Tuy nhiên các chị an tâm là nhà mát đã hoạt động trên thị trường 15 năm và được rất là nhiều hầu như là những chị đẹp văn phòng công sở rất là ưa chuộng, và thật sự các chị thấy là những chị mặc văn phòng rất là chuộng về cái gu thời trang của các chị ấy. Nhưng để chiều lòng được những chị văn phòng thì phải nói là nhà mát đã có một cái thiết kế là chất vải và cũng như là một cái chất lượng phục vụ quá là tuyệt vời. Với lại em Hoài thấy mà đối với giá thành của mát mang đến mà những cái sản phẩm này thì thật sự rất là tuyệt vời, tại vì đúng ra mà một chiếc áo như Hoài đang mặc ở thị trường thì không có thể nào mà bán với cái mức giá là 179.000 được nha. Mà các chị mình xem này, cái form áo căn bản rất dễ mặc. Nhiều chị muốn hỏi là cái form phía sau quần thì tại vì là em đang mặc hơi rộng các chị mình nha, là em sẽ xin phép kẹp cái ô quần vào. Nhưng mà cái đây, quần các chị có thấy là bản lai quần là hai gang ha, tức là hai gang tay các chị mặc vào nó sẽ lên tới cái phần đòn eo con của mình. Thành ra ví dụ như thường mà chân mình khoảng tầm 70 hoặc là ví dụ chiều cao mình chỉ có 1m4 thôi, thì nhìn cái hấp cái dáng mình lên khoảng tầm 1m45 hoặc là 1m5, thậm chí là thường ngày ví dụ chân mình dài 70cm thì khi mà cái lai quần đẩy lên tới cái phần eo con này á, các chị sẽ thấy là chân mình nó được hấp dáng hơn một chút xíu, lên tới tầm 90cm hoặc là 80cm chẳng hạn. Hấp dáng rất là tốt với em quần này và rất là cá tính nữa. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được ha. Đi chơi thì mặc em này là quá là mát chân luôn rồi, và bảo vệ da của mình dưới tia UV mặt trời nè, quá là tuyệt vời. Tại vì em Hoài là hơi gầy nên là em mặc cái mẫu này nó sẽ hơi rộng một xíu các chị nha. Chỉ là mua đúng size nó sẽ ok hơn ạ. Và hiện tại thì em sẽ đọc lại cái mã sản phẩm của em và sau đó thì em sẽ đi thay mã sản phẩm khác nha. Và bây giờ em sẽ đọc lại mã này. Chị nào mà thích sản phẩm áo của Hoài đang mặc, mình đang có 3 màu nhá. Màu xanh, màu be và màu cam với mức giá sẽ là 179.000 các chị nhé, 179.000. Và mình lên mã cho em là AT1 kèm số điện thoại. Cái quần của Hoài đang mặc sẽ là QA2, quần này đang có giá gốc là 525.000. Và trong livestream này em giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn là bao nhiêu đây các chị ơi, quần này chỉ còn là 263.000 thôi và đang có đầy đủ size nha. Thì bây giờ chị yêu nào thích set Hoài đang mặc mình vẫn cứ chốt đơn, thì bây giờ sẽ nhường lại cái phần giới thiệu sản phẩm cho chị Huyền và sau đó Hoài sẽ đi thay sản phẩm khác nhá. Tại vì là một sản phẩm thì mình không đứng quá lâu, tại vì rất là mất thời gian của chị nha. Qua những cái set mới nữa ha. Để ok, bây giờ thì Hoài sẽ đi qua mẫu và sẽ để lại chị Huyền với các chị mình nhá. Đây, em Hoài sẽ qua bên này nhá. Đây Huyền sẽ lấy cái, chắc là lúc nãy giờ các chị mình cũng đang là hóng là Huyền ơi, cái mẫu Huyền mặc là sẽ có bao nhiêu màu và chỉ có mỗi màu Huyền mặc hay là có thêm màu khác. Thì bây giờ em sẽ lên cho mình đó là áo em mặc ha, tổng cộng sẽ có 2 màu đây, các chị có thấy khá là xinh không? Màu Huyền đang diện trong người có thể nói là màu hồng hoặc là màu kem nhạt, màu em đang cầm trên tay là màu xanh ngọc. Hầu như là hai màu này sẽ không có kén tông da của mình. Ví dụ như các chị mình có tông da hơi trầm hoặc là mình không có tự tin về màu da, tuy nhiên mình diện tông cái tông áo này lên, cả nhà mình sẽ thấy là cái màu da mình được nâng tông hơn và nhìn dáng của mình nhu mì hơn và rất là dễ phối đồ. Ví dụ như mình có thể phối áo này với quần jean cũng được nè, quần kaki màu kem hoặc là màu đen vẫn rất là xinh xắn luôn. Và em áo Huyền đang mặc trong người có mã là AK3, ngày hôm nay trên live nhà mắt giảm cho mình từ 395.000 xuống còn 277.000. và cả nhà mình đừng quên là chia sẻ livestream và cũng như là tag tên bạn bè người thân của mình vào để cùng nhau săn những cái deal, và đó là giá giảm rất là sâu
và chất lượng quá là tuyệt vời trong live ngày hôm nay ha. Và thêm nữa là các chị sẽ đang lăn tăn, em thấy là các chị đang rất là lăn tăn là Huyền ơi, chân váy kế bên là cùng màu với Huyền mà là cùng mã với Huyền đã mặc đúng không? Thì dạ đúng rồi. Và em váy này hiện tại có hai màu, và các chị đừng quên là khi mình đặt thì mình nhớ cho Huyền cái màu ha, tức là mã kèm màu kèm số điện thoại nè, tại vì nhiều chị vội quá sợ hết hàng, chị vừa vào sau chị sợ hết hàng, chị cứ lên mã thôi, chị không có cho Huyền cái màu gì hết. Thì chân váy có mã là VA4 và hiện tại cửa hàng có em này là 455.000 đó cả nhà ơi. Tuy nhiên ngày hôm nay trên live nhà Max sẽ bán cho mình với giá rất là yêu thương luôn, trợ giá mùa Covid ha, tức là giảm xuống còn 319.000 cho những chị đã chia sẻ livestream và cũng như là không quên tag bạn bè người thân của mình vào. Ví dụ như là mình có những chị đồng nghiệp nè, cùng chung công ty nè, hoặc là mình sắp tới mình nghỉ dịch quá lâu, xa nhau quá lâu rồi, những ngày gặp lại sắp tới là chắc chắn mình sẽ cùng nhau làm những cái chuyến du lịch chẳng hạn, thì mình có thể mặc một cái concept chị em ha. Ví dụ chị mặc một cái concept hơi nền nẻ một chút xíu, em thì mặc một cái concept hơi cute màu nổi bật hoặc men một chút xíu vẫn rất là xinh ha. Và em thấy khá là nhiều chị đang để lại mã này rồi, và em xin nhắc lại mã của em, áo Huyền đang mặc trong người là AK3 kèm màu kèm số điện thoại, quần là VA4 kèm màu kèm số điện thoại ha. Em chào chị Nhiên Nguyễn nè, nếu em đặt hàng về không vừa size có được đổi không? Dạ chị Giao Đòn ơi, mình hãy cho em chiều cao nè, kèm theo cân nặng của mình và thêm số đo bay vòng của mình ở trong cái EB ha, để em gửi cho chị cái size đúng nhất, để nha em gửi cho chị cái size đúng nhất để tránh tình trạng là mình bị sai, mình bị nhầm size và cũng như là bị chật ha. Em thấy khá là nhiều chị đang comment ở trên đây, thì tại vì có khi á Huyền không có trả lời kịp, thời gian đó Huyền đã tư vấn cho mình một chút xíu về em đồ Huyền đã mặc rồi. Nên các chị lúc nào nhà em cũng có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật là luôn trả lời comment ở trong cái comment của mình hết, nên cả nhà mình lưu ý xem giúp em một chút xíu ha. Và các chị có đang hóng cái mã tiếp theo ở trong livestream ngày hôm nay không ạ? Nếu mình đang hóng thì mình hãy cho Huyền một trái tim nè, một cái comment dấu chấm của mình ha, để chuẩn bị bạn Hoài lên cho mình một cái siêu phẩm, phải nói là hầu như là dáng của các chị như thế mà nào mà cũng được hết. Ví dụ như dạo này ở nhà mình ở nhà hơi lâu rồi, mình có hơi bụng bánh mì rồi, mình cũng hơi có bắp tay to rồi, thì Hoài ơi, Huyền ơi, mình có cái giải pháp nào mà cứu cánh cho chị không, giúp chị che hết cái khuyết điểm này mà mặc lên thật là xinh cho chị không? Thì ngày hôm nay ở trong live này sẽ có tất tần tật cho các chị luôn ha. Và cả nhà mình đừng quên chia sẻ livestream này và cũng như là tag tên bạn bè người thân của mình vào ha, để cùng nhau thứ nhất là săn những cái siêu phẩm, thứ hai là ví dụ cái lượt xem của mình cao lên một chút xíu nè, lượt chia sẻ tăng lên một chút xíu, thì Hoài và Huyền sẽ tiếp tục chơi những cái mini game với cái phần quà gọi là rất là hấp dẫn ở sau live này, và các chị sẽ không thể nào mà bỏ qua được với những cái siêu phẩm ngày hôm nay. Một chút xíu nữa, ví dụ như mà lượt view cao cao thì Huyền bật mí một chút xíu là sẽ có chương trình tặng áo luôn ha, những cái siêu phẩm áo rất là đẹp, cực kỳ sang xịn mịn cho mình luôn. Rồi một lần nữa thì Huyền nhắc lại cái mã Huyền đang mặc trong người ha, mã áo là AK3 kèm theo màu, có hai màu, thứ nhất là màu kem hoặc là màu hồng Huyền đang mặc trong người, tại vì nhiều khi các chị á ở tùy vùng miền sẽ nói là Huyền ơi, chị ở chỗ chị màu này màu kem em ơi, còn chỗ chị màu này màu hồng nhạt, thì em sẽ màu này màu hồng hoặc màu hồng nhạt hoặc là màu kem đó, cho các chị dễ comment ha. Thêm nữa màu này là màu xanh ngọc đó, cho mình lựa chọn. Và mã áo này hôm nay trên live chỉ có 277.000, váy là 319, em giảm còn 455.000, giảm còn 319.000 trên live, và mã váy là VA4 ha. Bây giờ là chắc Hoài lên cái mã tiếp theo luôn ha. Đây, ok các chị mình nhá. Bây giờ thì Hoài đang lên một cái set cho các chị nhà mình, một cái set mới rất là xinh luôn nha. Chị nào mà thích những cái concept mà kiểu như thứ nhất là hơi nữ tính một xíu này và tôn dáng cho em Hoài á, thì hôm nay mình có thể lựa cho em Hoài đó là một chiếc áo với chất liệu cho em sẽ là von cut, còn quần cho mình sẽ là quần lụa dẻo form ống suông nha. Thì đối với cái set này các chị mình ơi, cái set này là một cái set gọi là che khuyết điểm rất là tốt cho các chị mình luôn. Tại vì sao ạ? Đối với cái mẫu áo thì mặc rất là mát này, quần thì cho em Hoài, ví dụ chị nào có bắp chân to, phần đùi của mình hơi tròn chỉnh một xíu này, hay là chân hơi cong, chân lưu cho em Hoài, thì mình nên lựa cho em Hoài những cái form quần như này nha. Đối với những form quần này sẽ che khuyết điểm tối đa các chị mình luôn đấy ạ. Tại vì sao? Nếu như mà cái chân của mình có khuyết điểm thì mình nên không nên lựa những cái form quần ống ôm nhá, mà mình nên lựa cho em Hoài những cái form quần ống rộng này, rất là sang luôn. Rồi bây giờ thì em Hoài sẽ giới thiệu trước cái mã sản phẩm này với cái giá thành của sản phẩm luôn các chị mình nhá. Rồi, mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc áo sẽ là AK3 các chị nha. AK3 hiện tại em đang có hai màu để các chị săn ạ. Rồi cho em cái màu tiếp
theo nha chị nhá. Đây áo thì Hoài đang lên cho các chị nhà mình đó là chất van cắt. Áo mình sẽ là AK3 và mẫu này đang có giá gốc là 395.000 ạ. 395.000 áo này và mình đang có đầy đủ size nha. SML chị Hoài luôn. Em sẽ để gần các chị mình xem này, rất là đẹp ạ. Hiện tại mình đang có hai màu đó là màu B và màu xanh các chị mình ha. Mẫu này thì mình làm họa tiết cho các chị nhà mình là dạng hoa nhí rất là sang. Thì mẫu này sẽ có hai túi thật hai bên ạ, kèm cúc cùng màu các chị nhá. Giá thành đang giảm của sản phẩm này đó là 277.000 ạ. Mẫu này đang có giá gốc là 395 và đang giảm trực tiếp cho em Hoài là 277.000 và đang có đầy đủ size nha. Chị nào thích áo chốt ngay cho em Hoài sẽ là AK3 kèm loại nhá. AK3 kèm loại hai màu là xanh và bê các chị ha. Còn quần của Hoài đang mặc sẽ là QA5 ạ. Quần Hoài mặc sẽ là QA5 này, quần ống rộng lưng cao có dây kéo khóa phía sau. Chất liệu cho mình sẽ là chất lụa dẻo nhá. Với cái màu Hoài đang mặc đó là màu cam các chị nhá. Cam pha nâu nâu rất là mẫu này sẽ là màu nâu cam. Thì cái mẫu này sẽ có pha giữa hai tông màu đó là màu nâu và màu cam rất là sang này. Thì QA5 giá gốc của sản phẩm đang là 495.000. Thì trong livestream này em giảm trực tiếp cho các chị mình còn 347.000 ạ. Quần này thì mình có rất nhiều màu nha. Bây giờ em Hoài sẽ đem tông màu vào để các chị săn nhá. Quần này có cực kỳ nhiều màu luôn và màu nào cũng đẹp. Nếu như thật sự mà hôm nay chị nào là tín đồ quần ống rộng thì chắc chắn là em nghĩ là mình ring cho em Hoài tầm 2 đến 3 màu là rất là bình thường. Và cái điều đặc biệt hôm nay trong livestream này, các chị nhà mình mua một sản phẩm cũng được free ship. Mua hai sản phẩm thì em giảm trực tiếp cho các chị nhà mình thêm 50.000 trên một đơn hàng nha. Có nghĩa là một quần các chị nhà mình mua giá cho em Hoài sẽ là 347.000. Nhưng mà nếu như mình mua hai quần thì hôm nay mua một quần cũng được free ship nha. Mua hai quần cũng được free ship mà còn được giảm thêm 50.000 nữa thì rất là hời đúng không ạ? Hôm nay mình mua từ hai sản phẩm là sẽ được giảm trực tiếp thêm 50.000 nữa. Các chị nhà mình đừng ngại là việc chia sẻ livestream để có mức giá giảm nha. Rồi bây giờ thì em Hoài sẽ trả lời comment của chị nhà mình ha. Quần jean hồi nãy thì em có hai màu chị yêu nhá. Quần jean đầu live thì Hoài có hai màu, đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt ạ. Em đã giới thiệu sản phẩm ở trên live cho các chị mình rồi nha. Sợ mặc không vừa quá chị yêu ơi. Nếu như mà mình sợ mặc không vừa nhá chị Phượng Liên ơi, thì em Hoài sẽ hỗ trợ mình bằng cách này, đó là để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại nha. Các bạn nhân viên nhà em sẽ tư vấn size số các chị nhà mình. Đây form quần rất là đẹp như thế này. Không biết các chị sao nhưng em Hoài thì cực kỳ thích form quần ống rộng luôn. Tại vì form quần ống rộng mặc lên rất là sang này, tôn dáng này và mặc lên cực kỳ là trang điểm tốt cho các chị luôn. Em thích mặc những form quần này nhìn chân dài các chị ơi. Tại vì là trong live có thể là các chị mình nhìn em không có cao lắm nha. Nhưng mà ở ngoài nhìn em Hoài á, em đã mang một cái đôi dép mà kiểu như là đã hơi hách dáng rồi và đã ăn gian được thêm cái chiều cao của mình nhờ một cái form quần ống rộng này. Nhìn ở ngoài cao giống 1m7 mấy các chị, nhưng mà ở ngoài chiều cao thật của em Hoài chỉ tầm 1m6 thôi. Nhưng mà chị nào ví dụ như tầm 1m55, 1m5 thì mình nên thử mặc cho em Hoài những form quần này, đảm bảo mặc sẽ ghiền nha. Và vải thì quá là mềm mịn mát luôn các chị ơi. Đối với chất liệu lụa dẻo này, các chị nhà mình yên tâm là giặt không xù lông, không bạc màu, đặc biệt là có thể giặt tay, giặt máy thoải mái luôn nha. Áo này em Hoài cũng đảm bảo cho các chị nhà mình. Cái áo này thì hồi nãy là giống cái sản phẩm đầu của chị Huyền mặc ấy. Thực ra cái áo này giống cái sản phẩm của chị Huyền mặc các chị nhá. Mình lên cho em Hoài là mẫu sản phẩm cho em Hoài áo thì mình sẽ lên mã này. Em Hoài sẽ lấy mã này cho các chị mình nhá. Áo sẽ là AK3 kèm loại nhá. Quần sẽ là QA2 các chị ha. QA5 các chị nhá. Áo sẽ là AK3, mức giá giảm từ 395 giảm trực tiếp còn 277.000. Quần sẽ là QA5 lên cho em Hoài 495.000 và đang giảm trực tiếp còn 347.000. Nhớ là lên mã sản phẩm thì kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment nha. Quần thì mình có thêm cái màu quần có thêm màu đen nữa hả chị? Quần có thêm một màu đen này các chị nhá. Màu đen thì khá là an toàn đấy các chị ha. Rồi máy của em bị sao ta? Em đang không đọc được comment của các chị nhà mình này. Các chị nhà mình ơi nhớ tương tác livestream cùng em thật nhiều ha. Quần không có màu trắng nữa chị yêu ơi. Nhưng mà cái quần này mình lên cho em những tông màu này thì rất là đẹp này. Không có cần phải đổi màu đâu các chị ơi. Quần em Hoài có màu đấy các chị nha. Màu cam này, màu này sẽ là màu xám ghi nhá. Màu này sẽ là màu nâu be và màu cuối cùng chị em Hoài sẽ là màu xanh. Màu Hoài mặc là màu nâu các chị ơi và em có thêm một cái tông màu nữa đó là tông màu rất là an toàn. Em đảm bảo là màu này thì các chị nhà mình quá là thích rồi. Tại vì màu đen các chị ơi, cái màu đen là màu rất là an toàn nha. Chị nào mà thích cái màu đen là chốt luôn chị em Hoài nhá. Rồi quần có màu chị em Hoài này. Em cảm ơn chị Lê Kim Ngân rất là nhiều nha. Các chị nhà mình đang khen cái quần này rất là nhiều. Tại vì sao, em nói thật luôn các chị ơi, quần này chia khuyết điểm rất là tốt nha. Và các chị đừng quên là mình đang xem livestream thì mình vẫn chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream giữa live em Hoài sẽ có những cái sản phẩm em đưa ra để tặng các chị nhà mình. Giữa live thì Hoài không có tặng khẩu trang nữa mà Hoài sẽ tặng sản phẩm là ví dụ như áo đầm hoặc là quần nha. Là mình cứ chia sẻ livestream, lượt chia sẻ càng cao thì Hoài tặng sản phẩm càng nhiều ạ. Và mình sẽ có thời gian cho em Hoài là tầm vài phút để chốt mã sản phẩm này thôi, nên là mình nhanh tay nhá. Em sẽ sâu lại màu quần nha. Màu Hoài
đang mặc là màu nâu cam các chị ha, màu nâu cam cam rất là đẹp này. Màu an toàn nhất thì gọi là màu đen rồi. Màu đen này, màu xám ghi. Màu này cho em Hoài sẽ là màu nâu be nhá, màu be be rất đẹp. Và màu cuối cùng cho em sẽ là màu xanh ạ. Áo thì mình có hai màu là màu xanh và màu em đang mặc là màu xanh và màu tiếp theo sẽ là màu be các chị ha. Chờ em một xíu ạ. Tại vì là màu quần thì hơi nhiều một xíu nên các chị thông cảm giúp em nhá. Rồi mình ngắm cái form dáng này giúp em và em sẽ trả lời comment của các chị ở mình ha. Quần này cho em Hoài, mình thích mẫu này thì mình chốt luôn cho em Hoài. 5 màu sẽ là nâu, đen, xanh lá, xám và màu da các chị mình ha. Lên mã sản phẩm nhớ kèm số điện thoại giúp em ạ. Set này mặc đi chơi cũng được này, đi dạo phố cũng được. Và kể cả là mình đi ký hợp đồng này hay là làm ở môi trường công sở, chỉ cần phối cho em Hoài với một chiếc áo sơ mi thôi là cái sản phẩm đã lên một cái tầm cao mới các chị ơi. Mặc lên cực kỳ sang cho Hoài luôn nha. Và vải khi em mặc lên thì em cảm nhận rất là đã các chị mình, đặc biệt là không nhăn không nhào nhá. Cái này thì các chị mình mang cao gót là sẽ đẹp hơn các chị ha. Các chị phối cho em Hoài với một đôi giày tầm 5 đến 7 xăng là sẽ đẹp ạ. Quần thì sẽ có túi sâu cho các chị luôn. Đây chị nào mà thích mẫu này thì mình sẽ có cho em Hoài 2 phút cuối để chốt set này nhá. Rồi em đang thấy lượt chia sẻ của chị mình này đang ở 343 ạ. 343 lượt chia sẻ. Các chị nhà mình có muốn em chơi mi game đúng không ạ? Nếu như mình muốn em chơi mi game thì mình nhớ là chia sẻ livestream cho em thật nhiều nha. Chia sẻ lượt chia sẻ của mình đạt 500 lượt chia sẻ Hoài sẽ bắt đầu tặng quà nữa các chị nhá. Nên là mình đang xem livestream mình vẫn tiếp tục chia sẻ livestream giúp em ạ. Rồi em đọc lại mã sản phẩm các chị ở mình nhá. AK3 là áo Hoài đang mặc, mức giá cho mình sẽ là AK3 sẽ là 300. Ủa cái này là phải là 200 đấy chứ. 276.000 các chị nhá, 277.000 nha. AK3 là 277.000, còn quần sẽ là QA5, mức giá cho em là 347.000 các chị nhá. Có đầy đủ size cho em SML luôn, 60 cân đổ lại là sẽ mặc vừa. Chị nào cần tư vấn mẫu này mình cứ comment nhá, Hoài sẽ tư vấn các chị mình ha. Áo này 277.000, quần cho em là 347.000 các chị ha. AK3 cộng QA5 để chốt nguyên set. Chất liệu thì em có giới thiệu với các chị mình rồi ha. Chất liệu siêu đẹp cho em Hoài luôn đấy ạ. Các chị nhà mình nhớ là tag bạn bè vào xem livestream của em thật nhiều nha. Quần bao nhiêu? Quần bên em có giá là 347.000 các chị yêu ha. Tại vì là giá này thì em đang làm tròn nhá. Tại vì đúng giá là nhà em đã ghim lên ở trên cái màn hình rồi. Nhưng mà nhà em vẫn đang làm tròn để dễ đọc hơn các chị ha. Tại vì ví dụ như mình đọc là 346.500 thì nó hơi khó một xíu. Nên các chị thông cảm giúp em Hoài nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ chuẩn bị qua mẫu các chị ha. Em Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu ạ. L60 ký L78 thì mặc cho em Hoài size L là đẹp chị yêu ha. Hoặc là về size số thì các bạn nhân viên nhà em sẽ tư vấn sau. Rồi bây giờ mình ngắm lại form quần cho em nhá. Và em sẽ tiếp tục qua set mới ạ. Em sẽ giới thiệu lại các chị ở mình mã một lần nữa nhá. Áo cho em sẽ là AK3, mức giá là 277.000. Quần sẽ là QA5, mức giá cho em là 347.000 các chị ha. Quần thì có rất nhiều tông màu này. Màu đen ạ, quần có tông màu đen nhá. Màu xám. Mời cho em Hoài sẽ là màu nâu các chị mình nhá. Ui rớt rồi các chị ơi. Rồi chờ em một xíu. Em sẽ cho màu nâu ra ngoài luôn nhá. Rồi ok, màu xanh các chị ha. Rồi đầy đủ các tông màu em đã giới thiệu đến các chị mình ạ. Và áo thì mình sẽ có hai màu là màu be và màu xanh. Rồi ok, chắc là bây giờ thì Hoài sẽ chuẩn bị sẽ mời chị Huyền qua mẫu nha. Chị nào còn thích set Hoài đang mặc thì mình cứ lên mã sản phẩm kèm số điện thoại giúp em. Mã sản phẩm sẽ là AK3 kèm số điện thoại, quần sẽ là QA5 kèm số điện thoại để được chốt đơn hàng thành công. Nhưng mà em khuyên là các chị mình nên chốt nguyên set đi. Giá thành cực kỳ ưu đãi nha. Hôm nay mua một sản phẩm sẽ được free ship, mua hai sản phẩm sẽ được giảm thêm 50.000 trên tổng bill nha. Và đừng quên là hôm nay các chị mình giá chỉ áp dụng duy nhất tại Line ạ. Rồi ok, bây giờ sẽ qua mẫu nhé. Đây, các chị sẽ chào tạm biệt với Hoài trong một chút xíu và trở lại với Huyền ha. Thì Hoài lúc này cũng lên một cái concept hơi công sở, hơi thấy cưng một chút xíu rồi. Tuy nhiên thì chắc là các chị cũng đang hóng nhiều mẫu hơn ở trong live ngày hôm nay. Thì tiếp tục Hoài là Huyền sẽ lên cho mình một cái set rất là xinh luôn. Và các chị thấy là ở cái set này mình rất là dễ phối không ha. Mình đi chơi cũng được nè, đi làm cũng được, cà phê cuối tuần xuống phố bạn bè vẫn được. Và thậm chí là các chị có thể tắt set mặc rồi vẫn được ha. Đầu tiên thì không để các chị đợi lâu, Huyền lên một cái lên mã áo luôn ha. Mã áo Huyền đang diện trong người là AK7 và váy có mã là VA8. Thường ngày tại cửa hàng á, áo và quần Huyền đang mặc là 295 và 395. Tuy nhiên ngày hôm nay trên live giảm cho mình, áo còn 148.000 và quần chỉ có 198.000 thôi. Các chị nghe không lầm đâu. Ví dụ như thường ngày trước dịch mình ra cửa hàng, mình cầm theo 500.000 đúng không ạ? Mình mua chưa được một sản phẩm của nhà mát đâu. Em dám nói một câu thật lòng. Tuy nhiên ngày hôm nay trên live với một cái giá tiền đó, các chị có thể mua ngay một cái combo Huyền đang mặc rất là xinh và
dễ thương. Thêm nữa là chất áo á, là chất gọi là lụa, rất là mịn mát, và các chị mặc vào sẽ có cảm giác là mát nè, mịn, không có gây kiểu như là bí da hoặc là sót da của mình luôn. Quần thì cũng huyền mặc cũng là chất lụa và rất là dễ mặc luôn ha. Và đặc biệt hơn nữa là với những cái form quần ống đứng như vậy, các chị sẽ thấy ở phần eo nè, sẽ fit vào phần eo cho mình với bản lai quần là 3 cm, fit ngay phần eo cho mình, và có cả gọi là bên nhấn bên trước cho mình. Thêm nữa là có hai cái túi siêu to khổng lồ cho các chị, ví dụ như mình cần đựng tiền nè, thẻ nè, hoặc là những cái kẹt nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ha. Thêm nữa là cả nhà mình thấy là cái em quần huyền mặc rất là hấp dáng không ạ? Ví dụ như các chị mình mặc là với phối với những đôi giày bata, trẻ trung năng động vẫn được đúng không ạ? Thêm nữa là những cái đôi giày cao gót bích mỏ cũng được nè, thậm chí là giày dây vẫn rất là xinh. Ví dụ như những chị nào mà dạo này mình hơi tăng cân này nè, mình cái đùi mình hơi to hơi tròn một chút xíu, hoặc là chân mình hơi cong mà mình rất là ngại khi mà mặc những cái quần form ôm hoặc là form suông á, nhìn sẽ lộ khuyết điểm chân cong của mình, thì ngày hôm nay nhà mắt lên những cái siêu phẩm hầu như là che được 100% khuyết điểm cơ thể của mình luôn ha. Ở phần áo á, thì Huyền sẽ nói sơ qua cho các chị một chút xíu. Ở là cổ áo á, sẽ có là dây nơ đi liền thân với cổ luôn, các chị có thể thắt nơ cũng được nè, hoặc là thắt một cái cà vạt hờ cũng được ha, rất là xinh, và dây này rất là dài. Mình ví dụ như mình thắt hai bản nơ vẫn rất là xinh. Tay á, thì sẽ là nhấn bản tay 5 cm cho mình đây, các chị nhìn giúp Huyền ha, bản tay 5 cm và đường zip ly thì rất là đều mịn luôn, các chị gờ vào á, thì rất là mịn và mát. Thêm nữa ở phần cái bản các chị thấy là cái bản vai ấy, nhìn rất là gọi là cái vai mình nó rất là vuông và kỳ đôn form vai đúng không ạ, mặc rất là xinh luôn. Em áo này á, thì Huyền có tổng cộng cho mình 4 màu lựa chọn và cũng như là quần ha. Bây giờ em sẽ lên màu cho các chị mình lựa chọn màu áo trước đi ha, các chị tránh đợi lâu nè. Và các chị có ví dụ như là có câu hỏi hoặc comment gì có thể lên comment giúp Huyền ha. Mình có đặt được quần jean không? Em thấy chị Tịnh Vũ nè, Tịnh Vũ ơi, mình để lại cú pháp cho em là có ha. Mã quần jean ở đầu like là mã mấy nhỉ? QA2, mã quần jean là QA2, chị để lại cho em mã kèm số điện thoại đi. Còn một chút xíu nữa, ví dụ như màu á, thì mình có thể coi lại like giúp em ha, để mình chốt cái màu nè. Rồi QA xanh lá, em thấy đơn của chị Thấm Lê nè, và rất là nhiều chị đang comment ha. Nhà em luôn trả lời comment trong trực tiếp ở trong cái gọi là tin nhắn trên like cho mình luôn. Rồi bây giờ không để các chị đợi lâu, em báo màu của em áo này ha. Màu Huyền đang mặc trong người có thể nói là màu kem, nhạt nhẹ nhàng một chút xíu thôi. Thêm nữa là có màu xanh nè, xanh nhẹ, rất là dễ thương và hầu như là rất là nông tông da của mình. Ví dụ như những chị mà có tông da hơi trầm một chút xíu, các chị ngại mặc màu xanh thì phải nói là em này là một cái em best seller và không bao giờ nên bỏ qua cho tất cả mọi làn da của chị em mình ha. Còn chị nào ví dụ như là da mình đã trắng rồi, mình muốn nâng tông da lên nữa và mình muốn cái sự nổi bật trẻ trung của mình, thì mình có thể chọn giúp Huyền màu đỏ đô, rất là xinh và ngọt ngào. Và hầu như đỏ đô luôn là lựa chọn hàng đầu của các chị. Ví dụ như mình có tiệc nè, nhà mình có những cái tiệc hoặc là mình có những cuộc hội họp quan trọng, thậm chí là MC dẫn chương trình, mình cũng có thể diện màu đỏ này với một cái cỡ kiểu là thắt nơ cổ rất là xinh nhẹ nhàng ha, để mình có thể làm cho mình một cái concept vừa dễ thương, vừa kín đáo, vừa đáng yêu trong cái một cái buổi họp hoặc là một cái cuộc tiệc quá là gọi là xuất sắc luôn á các chị, mà giá chỉ có 148.000 cho em áo AK7 này thôi. Và thêm nữa là màu hồng, một màu hồng nhẹ nhàng, hồng phấn xinh xinh, dành cho những chị mình thích cái sự thì mị nè, nhẹ nhàng tươi trẻ, thì mình chọn ngay giúp Huyền màu hồng, và chỉ có 148.000. Ví dụ như các chị đã yêu thích 4 tông màu này rồi thì đừng ngần ngại để lại cho Huyền mã là AK7 kèm màu kèm số điện thoại. Và em xin nhắc lại là có 4 màu, màu kem, màu hồng, màu xanh và màu đỏ đô. Các chị ưng màu nào để lại giúp em màu đó ha. Và size thì nhà em có đủ size cho mình. Nên các chị chỉ cần để lại cho em chiều cao, cân nặng, bên em sẽ tư vấn size cụ thể. Tại sao là nhà mát tránh tư vấn là ồ chị ơi, từ vừa em size S nhà em là 45kg mặc vừa. Thật ra là 45kg đó là chiều, nhiều khi là chiều cao chuẩn hoặc là chiều cao của mẫu. Ví dụ như các chị 45kg mà mình tới ví dụ như 45kg mà có 1m34, 1m35 hoặc là 1m45 hoặc là 1m65, 75 thì cái size nó sẽ bị đẩy lên khác size ha. Nên nếu mà mình chắc size nhất, mình cho em chiều cao, cân nặng là đảm bảo size nhất. Và quần á, quần Huyền mặc thì cũng có rất là nhiều màu cho các chị mình lựa chọn luôn nè. Em cảm ơn chị Trần Thanh Trúc nè, màu áo đẹp quá. Đẹp quá thì mình đừng ngần ngại mà ghi ngay một em về mặc, hoặc là thậm chí là ghi luôn hai em luôn ha chị Trúc ha. Áo này mặc chắc
thích lắm. Dạ em cảm ơn chị Sinh Đòn nè. Và hầu như lúc nãy giờ em thấy khá là nhiều chị vào like và khen cái hàng của nhà mát rất là đẹp. Nên đừng ngần ngại mà ghi ngay cho mình hai sản phẩm. Ví dụ như ngày hôm nay các chị đã chốt được một sản phẩm rồi, mình chốt thêm một sản phẩm nữa thì ở sản phẩm thứ hai sẽ được giảm cho mình 50.000 đó các chị ạ. Một cái deal quá là hời đúng không ạ? Và những cái deal này hầu như là các chị sẽ không có săn được ở bất kỳ livestream của nhà nào đâu, chỉ duy nhất nhà mát thôi. Và ví dụ như ngày hôm nay các chị đã vào like, đã săn có sản phẩm rồi, có đơn rồi, chắc chắn sẽ được miễn ship cho mình ha. Nên cả nhà mình đừng ngần ngại, nhanh tay nổ đơn, chốt đơn cho Huyền nè. Và bây giờ em sẽ qua áo màu quần ha, cho các chị mình dễ ngắm dễ lựa chọn nè. Màu quần thì có quá là nhiều màu, vừa xinh vừa lung linh luôn. Các chị ví dụ như không thích cái màu da của chị hơi chậm á Huyền ơi, có cái màu nào hơi dịu hơn không? Hoặc là chị đã có quá nhiều màu này rồi, em cho chị một cái màu khác, thì hôm nay em sẽ lên cho mình thêm ba cái tông màu này nữa, rất là xinh luôn. Màu xanh nhẹ nhàng. Đây các chị, mình có thể săn theo cái combo ha. Ví dụ như là lúc nãy là Huyền lên áo xanh rồi, thì bây giờ các chị lên luôn một cái quần xanh để có một cái combo màu xanh đáng yêu ha, rất là xinh luôn nè. Màu đen là một cái em gọi là huyền thoại rồi đúng không ạ? Hầu như là năm tháng trôi qua đó, năm tháng trôi qua màu đen vẫn luôn là một cái sự lựa chọn hàng đầu cho các chị. Và ở mọi lứa tuổi mình đều không phải là chê được cái màu này hết, một cái em màu phải nói là best seller rồi. Thêm nữa là màu xanh ngọc khá là dịu dàng ngọt ngào luôn. Và lúc nãy là Huyền có lên cái mẫu áo là AK3 các chị, cũng là một cái màu xanh nhẹ nhẹ, mình có thể phối với em thì cũng được, cũng rất là xinh nè. Và thêm nữa là các chị có thể thấy giúp em ha, ở bảng quần của nhà mát á, like quần fit eo cho mình khoảng tầm 3 cm nè, 3 cm bảng like nè. Thêm nữa là phần bên trước là có nhấn cái bên ngay cái phần túi trước của mình, thành ra tạo cái độ của em. Các chị thấy Huyền mặc là cái quần rất là fit cái phần eo và nhã từ cái phần mông xuống, mà làm ví dụ như là mình có khuyết điểm chân là che hết mọi khuyết điểm nè, đùi to cũng che được luôn. Mặc lên nhìn vừa sang trọng vừa không kém phần thanh lịch cho mình ha, phối với cái gì cũng đẹp hết. Quần này có giá là thường ngày là tại cửa hàng là các chị ghé qua là 395.000 lận đó. Ngày hôm nay trên like mắt giảm cho mình xuống còn 198.000 thôi ạ. Một cái đi quá hời trong like ngày hôm nay nữa các chị ơi, đừng bỏ qua ha. Và họ là em thấy khá là nhiều chị đã lên đơn rồi nè. Huyền xin nhắc lại mã áo Huyền đang mặc trong người là AK7, hiện tại giá trên like là 148.000, và quần là VA8, giá trên like sale còn 198.000 cho cả nhà mình ha. Ví dụ như chị nào đã thích combo Huyền đang mặc rồi thì có thể lên giúp em là combo Huyền mặc cũng được. Size số thì mình có thể là chốt sau, tại vì sẽ tùy theo chiều cao của mình. Và bây giờ không để các chị nhớ bạn Hoài lâu hơn một chút xíu nữa, thì bạn Hoài sẽ trở vào lại like cho mình với một cái concept cũng khá là đáng yêu nè. Cutie học me là các chị có chào đón Hoài không, thì cho Huyền một cái trái tim này để là Huyền mời Hoài vào nè, để xem là các chị có chào đón bạn Hoài không á. Các chị đang hóng bạn Hoài, cho Hoài xin vài trái tim đi để Hoài nồng nhiệt chào các chị nè ha. Em thấy là khá là nhiều comment của các chị rồi. Và cả quần xanh riêu kết hợp áo màu gì bạn? Dạ quần xanh riêu thì mình cũng có thể kết hợp với áo màu Huyền đang mặc ha, màu kem hoặc là màu xanh riêu, màu xanh nhẹ như vậy. Đây, chị có thể phối với một combo màu xanh cũng khá là xinh luôn nè. Và cái này là tông xịt tông luôn ha. Em thấy đơn của chị Nguyễn Nhung nè. Rồi, không để các chị đợi lâu, bạn Hoài vào với các chị này. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua một set mới các chị mình, siêu dễ thương luôn nha. Bởi vì cái set này thì theo cho mình cái phong cách này, nữ tính nhẹ nhàng và không kém phần lịch sự và sang trọng cho các chị luôn. Mình có thể dùng cái set của Hoài đang mặc để có thể mặc đi chơi, đi làm và kể cả là đi dạo phố, cà phê với bạn bè, hoặc là mình có thể kết sợ hợp là áo hoặc là chân váy để mặc đi tiệc được nha. Thì đối với cái mẫu này là được cực kỳ là khách hàng của nhà mát ưa chuộng luôn, với mức giá giảm hiện tại hôm nay rất là mạnh ở tại cái livestream ngày hôm nay. Và lưu ý giúp em Hoài là hôm nay giá giảm chỉ áp dụng duy nhất tại livestream nha. Thì bây giờ em sẽ để các chị mình xem cái form dáng trước và sau đó em Hoài sẽ báo mức giá bất ngờ cho chị này. Đây, chị nào đang quan tâm cái set này là bây giờ Hoài sẽ báo giá luôn cho các chị mình nha. Đối với mẫu áo của Hoài đang mặc, đang có mức giá gốc của sản phẩm sẽ là 355.000 và đang giảm trực tiếp duy nhất tại livestream cho các chị mình là 249.000 chị. Chỉ với mức giá là 249.000 sở hữu ngay chiếc áo này với hai tông màu cho Hoài luôn nha. Em này thì mình sẽ có hai tông màu, đó là tông màu xanh các chị mình nhá, xanh đen nhá, xanh đen, và cái màu của Hoài đang mặc đó là màu hồng cam các chị ơi, rất là đẹp nha. Và mẫu chân váy của Hoài đang mặc thì là VB4. Cái em VB4 này á thì đầu like là chị Huyền có mặc đó chị mình ha. VB4 thì nhà em đã có mặc rồi. Thì mẫu VB4 này Hoài đang có hai màu nha, đó là màu be và màu cam. Thì mẫu này như các chị nhà mình biết là tại vì sao mà Hoài phối lại, tại vì đối với những cái em mà chân váy như thế này á, các chị nhà mình mặc được Hoài luôn, có nghĩa là phối được rất là nhiều sản phẩm. Tại vì đầu like giờ Hoài với chị Huyền đã phối cái chân váy này với rất là nhiều áo để các chị xem rồi. Thì
các chị nhà mình cũng biết đấy, nếu như mà một sản phẩm không dễ phối đồ và không có dễ ứng dụng thì không phải là mẫu áo nào cũng phối được. Nhưng mà riêng cái em chân váy này, các chị nhà mình mặc hoài luôn chị em hoài nhá. Có thể là mặc kiểu như là phối với áo sơ mi cũng đẹp này, phối với áo kiểu cũng đẹp này, phối với áo màu hay là phối với áo dây, áo trắng trơn phía trên cũng đẹp nha. Thì mẫu chân váy này mình lên là VB4, giá gốc của em chân váy này đang là 455.000. Hôm nay tại livestream, duy nhất tại livestream thôi, Hoài áp dụng cho các chị mình là 318.000 chân váy nha. Áo chất liệu cho em Hoài sẽ là kate cotton các chị mình nhá. Còn váy cho mình chất liệu cho em sẽ là, em này thì chất liệu cho mình kiểu dạng bố các chị mình. Rất là đẹp nha. Và chị nào quan tâm mẫu này mình chốt ngay cho em là AK9 cộng VB4 để chốt nguyên set. Mua rời thì mua áo không, lên cho em là AK9 kèm loại, VB4 cho em Hoài là chân váy kèm loại nha. Set này thì em Hoài sẽ dành vài phút ra để tư vấn các chị mình ha. Dễ thương các chị ơi, màu B hoặc là màu cam hay là áo màu xanh hoặc là màu hồng đều rất là dễ mặc nha. Cứ từ 38 cho tới 63 cân, 60 cân đổ lại mình vẫn mặc vừa, tùy vào chiều cao và số đo ba vòng của mình. Nhà em sẽ tư vấn cho các chị mình kỹ nha. Rồi ok chị yêu ơi, mình lên mã sản phẩm nhớ kèm lại chị em Hoài nha. Sản phẩm đợt này đẹp quá sắp ơi, cảm ơn chị yêu rất nhiều ạ. Các chị ơi, hiện tại lượt view của mình đang khá là ok này. Các chị nhà mình có thể hỗ trợ em Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ không ạ? Thứ nhất là để khích lệ tinh thần của em Hoài, và thứ hai nữa là lượt chia sẻ tăng, em Hoài sẽ đem sản phẩm ra tặng các chị nhà mình ở trong livestream. Hôm nay quá là nhiều ưu đãi luôn. Như các chị nhà mình biết là MAC là một cái thương hiệu đã bán hàng rất là nhiều năm rồi, đã ra đời từ năm 2016 đến giờ, thì sản phẩm này và chất lượng của nhà MAC thì chắc là không cần phải bàn các chị ha. Nhưng mà sao ạ, bình thường nhà em không có mức giá giảm như thế này đâu các chị ơi. Tại vì là bây giờ mới là lên livestream này, nhà em mới triển khai cái chương trình livestream, nên là sản phẩm ở trên live bao giờ cũng ưu đãi hơn ở ngoài cửa hàng rất là nhiều. Và thứ hai nữa là hôm nay ở trong livestream, các chị nhà mình vừa được free ship khi mua từ một sản phẩm, và khi mua từ hai sản phẩm em giảm trực tiếp thêm 50.000 cộng free ship cho các chị mình nữa. Thì ngại gì mình không lên đơn các chị ha. Sản phẩm quá là đẹp luôn. Cái em này thì đằng sau em đang hơi rộng một xíu các chị nhá, nên em xin phép kẹp eo. Và cái phía đằng sau thì nó gần form chân váy thì sẽ giống với form đằng trước các chị. Cái em chân váy này thứ nhất á, là có phối cho mình phần kiểu như là dạng đuôi cá, tại vì cái em này chỉ dập cho mình, may dập cho em ở phía phần nửa lưng thôi, còn phần dưới này mình sẽ tạo độ xòe, thì gọi là xòe đuôi cá như thế này. Thì các chị mình mang này, cái phần đùi của mình nó sẽ cảm giác là thon gọn hơn và dễ thương hơn rất là nhiều, đặc biệt là cũng không kém phần là tôn ba vòng cho các chị mình nha. Rồi chị yêu nào mà cần tư vấn mình comment nhá. Vâng, chị chia sẻ mỏi tay luôn nè, em cảm ơn chị Ánh Dương rất là nhiều này. Mình chia sẻ giúp em thật nhiều nha, chỉ cần lượt chia sẻ tăng là Hoài sẽ bắt đầu tiếp tục chơi mini game đấy ạ. Và quà tặng của nhà MAC thì rất là nhiều, chỉ cần lượt chia sẻ các chị mình tăng thôi là em tiếp tục tặng quà các chị mình. Sản phẩm hôm nay nhiều lắm các chị ơi, và kể cả là hàng mới này, hôm nay có cho các chị nhà mình tổng cộng là 22 mẫu sản phẩm ở trong livestream, mà mức giá thì chỉ có áp dụng duy nhất tại livestream thôi. Và các chị yêu nào mà cần tư vấn này, quan tâm mẫu nào thì mình cứ comment, Hoài sẽ tư vấn các chị nhà mình kỹ nha. Và đừng quên là tag bạn bè vào xem livestream đi ạ, tại vì sản phẩm này chỉ áp dụng duy nhất tại livestream cho các chị nhà mình ha. Mình ra cửa hàng có sản phẩm này nhưng không có mức giá giảm như Hoài đang lên, là chị nào mà thích những cái concept này là mình lên ngay. Các chị thấy không ạ, đối với cái mẫu áo này Hoài sẽ để gần các chị mình xem cái chất KT này cho em nha. Đây các chị ha, mình có thể xem được chất vải đúng không ạ. Thì em này, cái chất cotton KT này cực kỳ cho em Hoài là mặc rất là mềm mịn mát, đặc biệt là em này thì không có co giãn nha, nhưng không có bị cứng hay là bị nhăn. Và phần phía trên cổ em làm cho chị mình cái phổ phối ren rất là dễ thương ạ. Tay cho mình sẽ là tay dáng lỡ các chị ha, kèm phối ren luôn, cực kỳ tiểu thư và dễ thương. Chị nào thích mẫu này mình lên cho em nhá. Em đã ghim cái mã sản phẩm ở trên ngay phía đầu trên cái livestream này rồi, và mình chốt cho em Hoài sẽ là áo sẽ là AK9 248.500, thì em đọc là 249.000 cho tròn các chị ha. Váy cho em Hoài sẽ là VA4 và mức giá cho em sẽ là 319.000. Hôm nay đúng ra thì các chị nhà mình được giảm rất là nhiều đấy ạ, nên là mình phải nắm bắt ngay cơ hội này để thử trải nghiệm trực tiếp hàng của nhà MAC nha. Hôm nay cực kỳ nhiều sản phẩm ưu đãi đấy ạ. Và các chị nhà mình nếu như mà mình yêu thương nhà em thì mình cứ chia sẻ livestream nha. VA4 màu kem size M, em chốt cho chị Thảo Võ, nhưng mà mình thiếu số điện thoại rồi chị ơi, bổ sung số điện thoại giúp Hoài được không chị Thảo Võ ơi. Mình lên mã sản phẩm thì nhớ kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công nha. Mới cái set này thì hôm nay ưu đãi duy nhất tại live thôi đấy ạ, nên là chị yêu nào mà đang suy nghĩ có nên chốt hay không thì tin tưởng em Hoài chốt ngay các chị nha.
Thứ nhất là hôm sau sẽ không có mức giá giảm. Hôm nay mình mua vừa được free ship này. Khi các chị nhà mình nhận hàng chỉ cần ở nhà thôi, đặt đơn ngay tại livestream, nhà mát ship đến tận nơi cho các chị nhà mình. Với mức giá áo chỉ có 249.000 sở hữu ngay một chiếc áo đẹp này, không cần thanh toán bất cứ chi phí nào nữa nha. Và nhà em sẽ hỗ trợ mình kiểm tra hàng các chị ha, là mình yên tâm giúp em ạ. Còn chân váy của em thì mình chỉ cần thanh toán là 319.000 thôi. Và hàng không đẹp thì em không bao giờ để các chị mình kiểm tra hàng đâu. Với là nhà mát đã có hệ thống là 23 chi nhánh, tầm trên 20 chi nhánh trên toàn quốc rồi, là các chị nhà mình cứ yên tâm nhá. Nếu như mà một thương hiệu không ok thì không có thể tồn tại được mười mấy năm như thế đâu ạ. Với là nhà em cũng có cửa hàng nữa, nên các chị nhà mình nếu như chị nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, mình có thể lên website của nhà em và vào phần showroom thì mình sẽ xem được địa chỉ của nhà mát và có thể ghé cửa hàng để xem trực tiếp nha. Nhưng em Hoài báo trước, mua trên live có mức giá ưu đãi, còn ở cửa hàng nhà em không áp dụng giá ưu đãi nhá. Nên là chị yêu nào hôm nay đang ở trong livestream thích là chốt ngay ha. Đảm bảo với các chị mình là hôm nay sẽ có rất là nhiều sản phẩm hot phía sau đấy ạ. Em vẫn đang còn rất là nhiều món quà, nên các chị đừng quên là cho em Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Hoặc là mình đang xem livestream này, mình cần tư vấn size, tư vấn mẫu nào thì mình cứ comment, em sẽ tư vấn kỹ cho các chị mình nhá. Rồi em cảm ơn chị yêu Nguyễn Ngọc rất là nhiều ha. Các chị nhà mình thích mẫu này là mình lên ngay cho em Hoài, chọn những cái sản phẩm ưng ý nhất này. Và những cái sản phẩm này á, em còn số lượng cho các chị nhà mình cũng không có nhiều đâu ạ. Em này thì mình có đầy đủ size nha, từ 38 cho tới 63 cân mặc đẹp. Mình sẽ ngắm form này cho em Hoài thêm 2 phút nữa nhá. 2 phút nữa sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nha. Bây giờ mình đang ở phút thứ bao nhiêu đây, em sẽ bắt đầu canh thời gian ạ. Mình đang ở phút thứ 20:37 thì bây giờ đã nhận gần nhảy qua 38 rồi, thì phút thứ 40 Hoài sẽ mời chị Huyền qua mẫu luôn. Có nghĩa là 2 phút nữa nhá, em Hoài sẽ canh đúng thời gian và mình sẽ qua mẫu đấy ạ. Là mình thích mẫu này là mình nhớ chốt luôn để có ngay mức giá giảm. Đối với cái set này các chị ơi, em nghĩ là mình mặc đi chơi này, đi làm, đi dạo phố, và những chị nào theo thiên hướng lịch sự mà kín đáo cũng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng và sang trọng thì Mark là một cái thương hiệu các chị em mình lựa chọn khá là hợp lý, đúng các chị ơi. Mức giá thành vừa mềm này, sản phẩm vừa ok này, lại có thể phối cho em Hoài với những cái dịp mặc rất là dễ nữa, bất cứ cái trường hợp nào mình cũng có thể mặc đồ nhà Mark được, vừa kín đáo vừa lịch sự lại vừa sang trọng nha. Các chị nhà mình mà quan tâm mẫu nào thì mình có thể là comment ạ. Cho mình hỏi phần váy già dập ly phải không chị yêu ơi? Phần váy này là dập ly nhưng mà nhà em đã may bên vào luôn rồi các chị mình ha, có nghĩa là em này thì đã là dập ly nhưng mà nhà em may vào luôn nhá. Cái phần dập ly này đã may vào rồi nên là mình sẽ không có xả được cái phần dập ly này ra, hay là kể cả là mình giặt hay là mình ủi nó cũng không bao giờ mất cái đường ly nhá. Và em rất là đẹp ha. Các chị xem giúp em này, vừa ôm phần vòng 3 phần hông của mình, vừa có độ xòe để tạo điểm nhấn cho phần váy. Thì cái em này màu cam hay là màu be Hoài đang mặc cũng đều rất là dễ phối đồ luôn. Em đang phối với một chiếc áo hoa thì nhìn khá là yểu điệu, kiểu như là nhẹ nhàng. Còn nếu như chị yêu nó thích cá tính hơn một xíu, mình có thể là phối cho em những áo màu trơn nhá, thì sẽ rất là ok đấy các chị mình ạ. Chân váy xinh lắm, mang về vải mặc thoải mái. Em cảm ơn chị Nguyễn Kỳ rất nhiều. Chân váy này em nghĩ là đối với khách của nhà Mark thì em nghĩ là nhiều chị đã từng mặc cái sản phẩm này rồi. Tại vì sản phẩm này là sản phẩm mới nhưng mà nhà em bán cửa hàng rất là mạnh nha. Là chị nào mà đã có sản phẩm này của Mark rồi thì có thể cho em Hoài xin phép back ngay tại livestream, để những chị khác chưa mua sản phẩm này của Mark mình sẽ có độ tin tưởng để mua hàng của nhà em ha. Rồi ok, Mark là thương hiệu giá mềm, chất liệu ok, trẻ trung, mặc đi chơi đi làm cũng không bị già ạ. Em cảm ơn chị Ánh Dương rất là nhiều này. Chị Ánh Dương là một fan cứng của nhà Mark đấy. Tại vì là hôm nào em live em cũng thấy chị Ánh Dương comment rất nhiều tình luôn. Cảm ơn chị yêu rất nhiều nha. Rồi em sẽ giới thiệu lại và sau đó mình sẽ tiếp tục qua mẫu các chị ha. Bây giờ đang ở phút thứ 39 rồi thì như đã hứa phút thứ 40 Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới. Thì bây giờ em sẽ đọc lại mã sản phẩm nha. Đối với cái mẫu áo của Hoài đang mặc, mình lên mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AK7 kèm số điện thoại, để AK9 kèm số điện thoại để được chốt đơn hàng thành công nha. AK9 kèm số có hai màu giúp Hoài, đó là màu xanh đen này, màu xanh đen, và màu Hoài đang mặc sẽ là màu hồng nha. Còn cái chân váy thì em đang có màu cam và màu be. Chân váy sẽ là VB4, mức giá sẽ là 319.000 và tổng hai sản phẩm này đều đang có đầy đủ size ạ. Hôm nay chị nào mua một sản phẩm thì sẽ được free ship, còn nếu như mua nguyên set hoặc là mua hai sản phẩm bất kỳ ở trong livestream, em vừa free ship vừa giảm trực tiếp 50.000 trên sản phẩm cho các chị mình nha. Là mình thích mẫu nào là phải chốt luôn ha. Rồi bây giờ thời gian livestream của mẫu này của Hoài thì đã hết rồi. Là chắc Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới nhá. Bây giờ em Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới và chắc là sẽ nhường lại để cho chị Huyền lên một cái sản phẩm rất là dễ thương cho chị mình này. Bây giờ các chị nhà mình có hỏng không? Đó, hôm nay thật sự luôn các chị ơi, cứ bị sao ấy, mình mặc sản phẩm đã rất là đẹp rồi đấy, nhưng mà nhìn chị Huyền mặc là cũng muốn lấy mặc luôn. Tại vì là nhìn mặc cứ kiểu là nhìn giống như kiểu là đứng núi này trông núi nọ, thế sản phẩm nào cũng xinh. Mà bây giờ em đảm bảo các chị luôn, cái set này rất là dễ thương nha. Mà ai mà có người mảnh khảnh giống chị Huyền này, hôm nay mặc cái set này là cực kỳ đẹp luôn. Đó, ok, bây giờ thì em Hoài sẽ mời chị Huyền qua mẫu mới nhá.
bạn Hoài tăng bóp quá là bước ra rất là ngại, sợ các chị thấy là không có đẹp được vậy. Nhưng mà em bước ra các chị có thấy là quá xinh không ạ? Với một cái concept ví dụ như mình đi làm thì cũng nhìn mình cũng trẻ trung, tươi trẻ nè, đi chơi thì cũng khá là đáng yêu ha. Mình có thể phối với những cái bảng dây nịt, bảng lưng hơi to một chút xíu, hoặc là những cái dây nịt hơi mỏng một chút xíu vẫn rất là xinh. Và ở cái concept này các chị có thể tách riêng mặt rời vẫn được, và Huyền phối đơn giản với một cái túi trống nhẹ nhàng xinh xinh thôi ha. Không để các chị đợi lâu luôn, em báo ngay mã luôn. Và cả nhà ơi, Huyền lưu ý một chút xíu là hiện tại cái lượt inbox về fanpage đang khá là cao, nên có thể hơi lắc một chút xíu, nên các chị cứ yên tâm. Ví dụ mình thích mã nào thì mình cứ lên mã kèm màu kèm số điện thoại ha. Thì có thể là đội ngũ nhân viên kỹ thuật số đang bị quá tải, trả lời có thể lâu hơn một chút xíu. Tuy nhiên không sao, là sau khi kết like rồi bên em sẽ hỗ trợ từng chị đẹp ha. Nên mình cứ yên tâm để lại mã cho Huyền đi. Rồi không để các chị đợi lâu luôn, báo ngay mã em này cho cả nhà mình không phải lăn tăn nữa ha. Dạ rồi, mã Huyền đang mặc trong người áo có mã là AK11 và hiện tại là giảm trên like còn 198.000 thôi cả nhà. Và áo này sẽ có hai màu cho mình lựa chọn. Chân váy là VA12, giảm còn 248.000, rất là xinh luôn. Giới thiệu sơ qua với cả nhà một chút xíu về cái kiểu dáng em áo này ha. Cả nhà có thấy đây, Huyền tiến gần cho mình coi ha. Các chị có thấy là tay cái em áo này rất là thấy cưng không mà, tay nhắn quả bí và gọi là đắp chéo phần tay nhắn lên tạo độ phồng tay quả bí rất là xinh. Và ví dụ như dạo này ở nhà mình hơi tăng cân một chút xíu, các chị không lo là sẽ che được phần bắp tay to của mình ha. Và cái phần vai là sẽ gọi là đẩy form vai mình lên, tay phồng kiểu như là tiểu thư công chúa nhẹ nhàng một chút xíu. Cái phần vai mình sẽ được đứng form hơn một chút xíu, các chị mặc vào sẽ rất là tôn cái form, tôn cái dáng của mình. Mình có thể phối với một cái chân váy như Huyền đang phối, hoặc là ví dụ như những cái chân váy bút chì ở trong tủ đồ mình có sẵn, hoặc thậm chí là các chị có thể phối với quần jean nè, quần kaki nè, mình có thể thả form ra ngoài vẫn rất là xinh ha. Chỉ có 198.000 trên like này thôi, với chất liệu là kaki cotton, mặc rất là mát nè, mịn nè, sờ vào nền vải các chị có thể thấy là rất là mát mịn, và hầu như là những cái nền vải như vậy thấm hút mồ hôi rất là tốt luôn ạ. Thêm nữa phối với một cái chân váy jean, cái áo vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương rồi, phối thêm với một cái chân váy jean nữa tạo lên một cái điểm nhấn nè, không quá cá tính nhưng cũng không quá bánh bèo, các chị vừa trung hòa được cái set đồ của mình. Và các em chân váy này giá rất là yêu thương luôn, chị có cho mình là 248.000 trên like ngày hôm nay thôi ha cả nhà ha. Nhanh tay để lại cho em là AK11, áo là 198 và chân váy là VA12, có giá là 248.000. Thường ngày ví dụ như cả nhà mình ghé qua cửa hàng á, em áo này có giá là 395.000 lần đó các chị đẹp mình ơi. Và chân váy jean này có giá là 495.000 lận nha. Tuy nhiên ngày hôm nay trên live nhà mắt giảm cho mình, phải nói là hầu như cái deal này rất là hời luôn. Và cả nhà mình đừng ngần ngại chia sẻ nè, chia sẻ livestream tag tên ba người bạn của mình vào ha. Một chút xíu nữa thôi, Huyền và Hoàng sẽ tiếp tục cái chương trình quà tặng ngày hôm nay. Tuy nhiên các chị có chia sẻ nhiều không, có phấn khởi với những cái phần quà ngày hôm nay không, thì để Huyền biết nè, để Hoài biết nè, để cùng nhau gọi là như thế nào, chơi những cái mini game thật là vui trong cái livestream ngày hôm nay nha. Và cả nhà đừng quên là ở trong live này mình mua bất kỳ những sản phẩm nào cũng được free ship. Và ví dụ như các chị mua thêm một sản phẩm, tức là mình đã có một sản phẩm rồi, mình mua thêm sản phẩm thứ hai thì mình sẽ được giảm 50k lận đó các chị đẹp nhà mình ơi. Và bây giờ thì Huyền sẽ lên màu áo cho các chị đỡ phải đợi lâu ha. Áo Huyền mặc có hai màu rất là xinh luôn. Ví dụ như chị nào mà mình thích cái đơn giản thôi, Huyền ơi có cái nền đơn giản cho chị không, chị cũng hơi có tuổi rồi, chị có bé lớn rồi, chị mặc cái áo Huyền thì hơi nổi bật quá, thì em sẽ có một cái áo gọi là nền trơn cho mình nè, nền da trơn ha. Hoặc là ví dụ chị nào thích nổi bật trẻ trung thì mình có thấy là bông trên nền đen rất là xinh ha. Chỉ có 198.000 thôi các chị đẹp, nhanh tay để lại cho Huyền mã là AK11 kèm theo màu da Huyền đang cầm trên tay, hoặc là màu bông nền đen Huyền đang mặc trên người. Các chị có thể màu comment giúp Huyền là màu đen ha, cho nó tiện cả nhà mình ha. 198.000 em áo. Và chân váy Huyền diện trong người là có hai màu luôn, màu xanh đậm hoặc là màu xanh nhạt cho các chị mình lựa chọn nè. Ví dụ như những chị nào mình thích trẻ trung nè, phối với những cái áo hơi sặc sỡ, hơi đậm màu, hơi xít, mình hơi nổi bật một chút xíu thì mình có thể lựa chọn cái chân váy màu xanh đậm ha. Còn ví dụ như những chị mà mình thích đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi, mình có thể phối em màu xanh nhạt với em áo màu da vẫn rất là xinh. Và chân váy ngày hôm nay trên like từ 495.000 giảm xuống cho mình còn 248.000 dành cho những chị là đã chia sẻ livestream nè. Đồng thời đừng ngần ngại tag tên bạn bè, người thân của mình vào để cùng nhau săn những cái siêu phẩm khá là giá quá là yêu thương ngày hôm nay ha. Có áo sơ mi kiểu không ạ? Dạ chị Lê Thường ơi, em có nè. Lúc nãy là em đã lên một cái mã áo sơ mi kiểu cổ nơ rất là xinh luôn ha. Và chị chờ em một chút xíu em sẽ lên lại. Có khá nhiều comment
của các chị, ví dụ như là em ơi cái form áo nhà em rất là xinh nè, chất liệu rất là mát nè, và các chị ơi mình đừng quên nha, hôm nay có một cái chương trình giảm giá rất là yêu thương, là các chị mua từ sản phẩm thứ hai trở đi mình sẽ được giảm 50.000 lần đó, và thêm nữa là mình được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi nhận, free ship toàn quốc cho mình. Nên cho dù các chị đang ở bất cứ tỉnh thành nào mà mình không tiện đường mình ghé cửa hàng của Max, hoặc ví dụ như các chị muốn săn những cái giá yêu thương thì hãy đặt hàng ngay trên line nha. Tại vì các chị qua cửa hàng nè thì giá nó sẽ hơi cao hơn một chút xíu. Nhà Max bán rẻ trên line là để làm quen, để lấy sự tương tác chia sẻ của các chị đẹp nhà mình. Nên mình đừng ngần ngại cho bên em một cái lượt chia sẻ nè, một cái lượt tách tên bạn bè người thân của mình vào ha. Và Huyền xin báo lại cái mã áo Huyền đã mặc trong người là AK11, có hai màu, màu da và màu đen, 198.000. Chân váy là VA12, 248.000 là đã giảm rồi ha. Tại cửa hàng là 495.000. Chị cho em mượn cái áo sơ mi nè. Đây sơ mi. Hồi lúc nãy có chị hỏi Huyền là có áo sơ mi kiểu không, quá là phải là gọi là quá, cái kiểu này quá là dễ thương luôn. Và có tổng cộng 4 màu. Ví dụ như chị muốn xem rõ hơn thì mình có thể coi lại livestream giúp Huyền ha. Ở đây là Huyền đang cầm trên tay là hai màu, một màu xanh nhẹ nhàng thôi, xanh ngọc nhẹ nhàng, rất là đáng yêu đúng không ạ? Và hầu như là thích hợp với mọi tông da của mình. Màu thứ hai là màu đỏ đô, và cho dù 5 tháng đi qua thì các chị mặc cái màu áo này vẫn rất là đẹp, vẫn rất là xinh. Thêm nữa ở cái em áo này có hai màu cho các chị lựa chọn là màu hồng. Màu hồng nhẹ nhàng, màu hồng phấn rất là tươi trẻ, nữ tính nè, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dễ thương luôn nè. Đó, em gì ơi, em mặc gì mà xinh thế? Dạ em mặc đồ nhà mát ạ. Giá vừa rẻ mà form lại đẹp, chất vải lại quá là mát luôn anh ơi. Đừng ngần ngại mua tặng em một cái áo ha. Các chị ví dụ mình đã vào live rồi, tag ngay anh người yêu vào giúp Huyền nè, rồi thậm chí là ông xã nè đó, anh trai cũng được luôn. Anh ơi đồ đẹp giá rẻ quá, tặng em hai món đi ha. Phụ nữ mình rất là dễ xin quà đúng không các chị đẹp. Áo này có tổng cộng 4 màu. Ví dụ như các chị muốn coi rõ hơn là chị muốn xem Huyền mặc nhưng mà chị vào sau rồi thì các chị có thể coi lại live ha. Thêm nữa là một cái em áo rất là dễ thương luôn nè. Đó, với cái em áo này thì cũng có tổng cộng 2 màu cho các chị lựa chọn ha. Và giá của em này Huyền nhớ không lầm là bao nhiêu nhỉ? Cái em áo này nè, hình như cũng tầm 100 mấy hay là 200 mấy gì đó, cũng rất là rẻ. Mà đã qua cái mã đi rồi Huyền cũng không... 147.000 đúng không ạ? 147.000 các chị ơi, một cái em áo rất là dễ thương luôn nè. Mình có thể coi lại like ha và mình chốt sau. Bây giờ thì chắc là không để các chị đợi lâu ha. Các chị có nhớ bạn Hoài không? Ví dụ như đã nhớ bạn Hoài rồi thả tim cho Hoài có động lực nè, để Hoài trở lại với các chị nè. Em cảm ơn chị Thiên Nguyễn ha. Áo giá bao nhiêu? Dạ áo Huyền đang diện trên người có hai màu là màu da và màu đen. Áo Huyền đang diện trên người có giá là 198.000 và có hai màu ha. Chị nào thích màu da trơn thì lấy cái em này, còn chị nào thích bông hơi tươi tươi một chút xíu thì lấy cái Huyền diện ha. Và chân váy Huyền xin báo giá lại là 248.000, có hai màu xanh đậm và xanh nhạt luôn ha. Rồi bây giờ không các chị đợi lâu, bạn Hoài sẽ gọi là tiếp tục chương trình với một cái siêu phẩm rất là đẹp. Và ví dụ như sau Covid á, các chị có muốn đi biển nè, đi du lịch thì diện cái em xếp này là phải nói là không thể bỏ qua ha. Đây các chị mình ơi, nãy giờ mình săn xếp rất là nhiều rồi, và chiếc bầm này là có lẽ là chiếc bầm đầu tiên các chị mình nha. Nãy giờ thì toàn là lên xếp này, áo chân váy các chị. Và em biết là các chị mình sẽ có nhiều chị đang cần một mẫu đầm vừa có thể mặc đi chơi, vừa có thể mặc đi du lịch này, hoặc là mặc ở nhà cho em Hoài cũng dễ thương. Thì hôm nay săn ngay với cái chiếc bầm của em Hoài đang mặc, với cái họa tiết là hoa rất là sang nha. Mẫu này thì hiện tại Hoài chỉ có một màu để các chị mình săn, nhưng mà ưu đãi duy nhất tại livestream với cái mức giá siêu mềm cho em thôi. Cái mẫu này hiện tại mình đang có tổng cộng cho chị mình là 3 màu luôn. Mẫu này là có 3 màu các chị ơi, em lại tưởng là một màu chứ. Mẫu này có 3 màu luôn các chị nha. Mức giá cho sản phẩm này hôm nay cực kỳ ưu đãi này. Chị nào thích sản phẩm đầm của Hoài đang mặc, lên ngay mã sản phẩm cho em sẽ là D13 kèm loại các chị nha. D13 kèm loại ạ. Và các chị nhà mình lưu ý giúp em Hoài là sản phẩm phía sau còn rất là nhiều, và qua cái sản phẩm này thì có thể là em sẽ chơi mini game luôn các chị mình nha. Có chị nào muốn chơi mini game đúng không ạ? Thì mình sẽ tiếp tục chơi mini game với các chị nhà mình nhá. Rồi mình lên mã cho em Hoài sẽ là D13. Em này lên chất liệu cho mình sẽ là đầm chất liệu cho em Hoài sẽ là cô tông nha. Đầm chất liệu cho mình sẽ là cô tông, và mẫu này đặc biệt là không nhăn, không nhàu và không có bị xù lông hay bạc màu khi các chị nhà mình giặt nhá. Em này thì thiết kế cho mình này, phần tay cho em sẽ là phần hai dây bản bự nha. Đối với cái dây hai dây mà bản bự thì các chị nhà mình mặc vào phần cổ vai của mình nhìn nó sẽ gọn hơn, và đặc biệt là nhìn sẽ không có bị thô các chị. Ví dụ chị nào có phần tay như em Hoài này, phần tay của em nhìn hơi bự một xíu nhá. Em thì là con gái nhưng mà cái tay của em nó lại không được thon gọn như các chị nhà mình, các bạn nhà mình. Nhưng mà em cũng tự tin mặc đầm hai dây, tại vì sao ạ? Mình tự tin là đẹp các chị em mình ha. Với lại là đầm này nhà em thiết kế rất là hay luôn, đó là dây bản bự như thế này thì các chị mình mặc vào không bao giờ bị lộ những cái khuyết điểm xấu nhá. Và phía trước em làm các chị mình sẽ có một cái dây nơ phía trước rất là xinh này. Thì mẫu này mình đang có tổng cộng 3 màu để các chị mình săn nhá. Thì màu em Hoài đang mặc là màu đỏ nhá, màu đỏ, màu vàng
vàng và màu hồng các chị nha. Đỏ vàng và hồng, em sẽ báo giá luôn nha các chị mình ạ. Nãy giờ hình như là quên báo giá rồi. Mẫu này chị em là D13 với mức giá giảm cho em Hoài từ 497.000 ạ. 497.000 giảm trực tiếp còn 248.000 đó các chị ơi. 248.000 đồng này ạ. Nhanh tay chốt đơn với mã là D13 kèm thoại từ 38 cho tới 63 cân là các chị nhà mình sẽ mặc vừa mẫu này nha. Nên là em vẫn đang có đầy đủ size đấy ạ. Các chị nhà mình sắm ngay chiếc đầm này cho em Hoài. Bao nhiêu tuổi mặc cũng ok này. Các bé nhà mình 15, 16 tuổi, các chị nhà mình 30, 40 tuổi vẫn có thể mặc được đầm này, không có bị kén nha. Và em đang phối các chị nhà mình là một chiếc nón cói như thế này thì cảm giác là mình sẽ hợp với đi du lịch hơn. Còn chị nào mặc ở nhà, mặc hàng ngày cho Hoài cũng được nha. Nhìn chị Hoài muốn đi biển luôn ạ. Cái mẫu này thì em đang phối hơi kiểu thiên hướng là giống đi biển một xíu các chị nhá. Nhưng mà mình cũng có thể mặc là hàng ngày cho em Hoài được, không cần phải là phối cho Hoài giống như kiểu Hoài đang phối đâu. Rồi ok, chị Thiên Hương ơi lên cho em Hoài này. Số điện thoại kèm mã sản phẩm nha chị yêu nhá. Em đang thấy chị Mai Nguyễn chốt D13 đỏ nhưng mà không có số điện thoại. Chị yêu ơi, lên ngay mã sản phẩm kèm thoại giúp em Hoài đi ạ. Tại vì chị Mai Nguyễn là một chị đã nhận được quà đầu like của nhà em rồi thì nhanh tay bổ sung số điện thoại để mình có thể đi cùng sản phẩm đầm luôn nha. Hôm nay đầm này em sẽ vẫn áp dụng chương trình free ship cho các chị mình đấy. Chỉ với có 248.000 thì mình đã sở hữu ngay một chiếc đầm rất là đẹp như thế này mà còn được free ship nữa thì ngại gì không lên đơn các chị nha. Đầm này bên trong có kèm cho các chị nhà mình là bên trong có kèm lớp lót các chị yêu ơi, hai lớp rất là mềm mịn và mát luôn. Màu Hoài đang mặc sẽ là màu đỏ nha. Màu Hoài đang mặc sẽ là màu đỏ, màu này sẽ là màu vàng và màu phía trên cho em sẽ là màu hồng. Và tông màu thì nó không có chênh lệch quá nhiều các chị nhà mình ạ. Nói chung những cái màu này đều là những cái tông màu nhã nhặn các chị nhà mình dễ mặc nhá. Lên form thì siêu chuẩn cho Hoài luôn. Là mình thích mẫu này là phải chốt nhanh D13 kèm thoại nhá. Chị nào cần tư vấn này hoặc là cần em cần thắc mắc gì về đơn hàng hay là thắc mắc về vấn đề nào của nhà mác thì mình cứ comment, em Hoài sẽ hỗ trợ các chị mình hết mình nhá. Phần phía sau lưng của em này thì khá là đơn giản các chị, thiết kế cho mình sẽ là dây kéo khóa nhá. Đối với đầm của nhà mác đặc điểm như thế này các chị, đơn giản dễ mặc nhưng mà không hề kiểu như là bị nhạt nhòa này, cũng rất là dễ tôn dáng các chị mình luôn. Đấy là cái mà thương, đấy là những cái đặc điểm mà nhà mác muốn mang để cho chị nhà mình khi mà nhà em lên sản phẩm nhá. Sản phẩm không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn được cái vẻ đẹp của người phụ nữ này và khi mình mặc lên thì rất là sang nhá. Đặc biệt là những cái form đầm này thì nhà em lên cho các chị mình màu sắc màu nào cũng dễ lựa chọn và không có kén da, không kén độ tuổi của các chị mình ạ. Rồi mình vẫn chốt cho em Hoài là D13 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công nha. 60 cân đổ lại mặc đẹp. Chị Hồng Nhung Trương ơi, em Hoài đang thấy D13 nhưng không có số điện thoại chị yêu ơi. Cú pháp của nhà mác sẽ phải là mã sản phẩm kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công và mức giá của đầm này chỉ có 248.000 à mà giá gốc tới 447.000 các chị mình ơi. Đầm này có giá gốc cho Hoài sẽ là 497.000 nha. 497.000 và đang giảm trực tiếp còn 248.000, có nghĩa là đang được giảm 50% đấy ạ. Là chị yêu nào hôm nay mà sở hữu em này là rất là giá rất là mềm. Và lưu ý giúp Hoài là sản phẩm này không có áp dụng tại cửa hàng, chỉ có duy nhất tại livestream. Hôm nay mua tại livestream được free ship và khi các chị nhà mình mua từ 2 món thì sẽ được giảm trực tiếp thêm 50.000 nữa và mình còn được free ship và giảm trực tiếp thêm 50.000 các chị mình nha. Nên là mình thích mẫu nào là mình chốt luôn ha. Rồi chị yêu ơi, quần jean lưng cao cái ống suông lên chưa? Lên rồi chị yêu ạ. Quần jean này thì Hoài đã lên rồi nha. Chị nào thích mẫu quần này mình cũng có thể chốt đơn giúp em ạ. Quần này thì em đã lên đầu live và em đã mặc rồi các chị này. Quần này mã sản phẩm cho Hoài sẽ là QA2 nhá. QA2 263.000 các chị ơi. QA2 giảm trực tiếp còn 263.000 và đang có đầy đủ size. Em có hai màu xanh đậm và xanh nhạt. Nếu như mình cần xem form quần này thì xíu nữa em tắt livestream mình xem lại giúp em nhá. Còn hiện tại thì em chỉ dơ các chị xem được thôi chứ em không có mặc mẫu này được các chị yêu ha. Rồi lên mã sản phẩm nhớ kèm số lại cho em Hoài trên cùng một dòng comment ạ. QA2 kèm thoại nha. Rồi ok chị yêu, cho mình xin mã. Chị Tuyết Nguyễn ơi, mã của Hoài đang mặc là D13, còn nếu như mình hỏi quần jean sẽ là QA2 kèm số thoại nha. Còn đầm Hoài đang mặc sẽ là D13 kèm thoại nha. Em cho chị Anh Đào này, chị yêu ơi vào comment cùng em nha. Rồi hãy chọn những sản phẩm ưng ý nhất của mình đi các chị yêu ơi, tại vì mức giá giảm này duy nhất chỉ có tại livestream thôi. Là mình thích mẫu nào là mình phải chốt ngay nha. Lưu ý giúp em Hoài là bây giờ em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị nhà mình bao nhiêu ạ. Các chị nhà mình có muốn chơi mini game giữ like không chị yêu ơi? Các chị nhà mình có muốn chơi mini game giữ like cùng em Hoài không ạ? Lượt chia sẻ của mình đang gần 400 rồi. Bây giờ các chị nhà mình tăng lên lượt chia sẻ cho em Hoài là 600 đi ạ. Bây giờ em thấy lượt xem các chị mình khá là ok này. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu chơi mini game nha. Bây giờ chị Huyền đi, em sẽ nhờ chị Huyền ra chơi mini game với em ha. Tại vì là mình sẽ chơi hai người luôn cho vui các chị mình. Đây, bây giờ thì Hoài và chị Huyền này, tại vì sản phẩm của Hoài thì nãy giờ chốt nhiều chị đã chốt đơn rồi. Và em sợ là số lượng không có hàng nhiều đâu. Nên là với mức giá giảm rất là mềm nên bây giờ Hoài và chị Huyền sẽ tiếp tục chơi một cái mini game giữ like để kiểu như là sao nhỉ?
tăng cái năng lượng lên cho các chị mình nha. Rồi, món quà giữa Lai Hoài tặng các chị nhà mình. Tên. Đấy, rất là xinh nha. Một chiếc áo lụa rất là đẹp luôn, với cái tông màu hồng nút, sang quá trời sang. Trời ơi, cái em áo này các chị phối với một cái chân váy. Để Hoài xem giá gốc là xinh luôn. Trời ơi, cái em này giá gốc tới 255.000 lận các chị nha. Tuy nhiên ngày hôm nay trên Lai mình sẽ nhận em ấy với giá là không đồng. Trời ơi, nghe là hấp dẫn rồi. Các chị ơi, nhiều lúc là thấy mình like, tự nhiên mình live stream ấy, mình mất cái phần quà của mình à. Bây giờ mà được ra ngoài là em muốn để chị Huyền chơi, các em ra ngoài kia em lướt chơi mini game luôn ấy. Chứ còn mà bây giờ mình đang chơi, mình đang live stream này là mình không thể nào chơi được, rất là tiếc nha. Thật là tiếc luôn. Với là sờ các em này đã, các chị mặc cho em Hoài với quần ống rộng, với chân váy siêu đẹp luôn. Quần jean Huyền Hoài diện đầu live đi với các em này là quá là xinh luôn các chị ơi. Chị nào ở đầu live đã săn được cái quần jean rồi thì bây giờ mình cố gắng mình săn thêm em này bằng cách hãy chia sẻ live stream nè về trang cá nhân với chế độ công khai, đồng thời tag tên ba người bạn của mình vào. Ví dụ như ngày hôm nay mình tag thật là nhiều bạn thì cơ hội trúng quà của mình rất là cao ha. Và fan list bạn của mình là 4.000, các chị cứ tag hết vào đây. Rồi, hiện tại lượt chia sẻ mình đang 400 và bắt buộc lượt chia sẻ mình phải lên 600 thì Hoài mới tặng được chiếc áo này nha. Đây các chị mình xem cái áo lụa giúp Hoài nhá, rất là đẹp. Em sẽ để gần để các chị mình có thể xem được món quà của nhà em ạ. Đây là món quà khi được để gần các chị xem nhá. Áo lụa chất liệu rất là mềm mịn và màu này cho em sẽ là màu hồng nút các chị ha. Em Hoài sẽ tặng chị nào may mắn nhất trong livestream với món quà này trị giá là không đồng. Em này giá gốc có 255 lận các chị. Và bây giờ cú pháp của mình sẽ là đã chia sẻ kèm cho em Hoài sẽ là tag ba người bạn vào xem livestream nhá. Mình chỉ cần tag ba người bạn vào được rồi, chắc không cần comment đâu ha. Đúng rồi, chỉ cần rồi. Là tag ba người bạn vào xem livestream giúp em thôi ạ. Bây giờ mình bắt đầu đếm giờ các chị mình nha. Em sẽ dành 5 phút ra là nhiều nhất để chơi game thôi. Hiện tại là Huyền cập nhật là 20:57 và mình sẽ chốt deal này ở phút thứ tự là 21:00 dạ, và 21:02 thì mình sẽ chốt mini game ở 21:02 và các chị có khoảng tầm một ít thời gian để mình có thể tag tên bạn bè người thân mình vào nè. Bạn bè mình vào mình lại tag tên tiếp nữa thì cái lượt trúng thưởng của mình ngày hôm nay rất là cao. Và có ông xã tag vào, con trai chị em, anh gái mua gì đó, đúng là người yêu cũ tag vào đây luôn. Người yêu cũ tag vào là hơi dễ cháy nhà các chị ha. Thôi bây giờ nha, mình bắt đầu comment và em Hoài chỉ cần thiếu cho các chị mình đó là 150 lượt chia sẻ thôi. Đúng rồi, lượt chia sẻ mình vẫn đang tăng đấy ạ. Chỉ cần 150 lượt chia sẻ nữa thôi là bắt đầu em Hoài sẽ lướt tặng nha. Chiếc áo rất là xinh, em đảm bảo chị nào nhận chiếc áo này cũng sẽ rất là ưng, tại vì sản phẩm nhà em đem ra tặng các chị nhà mình toàn là những sản phẩm best seller. Đúng có rồi. Nghĩa là bán chạy nhất thì em mới đem ra tặng các chị mình nha, chứ không bao giờ mà nhà mắc đem những cái sản phẩm mà các chị nhà mình khó mặc đâu. Sản phẩm nào dễ mặc này được các chị mình ưa chuộng với giá thành cho em Hoài là ok nhất, Hoài sẽ đem ra tặng các chị mình, nên là mình yên tâm nha. Tại vì là sếp á, là ưu tiên cho em, có nghĩa là bây giờ mình thích đem sản phẩm nào ra tặng cho các chị mình cũng được, chỉ cần là sản phẩm đó đẹp thôi và các chị mình thích là được nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu comment này. Bây giờ thì sẽ nhờ chị Huyền kiểm tra lại lượt chia sẻ của mình thêm một lần nhé. Huyền thấy khá là nhiều chị chia sẻ rồi nè. Chị hình như máy mình đang để em xem cho. Đúng rồi. Để em xem cho nhá. Máy Huyền hiện tại là Huyền thấy là khá là bị trùng comment nhé các chị. Đang hiện tại cho mình sẽ là mới có 430 lượt chia sẻ thôi, nhưng mà comment của mình thì đang tăng đấy các chị ạ. Nhưng mà mình nhớ là mình tăng cái lượt chia sẻ lên cho Hoài 600 thì Hoài mới tặng được nhá. Và cả nhà mình lưu ý, những chị đã trúng quà rồi thì mình có thể tag bạn bè mình vào ha, mình nhường những cái phần quà đó cho bạn bè hoặc là người thân của mình có tiếp tục cái cơ hội may mắn nè. Các chị đã trúng quà rồi mình có thể nhường ha, nhường cái phần quà tiếp theo bằng cách là mình có thể tag tên bạn bè mình vào để cùng chơi, để lan tỏa cái sự yêu thương và cũng như là những cái phần quà nhà mát muốn gửi đến tất cả các chị đẹp nhà mình ha. Và Huyền đã thấy chị Nguyễn Dung nè, chị Hồng Nhung Trương chia sẻ, chị Mai Nguyễn hình như lúc nãy có trúng quà đúng không ta? Chị Mai Nguyễn nè, chị Hương Mỹ Lam. Và cả nhà mình ơi, ví dụ như chị nào mà chưa hiển thị tiếp người chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ lại một lần nữa. Ví dụ như vẫn chưa hiển thị lên thì mình có thể thoát ra ngoài, mình vào lại mình chia sẻ ha, để tránh tình trạng là mình mất quà một cách rất là tiếc nuối nè. Rồi, ok, bây giờ Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ một lần nữa các chị yêu ơi. Đừng quên là mình có thể là mỗi chị chia sẻ rất là nhiều lần mà. Mình có thể là chia sẻ nhiều lần lên trang cá nhân hoặc là chia sẻ lên hội nhóm giúp em. Chỉ cần lượt chia sẻ các chị nhà mình đầy đủ cho em Hoài 600 thì em sẽ bắt đầu lướt tặng nha. Và ví dụ như mình không chơi, những chị khác không chơi mini game thì mình cũng có thể là chia sẻ nhiều để mình chơi. Tại vì càng ít chị chơi thì khả năng trúng của mình càng cao nha. Chỉ cần cho em Hoài 150 lượt chia sẻ nữa thôi là mình đã có thể nhận quà rồi. Tại sao không chia sẻ các chị nha? Chia sẻ đâu có mất tiền đâu ạ.
một lần chia sẻ có đáng là bao hoa cả nhà ha, cùng nhau chia sẻ để lan tỏa cái phần quà ngày hôm nay nhà mát muốn gửi đến nhà mình. Thật sự ví dụ như các chị chia sẻ càng nhiều, tác tuân càng nhiều thì cái cơ hội trúng của mình càng cao mà, đúng không ạ? Với lại là chị nào mà tương tác cùng nhà mát nhiều thì khả năng trúng của mình càng cao nha, tại vì hoài lướt á, và những chị nào mà có tương tác nhiều thì sẽ là hiện comment lên trước nha. Là chị yêu nào mà muốn nhận ngay chiếc áo này là mình phải nhanh tay chia sẻ cho em Hoài, hiện tại là mình đang còn cho em Hoài 2 phút cuối thôi ạ. Nếu như mà 2 phút cuối lượt chia sẻ của mình không ok thì chắc là em Hoài sẽ không có tặng quà được đâu các chị yêu ơi, nên là mình cố gắng là mình chia sẻ đầy đủ cho em Hoài target tầm 600 nha. Khi nào mà đủ 600 thì Hoài mới tặng được nhá. Hiện tại cái lượt chia sẻ Huyền thấy cũng chưa có tăng lắm. Các chị có thể ví dụ như mình vào live đầu live mình đã chia sẻ rồi thì cả nhà mình có thể chia sẻ lại một lần nữa cũng được ha. Và hiện tại lượt view của chúng ta đang là 307 chị đẹp nè, và mỗi người cho Huyền một lần chia sẻ thôi thì trong vòng một nút nhạc Hoài nhỉ, đúng là rồi, cái lượt chia sẻ của mình đã lên hơn 600 rồi, đúng rồi, hơn cái lượt mà Huyền và Hoài đang mong đợi rồi ha cả nhà mình ha. Tại vì em Hoài chỉ cần tới 130 lượt chia sẻ thôi các chị ơi, 130 lượt chia sẻ nữa thôi là mình đã có thể là nhận được cái món quà này rồi. Và các chị yêu nhà mình, bây giờ mình vẫn tiếp tục chia sẻ cho Hoài và chị Huyền nha, để em có động lực em lên hàng mới đấy các chị yêu ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểm tra thêm một lần nữa này, nếu như mà lượt chia sẻ của mình không ok thì chắc là Hoài sẽ nhường lại cái sân khấu để chị Huyền bán sản phẩm, và khi nào lượt chia sẻ của mình đầy đủ thì đúng mình rồi sẽ tặng sau nha. À thôi bây giờ song song với việc đợi các chị chia sẻ thì Huyền lên cái mã Huyền đang diện trong người luôn đi ha, để tránh các chị đợi lâu hơn một chút xíu nè. Bạn Hoài vậy quá. Rồi bây giờ chắc bạn Hoài sẽ ra ngoài okay. Để Huyền sân khấu lại cho Huyền một chút xíu. Em sẽ để chị Huyền giới thiệu tiếp sản phẩm tiếp theo nhá. Còn việc tặng chơi game các chị mình vẫn tiếp tục chơi nha. Chắc có lẽ là Hoài đang nôn tặng cái áo cho các chị lắm luôn á, mà các chị chia sẻ thấp quá hả. Thôi cả nhà mình ơi, cho Hoài xin một lần chia sẻ nữa đi, để bạn ấy hầu như là Huyền nhà Hoài đang rất là nôn tặng quà cho các chị luôn á, mà các chị chia sẻ thấp quá hả, nên tụi em không thể nào mà lên mini game được. Mình chơi mini game là mình phải vui vẻ nè, phải như thế nào lượt tương tác mình phải cao, mình phải xôm lên, đúng không cả nhà. Và em thấy chị Hoàng Lan Hương nè, đã may may quá là sắp diễn ra thôi, đúng không? Rồi các chị ơi, mình vào, ví dụ như mình vào sau rồi á thì mình có thể là tắt tên bạn bè người thân của mình vào ha, để tranh thủ một chút xíu nữa chắc hết cái mã này là Huyền với Hoài sẽ bắt đầu trở lại với mini game. Thì giới thiệu sơ qua với các chị một cái mã Huyền đang diện trong người lúc nãy giờ, chắc cũng có nhiều chị hóng lắm đúng không nè. Các chị thấy là ở cái đêm đầm này có đẹp không, có xinh không ha, thì cho Huyền một cái trái tim đi ha, để Huyền báo giá em này nhanh luôn nè. Em thấy chị Phạm Quyên nha, chị Hồng Nhung Chương chia sẻ rất là nhiệt tình luôn nè, em chào chị Huỳnh Tú Nhi ạ. Chào NT Thục Quyên nhá. Chào, xin chào tất cả các chị đẹp đang xem live của nhà mát. Rồi không để các chị đợi lâu luôn, em báo mã em này luôn. Em đồng Huyền đang diện trong người có mã là D14, và giá em này hiện tại sale cho mình còn 348.000. Thường ngày tại cửa hàng em này có giá là 695.000 nữa đó các chị. Hôm nay trên live giảm cho mình còn có 348.000 thôi. Và các chị thấy với một form đầm như vậy, mình đi tiệc, mình đi chơi vẫn được đúng không ạ? Đi làm môi trường công sở, mình phối với những cái em giày cao gót cũng được nè, giày bích mỏ cũng được ha. Hai dây cũng rất là xinh luôn. Với thiết kế là các chị sẽ thấy ở đây là bản dây rút ha. Ví dụ như mình muốn xả cái bản lai tai xuống một chút xíu thì mình có thể tháo cái nơ này ra. Ở đây là Huyền đã thắt sẵn rồi. Đây, ở đây là các chị sẽ có cái phần dây rút nơ tai nè, và tai là tai lê ha, cổ lê, kiểu như là cổ cánh tay, cổ tai nó hơi lê, hơi bánh bèo một chút xíu, tiểu thư một chút xíu á các chị. Ở phần phía sau, đây, phần phía sau của cái em đầm này là các chị sẽ thấy có một cái đường dây gọi là dây bên eo phía sau á các chị, sẽ nhấn vào cái phần eo của mình, thành ra sẽ tạo được cái độ cong trên cơ thể của mình là hình chữ S luôn. Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S. Ở đây là đoạn thủ đô phát triển Cà Mau lớn biển miền Trung đánh bão lũ ở đây, nên các chị an tâm, ở phần này tụi em đã fit lại cho mình gọi là chữ V rồi, thành ra ví dụ như mình có bụng hơi bánh mì một chút xíu vẫn che được khuyết điểm cho mình với những cái đường zip ly khá là nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế ha. Với phần cổ là cổ chữ V, ví dụ như các chị lo là ô Huyền ơi mặc cổ chữ V vậy cúi người xuống có lộ khuyết điểm không, dạ không sao các chị cứ yên tâm, ở đây tụi em đã fit cổ cho mình rồi, nên ví dụ mình có cúi người xuống vẫn giữ được gọi là cái độ nhất định ở phần cổ của mình và không lo lộ khuyết điểm ha. Ở phần này các chị thấy là nền vải đắp chiếu kiểu như là hình cánh bướm rất là xinh và nhẹ nhàng, tạo một cái điểm nhấn cho cái nằm của mình, không có quá kiểu cầu kỳ, các chị mặc vào đơn giản thôi và rất là xinh. Chỉ có giá 348.000 trên like thôi. Mã em này có mã là D14, các chị nhanh tay để lại cho Huyền là D14 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, và không để các chị đợi lâu, Huyền lên cái màu còn lại của em này luôn ha, rất là xinh đây các chị yêu.
Em váy Huyền đang diện trong người là có hai màu, màu Huyền đang diện trong người là màu kem và một cái màu hồng rất là xinh, Huyền đang cầm trên tay ha. Các chị mặc em này có thể là đi làm, đi chơi cũng được nè, cà phê cuối tuần với bạn bè, và ví dụ như sắp tới đây mình có những cái chuyến du lịch team building với bạn bè, mình thích mặc váy lắm nhưng mà mình sợ là mặc váy mình đi du lịch đó, da mình bị ăn nắng nè, bị đen da, thì các chị yên tâm ha. Ở cái phần váy này là hầu như là đã dài qua gối rồi, che được hầu như là 70% đôi chân của mình, nên sẽ không có tình trạng là rất là mát chân luôn, không lo tình trạng là bị ăn nắng ha các chị yêu ha. Và mã em này là mã D14, em có hai màu, gửi hình em coi thử được không ạ? Ok, chị Nga Quỳnh luôn ha, một chút xíu nữa kết like thì bên em sẽ tư vấn cho mình cụ thể hơn. Chị Nga Quỳnh thích mẫu này rồi thì để lại cho em mã là D14 kèm theo màu, kèm số điện thoại đi chị, một chút xíu nữa bên em sẽ tư vấn cụ thể size nè, rồi cũng như là hình cho các chị coi ha. Và thật sự Huyền nói luôn á, trên live ví dụ như Huyền hoặc là Hoàng mặc như thế nào là về các chị về mặc tương đồng lên set như vậy, thậm chí là đẹp hơn nha. Tại vì ở đây á là chỉ là lên cái mẫu đồng này thôi, không có đi kèm phụ kiện ví dụ như vòng cổ nè, thậm chí là nón, thậm chí là túi, thậm chí là giày. Ở đây là đơn giản thật sự chỉ là lên một cái concept cho các chị coi rõ cái thiết kế này như thế nào thôi. Các chị về mà lên phụ kiện, ví dụ như các chị thấy Huyền mặc xinh 50% đi, các chị về diện phụ kiện lên giúp Huyền xinh thậm chí là 99 đến 100% luôn cả nhà mình ơi. Nên thích rồi thì đừng ngần ngại, đừng bao giờ bỏ qua cái mã này D14 nha, kèm màu hồng hoặc là màu kem Huyền đại diện trong người, với giá là 348.000, chỉ có duy nhất trong live thôi. Và các chị ví dụ như mình muốn là chị sợ mua qua live không đẹp, thì cả nhà mình yên tâm là nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, mình đồng kiểm hàng với shipper. Ví dụ mình thấy cái màu hình bữa đó mình coi live, mình thấy cái màu này màu hồng nhạt nè, hoặc là nó hơi màu tím nè, thì mình về mình nhận mà ra màu đỏ, em cho các chị trả hàng thoải mái luôn. Và cả nhà mình đừng lo lắng, nhà mát đã có mặt trên thị trường hầu như là rất là lâu rồi, 15 năm nay rồi, và có rất là nhiều cửa hàng trên toàn quốc. Ví dụ như các chị còn lăn tăn là chị đặt hàng thì về cái size chị vừa không, thì cứ inbox cho bên em sẽ tư vấn cái size số cụ thể cho mình ha. Và em đầm này có đủ size XML cho mình, nên ví dụ các chị muốn tư vấn size số cụ thể hơn, tại vì nhiều khi trên live Huyền không có tư vấn cụ thể từng chị được, có ở đây có 3-4 chị đang xem mà chị nào cũng mong muốn được tư vấn size đúng không ạ, thì mình cứ inbox cho bên em đi, bên em sẽ trả lời từng chị nè, tư vấn từng chị cụ thể hơn ha. Huyền xin nhắc lại mã đầm này là D14 kèm màu hồng hoặc là màu này màu hồng, nhưng mà Huyền xin nhấn mạnh một chút xíu là nó có hơi pha cái tông tím ha. Ví dụ như các chị đã từng mặc màu tím hoa cà rồi mà nó hơi pha màu hồng nhẹ nhàng á, thì đây là một cái em này của hai màu, màu hồng và màu tím nhạt pha lại với nhau. Còn màu Huyền đại diện trong người là màu kem, rất là xinh luôn đúng không ạ? Mã D14 này có giá là 348.000 trên like. Và các chị hãy chia sẻ like, cũng như là ví dụ như ngày hôm nay các chị muốn được giảm thêm một cái deal là 50k nữa, thì mình nhanh tay đặt thêm cho em sản phẩm thứ hai là mình sẽ được giảm 50k. Và không biết nãy giờ là các chị đã chia sẻ nhiều chưa ha? Huyền thấy lượt chia sẻ đang tăng lên rất là nhiều luôn nè. Chỉ còn khoảng tầm 70 lượt chia sẻ nữa là chị em chúng mình có thể chơi mini game được rồi. Và không biết là cả nhà mình có hóng bạn Hoài không ha. Cái chị đẹp nhà mình có hóng Hoài trở lại với mình không? Có thì thả cho Huyền một ít trái tim đi, để Huyền mời bạn Hoài ra với những cái siêu phẩm rất là đẹp luôn nè. Rồi Huyền xin nhắc lại mã đen mặt trong người ha, có đủ size XML cho mình. Các chị chỉ cần để lại là mã kèm màu kèm số điện thoại là có đơn, bên em sẽ tư vấn cụ thể về chiều cao cân nặng cho mình. Em này có hai màu, đó là màu kem hoặc là màu này có thể là màu hồng nhẹ hoặc là nó pha một chút hơi tím hoa cà ha cả nhà ha. 348.000 cho mã D14. Và bây giờ là chắc Hoài sẽ trở lại với các chị một em nằm, phải nói là đi tiệc là siêu xinh. Có chị nào đang muốn một cái em nằm rất là xinh đi ăn cưới người yêu cũ mà chặt đẹp vào người yêu cũ thì có thể là cái em nằm này một lựa chọn rất là tuyệt vời ha. Bây giờ bạn Hoài sẽ trở lại với mình nè. Đây các chị mình ơi, một chiếc đầm rất là xinh nha. Không cần phải đi đám cưới người yêu cũ hay là đi như nào hết, mà chỉ cần mặc hàng ngày thôi, cái đầm này đã rất là nổi bật rồi các chị ha. Với cái tông màu trên ngoài là màu xanh rất là ngọt ngào này, thì đầm này hôm nay em Hoài sẽ mang đến một cái mức giá rất là mềm cho các chị mình nhá. Tại vì là cái em sản phẩm này thì giá gốc cho em Hoài tới là 7xx lận các chị nha. Nhưng hôm nay Hoài giảm trực tiếp đầm này còn cho các chị mình chỉ còn là bao nhiêu đấy các chị ơi. Em sẽ báo giá luôn để các chị mình có cái động lực để xem live tiếp theo chị em Hoài nha. Đầm mini đầm midi phối nơ cổ ở một bên này với mức giá thành của sản phẩm này sẽ là 725.000, và hôm nay ngay tại livestream em Hoài áp dụng duy nhất giá tại livestream thôi các chị nha. Ở cửa hàng không có giá giảm, đầm này lên mức giá các chị là 363.000 các chị ơi. 363.000 mã sản phẩm này, và mã sản phẩm lên cho em Hoài này D15 kèm số lại các chị nha. 725 giảm trực tiếp còn 363.000. Thì đầm này mình đang có cho các chị mình á, em có thiết kế cho mình cái đầm này rất là dễ thương ha. Thứ nhất là phần
phối cổ nơ ở phía bên hông này. Và thứ hai nữa là phần tay bí, dáng cho em Hoài rất là xinh nha. Đầm này thì form cho em dài quá gối, các chị nhà mình lên hai lớp cho em Hoài luôn. Chất cho em đầm này sẽ là đầm đũi ạ. Mình có thể mặc đi làm, đi chơi và kể cả đi tiệc cho em Hoài cũng rất là sang. Chị Nam làm giáo viên công sở mình cũng có thể mặc được đầm này cho em Hoài luôn nhá. Thiết kế của em này thì vừa sang trọng này, vừa lịch sự này, nhã nhặn các chị mình ha. Đầm này thì hiện tại là mình đang có cho các chị nhà mình, đó là em này thì có hai tông màu, một tông màu thôi chị. Đầm này có cho em Hoài là thêm cái tông màu hồng nữa chị mình ơi, rất là xinh, màu đen, có thêm tông màu đen. Trời ơi, em nhìn cái mẫu kia nó tương tương em tưởng là màu hồng các chị ơi, nhưng mà thực ra em này là có màu đen nha. Hai tông màu rất là dễ mặc cho chị mình luôn, hồng và màu đen và màu xanh các chị nhá. Siêu dễ thương chị em ạ. Mức giá giảm trực tiếp đầm này đang rất là mềm, và chị nào thích đầm này là nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm cho em là D15 kèm thôi ạ. 363.000 sở hữu ngay chiếc đầm này. Đây chất đũi siêu mềm mịn và siêu mát cho em Hoài luôn nha. Đầm form dài quá gối rất là dễ thương ạ. Rồi chị yêu ơi, nếu như mà chị nào đã chia sẻ livestream, em Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị mình một lần nữa nha. Lượt chia sẻ của mình đang thiếu cho em Hoài là 60 lượt chia sẻ thôi ạ. 60 lượt chia sẻ là em Hoài sẽ bắt đầu lướt mini game. Có chị nào vẫn đang muốn chơi mini game không ạ? Nếu như mình đang muốn chơi mini game, mình tiếp tục chia sẻ cho Hoài nha. Lượt chia sẻ của em Hoài đang chỉ thiếu cho các chị nhà mình là 60 lượt chia sẻ nữa thôi là em đã có thể tiếp tục mở mini game cho các chị nhà mình rồi. Là mình nhớ là tiếp tục chia sẻ và mua sản phẩm thì mình vẫn tiếp tục comment cho em nha. Cái đầm này các chị yêu ơi, cái này nhá, mình sẽ có size cho các chị nhà mình từ cho em Hoài là từ 38 cho tới 63 cân mặc đẹp. Nhưng mà tại vì em đang mặc mẫu này là hơi rộng eo một xíu các chị ha, nên là em sẽ kẹp eo vào, nhưng mà em sẽ quay phía sau các chị xem cái form đầm ạ. Là form đầm phía sau giúp em nha. Rất là đẹp và cực kỳ dễ mặc cho các chị nhà mình thôi. Không có bị phô dáng hay là kiểu như là bị lộ cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà tại vì em á, thì bao giờ em cũng, các chị nhà mình xem ở trên livestream thì thấy em không có gầy, nhưng mà ở ngoài thì em sẽ gầy hơn nha. Tại vì lên màn ảnh thì bao giờ cảm giác là mình cũng tròn người hơn ấy. Em này thì em mặc hơi rộng một xíu, nên là em sẽ kẹp cái eo vào một xíu, kẹp cái eo vào để cho cái form dáng đồ nó lên ok hơn các chị mình nhá. Và cái mẫu này thì em đang mặc size cũng hơi rộng hơn em một xíu, tại vì người của em thì lờ dở các chị mình ạ, là nằm giữa size S và size M, nên là em đang mặc mẫu này size M nha. Size M thì hơi rộng eo một xíu này. Các chị nhà mình cứ để lại mã sản phẩm cho em là D15 kèm thoại. Còn về vấn đề size số, các bạn nhân viên nhà em sẽ tư vấn các chị sau ha. Rồi ok, bây giờ em Hoài sẽ đọc và tư vấn cho các chị mình nha. À chị yêu ơi, quần đầu like, quần jean đầu like cho em Hoài, mã sản phẩm cho em sẽ là QA2 nhá. QA2 thì Hoài có hai màu luôn các chị mình ạ. Đó là màu xanh nhạt và màu xanh đậm. Thì hiện tại là em này đang có mức giá cho em là 262.000 một chiếc quần jean thôi. Quần jean form lưng cao và ống cho em sẽ là ống suông nha. Chị thích quần này chốt cho em Hoài là QA2 kèm loại là được các chị mình ha. Đầm có hai màu là màu đen và màu xanh dương các chị ha. Rồi em đang thấy lượt chia sẻ của mình vẫn đang tăng đấy ạ. Các chị nhà mình vẫn tiếp tục chia sẻ nhá. Và chị nào cần mua sản phẩm thì mình cứ comment, em Hoài sẽ tư vấn sản phẩm cho các chị mình ở trong livestream này. Các chị mình nhớ là cái cú pháp của mình sẽ là đã chia sẻ kèm tag người bạn vào xem livestream ha. Rồi em sẽ kiểm tra lại thêm một lần này, tại vì em thấy nhiều chị đang comment rất nhiệt tình luôn. Rồi lượt chia sẻ của mình đang thiếu 40 lượt chia sẻ nữa chị ơi. 40 lượt chia sẻ nữa Hoài bắt đầu chơi mini game này. Có chị nào muốn chơi mini game cùng Hoài không ạ? Tại vì là quà thì rất là nhiều và rất là mong muốn là các chị nhà mình cùng em Hoài chơi mini game nhá. Tại vì là sản phẩm quà thì đã đem ra rồi mà không tặng thì buồn lắm. Là các chị nhà mình cứ chia sẻ cho em Hoài thêm 40 lượt chia sẻ nữa, Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng các chị mình ạ. Size bao nhiêu giờ chị Nhiên Nguyễn ơi? Đối với mẫu này thì Hoài sẽ có size các chị mình, đó là size S, M, L đầy đủ cho các chị mình nha. 63 cân đổ lại là mình sẽ có size tùy vào cái vòng đo 3 vòng của mình nữa. Thì chị nào không chắc mình mặc size nào thì mình cứ lên mã sản phẩm cho em là D15 kèm loại, chốt ngay đầm này với mức giá cho em là 363.000. Thì các bạn nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị sau ha. À chị yêu ơi, đối với mẫu này chị em Hoài nha, hết like đặt qua inbox được không mát? Được chị yêu nha, đặt trước 12 giờ đêm nay giúp Hoài. Tại vì sản phẩm này thì em chỉ áp dụng duy nhất tại livestream thôi ạ. Các chị nhà mình ra cửa hàng thì sẽ không có mức giá giảm cho em Hoài như thế này đâu nhá. Nên là mình mua ở trên livestream có rất là nhiều ưu đãi. Thứ nhất là giá thành Hoài chỉ áp dụng duy nhất tại livestream. Thứ hai nữa là hôm nay mua sẽ được free ship bất kỳ sản phẩm nào ở trong livestream ạ. Và đặc biệt là mua từ hai sản phẩm em vừa free ship này, vừa giảm trực tiếp thêm 50.000 cho các chị mình nha. Và nhớ là theo dõi trang page để cập nhật những mẫu mới nhất của nhà mác hàng ngày ha. Các chị nhà mình xem cái form này mà các chị nhà mình mặc đi làm này, đi tiệc này, đi chơi cà phê với bạn bè, đảm bảo luôn không có ai nghĩ là đầm này với mức giá là 363.000 đâu ạ. Tại vì giá gốc tới 725.000, form dáng rất dễ thương và chất đũi hai lớp như thế này thì cực kỳ có độ
kiểu như là bồng bềnh cho đầm luôn các chị ha. Và chị yêu nào mà quan tâm mẫu này là phải chốt nhanh nhá. Em cảm ơn các chị yêu rất nhiều này, comment vẫn nhảy lên nhiệt tình luôn. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra thêm một lần nữa lời chia sẻ nhá. Nếu như lời chia sẻ mình ok thì em sẽ bắt đầu chơi mini game và sau đó em sẽ qua mẫu nhá. Tại vì sản phẩm phía sau còn rất nhiều. Ok, lượt chia sẻ của mình này đang thiếu chị em Hoài tầm 3 lượt chia sẻ nữa thôi. Thì chắc là em sẽ lướt tặng luôn nhá. Lượt chia sẻ mình đang là 593 rồi các chị ơi. 593 rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lướt tặng các chị em mình đi. Tại vì là em là rất là nóng lòng tặng quà các chị rồi. Bây giờ sẽ cả chị Huyền vào và cùng lướt tặng của em Hoài nhá. Đây, có mini game là phải có Huyền với Hoài. Tại vì nếu mà Huyền ra ngoài là chắc Huyền cũng phải chơi mini game để dành cái áo này mất. Ok, em áo khá là xinh. Một chiếc áo rất là dễ thương các chị yêu ơi. Và bây giờ thì Hoài và chị Huyền sẽ bắt đầu chơi mini game nha. Cái món quà này sẽ thuộc về chị nào ạ? Bây giờ Hoài sẽ để 1 phút cho chị nào này chưa chia sẻ livestream hoặc là đã chia sẻ rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ thêm một lượt đi, để cái comment của mình được nhảy lên nha. Và bây giờ mình bắt đầu comment này. Tag 3 người bạn vào xem livestream của em đi ạ. Tag 3 người bạn vào xem livestream và Hoài sẽ bắt đầu lướt nha. 1 phút đếm ngược để các chị nhà mình bắt đầu comment ạ. Em thấy chị Huỳnh Di Phương nè, chị đã chia sẻ chưa ha? Chị tag tên bạn khá là nhiều, nhưng mà không biết chị chia sẻ chưa nè. Thêm nữa là có khá là nhiều chị đã chia sẻ là chị Phạm Quyên nè, chị Nguyễn Nhung ạ. Quá là nhiều người đẹp đã chia sẻ cho nhà mát rồi. Em thấy chị Trần Thanh Trúc tag rất là nhiều bạn của mình. Huỳnh Di Phương. Giảm giá không shop. Giá này là đang là một cái mức giá giảm rất là mềm rồi chị yêu ơi. Tại vì như các chị thấy là đầm của Hoài mặc có giá gốc cho các chị mình là tới 750.000 lận, 725.000 lận. Nhưng hôm nay Hoài bán giá các chị mình chỉ có là 300, tầm là 363.000 thôi. Là một cái mức giá rất là mềm nha. Là chị yêu nào mà thích những cái mẫu này là phải chốt nhanh nhá. Không những giảm giá mà còn free ship cho mình và tặng giảm thêm 50k khi mình mua sản phẩm thứ hai. Đồng thời sẽ có quà tặng bất ngờ trong phần mini game khi chị đẹp trai anh đẹp gái nào vào live rồi chia sẻ livestream nè, tắt tên bạn bè mình vào nè, để cái phần mini game của mình ngày hôm nay được diễn ra nhanh hơn ha. Và Huyền thấy là những cái lượt chia sẻ đang tăng lên đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lướt nhá. Không biết là máy của chị Huyền có lướt không hay là em sẽ lướt bằng máy của em? Hoài lướt bằng máy của Hoài. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ lướt bằng máy của em nha. Bây giờ thì cái em sẽ không lướt tại vì là comment này em sẽ chọn cái comment mới nhất. Có nghĩa là Hoài và chị Huyền sẽ đếm từ 1 tới 5 và comment nào hiện lên mới nhất thì em sẽ tặng cái chị đấy nhá. Tại vì là bây giờ nếu mà lướt thì sợ là các chị mình lại bảo kiểu như là comment cũ ấy. Thì đúng thôi rồi, mình sẽ lướt cái comment mới nhất nha. Ok, bây giờ chơi với cách công bằng này. Và màn hình đang ở đây. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đếm ạ. 1. Chắc các chị là đang cầu ông tổ quay phải. Nếu okay mà để cho cái comment của mình lên đúng cái thời điểm mà Huyền cho Hoài nhìn thấy. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu đếm nha. 1 ạ. 2 3 4 5. Rồi, ok, để xem nhá. Chị xin này, chị em Hoài này. Chị đẹp nào chị đây ạ? Chị Cherry Yến ạ. Nhưng mà em không thấy chị. Ủa, nó đi đâu rồi ta? Chị Cherry Yến, các chị mình nhá. Em đang thấy chị Cherry Yến. Nhưng mà cái comment nó nhảy đi đâu rồi ta? Trời ơi, thoát ra một cái nó bay mất đi đâu rồi các chị ơi. Chờ em một xíu nhá. Em đã thấy comment của chị Cherry Yến rồi đấy ạ. Nhưng mà không biết là cái comment nó đã nhảy đi đâu rồi. Chị Cherry Yến có thể là hỗ trợ em Hoài bằng cách là comment lại không chị yêu ơi? Rồi em... chị bên đó không có sao mà nó, ví dụ như chị Cherry Yến mà lướt trúng rồi thì chị ví dụ như đã chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay cập nhật chia sẻ đi, là nhờ bạn Hoài bị out đó. Có thể là được gọi là may mắn một chút xíu, ví dụ mình chưa chia sẻ thì mình có thể nhanh tay bây giờ mình chia sẻ còn kịp nè ha. Một cái em áo rất là xinh luôn và hầu như là Huyền thấy là đang nhiều chị đang hóng được tặng nè. Em áo này chất lụa rất là đẹp và những ngày hè mình mặc đi du lịch biển nè, phố đồ rất là xinh và siêu mát luôn. Và với em áo như vậy mà mình được tặng miễn phí thì còn gì bằng nữa đúng không cả nhà. Một cái món quà gọi là siêu to, khổng lồ mà nhà mắt gửi đến cho mình trong cái livestream buổi tối ngày hôm nay. Hoài không biết là chị Cherry Yến có ở trong livestream không. Bây giờ Hoài sẽ để 30 giây để mình comment nha. Nếu như comment của chị Cherry Yến hiện lên thì Hoài sẽ tặng chị Cherry Yến. Còn nếu như comment của chị không có hiện lên lại, có nghĩa là mình comment chị em là có em hoặc là em đây á, thì em Hoài sẽ tặng mình nha. Còn nếu như mà mình không comment thì chắc là em Hoài sẽ... Ok, em thấy chị Cherry Yến đây rồi này. Vậy em Hoài sẽ chụp lại nhá. Ok, chị Cherry Yến là chị yêu này ha. Vừa chia sẻ luôn. Ok, chia sẻ nhiều lắm. Ok, vậy là chị Cherry Yến sẽ là chị nhận được món quà, đó là một chiếc áo lụa rất đẹp của nhà Mark với trị giá sản phẩm đó là 255.000. Các chị yêu ơi, phía cuối live vẫn còn sản phẩm em tặng nha. Đây, cuối live thì Hoài sẽ tặng sản phẩm ngay cái VA4 này luôn cho các chị nhà mình. Các chị nghĩ sao? Một cái cấp bổ. Đúng rồi, các chị nhà mình ơi, có chị nào muốn săn sản phẩm nhá. Thì mình nhớ là ở trong livestream cùng cuối live của em Hoài và chị Huyền. Bây giờ thì sẽ không làm mất nhiều thời gian tại vì sản phẩm đã tặng rồi. Bây giờ Hoài sẽ để cho chị Huyền lên sản phẩm tiếp theo nhá. Và chị Cherry Yến nhớ liên hệ với bên em nha. Rồi còn chị nào thích đầm của Hoài mặc thì lên cho em là DA15
Mẫu này cho em là D15 kèm thoại các chị mình nhá. Để mình chốt đơn hàng ạ, D15 kèm thoại với mức giá sẽ là 363.000. Bây giờ sẽ để lại cái khung hình này để cho chị Huyền tiếp tục lên mã sản phẩm mới nha các chị nhá. Và em thấy có một chị Mai Nguyễn đã chốt D15 màu xanh rồi nè. Còn chị nào chốt thêm D15 á thì nhanh tay để lại cho Hoài và Huyền mã là D15 kèm màu ha. Có hai màu, màu xanh là Hoài vừa diện và màu đen ha. Ví dụ những chị nào mà mình thích sự tươi trẻ thì chốt ngay màu xanh đi. Còn màu đen Huyền bí ẩn thì chốt ngay màu đen ha. Và không để các chị đợi lâu nữa, Huyền lên một cái mã rất là xinh luôn, cute hồng me. Thêm nữa cái form này rất là dễ diện nè. Là ví dụ như mình có phần bụng bánh mì hơi to hoặc là cái phần mông mình không có tự tin á, hơi khiêm tốn một chút xíu. Thêm nữa bắp tay mình hơi to, thậm chí là các chị sau sinh rồi cơ thể mình có quá nhiều khuyết điểm thì em đầm này là một cái lựa chọn khá là tuyệt vời, là che mọi khuyết điểm 100% từ trên xuống dưới cho các chị luôn. Với thiết kế là form suông thả nhẹ như vậy, các chị mặc vào vừa thoải mái dễ chịu, gọi là cực kỳ mát cho những ngày hè oi bức nè. Với lại phụ nữ mình mặc những em đầm này đi làm đi chơi vẫn rất là xinh, nhẹ nhàng nhưng không kém phần trẻ trung năng động, đúng không? Các chị có thể phối với giày bata cũng được nè, búp bê cũng xinh, thậm chí là những cái đôi giày cao gót bích mỏ hoặc là hai dây ha. Đi một cái túi nhẹ nhẹ xinh xinh mình có thể đi du lịch được rồi, hoặc là đi làm thì mình đi với những cái túi bản to thường ngày. Tay của em này các chị sẽ thấy là một cái bản tay rất là xinh, chất vải tay là chất hai lớp và các chị có thấy là cái tay này có hơi phần quả bí một chút xíu không ạ? Tay phòng quả bí thành ra tạo nên cái độ bản vai của mình một cái độ gọi là nhìn cái form vai mình nó hơi đứng một chút xíu, tay phòng lỡ ngang khuỷu tay, nhìn cái dáng phần thân trên của mình nó rất là dễ thương luôn á các chị. Thêm nữa ở đây nhà mát có một cái điểm nhấn gọi là nơ chéo một bên cho mình, đi phần nơ cổ chéo ha, với những cái đường xếp ly nhẹ nhàng thôi các chị sẽ tôn lên được. Ví dụ như những chị nào mình có những cái mặt dây chuyền nhỏ nhỏ này mình đeo vào mình diện cùng cũng được ha. Với cái em set này mình có thể đi làm cũng được, đi chơi cà phê xuống phố cũng được luôn. Và không để các chị đợi lâu, em xin báo cái mã em này luôn ha. Hiện tại em này tại trên live giảm cho mình còn là 213.000 và mã đầm em này là D16. Các chị nhanh tay để lại cho Huyền là D16 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Và không quên báo màu với các chị luôn là em này có tổng cộng 2 màu cho mình lựa chọn, rất là xinh luôn. Các chị nào muốn ngắm kỹ hơn á thì comment giúp em. Ví dụ như Huyền ơi, Huyền đứng xa quá, chị coi không có rõ cái chất váy, hoặc là Huyền có thể tiến gần thì cứ comment lên giúp em nha. Và hiện tại em này thì gọi là em này có sai không chị ha? Em này có sai không chị? Có sai không chị? Em này có sai không là free size nhỉ? Em này hiện tại cửa hàng là có size SML cho mình lựa chọn ha. Tại vì Huyền khá là bất ngờ với một cái em phi đầm suông như vậy mà vẫn có size cho các chị đẹp nhà mình luôn. Tức là các chị bao nhiêu ký, ví dụ như từ 40 đến 65 ký tùy theo chiều cao và cân nặng của mình sẽ có size cho mình lựa chọn. Hai màu, một cái màu hồng phấn, màu hồng lách tích nhẹ nhàng nhưng không kém phần gọi là quá là ngọt ngào cho chị em phụ nữ mình, đúng không ạ? Ví dụ như chị nào mình chưa có gia đình mình thích tươi trẻ thì lấy màu này. Còn chị nào mình có gia đình có bé rồi, mình cũng hơi chững tuổi thì mình có thể lấy cái màu kem Huyền đại diện trong người ha. Màu hồng hoặc là màu kem, mã D16 có giá trên live là 213.000 dành cho những chị đã chia sẻ livestream. Đồng thời đừng quên tag tên bạn bè người thân của mình vào ha. Đây em ơi, cộng một chút xíu cho các chị coi. Ở phía trước là các chị cả nhà mình có thể thấy là tay nè, xích gọi là fit ở cái phần nơ ngay cái phần bên cổ của mình rất là xinh. Thêm nữa ở phía sau các chị thấy là nhà mát mai cho mình rất là tinh tế, là có một cái cúc. Ví dụ là mình cởi ra cởi vào rất là thoải mái dễ chịu luôn ha. Cả nhà mình mặc rất là thoải mái luôn. Form suông và có gọi là có nhấn thân này đó, có một cái đường gọi là đường tà như là cái đường bên, những các chị đường bên trên thân trước cho mình và cả thân sau nữa, rất là đẹp và xinh luôn. Các chị diện em nằm này hầu như ví dụ như là bây giờ mình còn đi làm công sở, ví dụ sau này mình về nhà mình có bé, tháng thứ nhất thứ hai mình diện vẫn được ha, vẫn che được khuyết điểm cho mình luôn. Chỉ có giá 213.000 thôi. Các chị nhanh tay để lại cho Huyền mã là D16 kèm màu hồng hoặc là màu xanh, kèm theo số điện thoại của mình là có đơn ha. Và đừng quên chia sẻ livestream này nè cho bạn bè, người thân và cũng như là những chị em đồng nghiệp của mình ha. Màu hồng ruốc hai tươi vậy chị. Màu hồng này là một cái màu hồng, đây tiến cận cho chị coi ha. Màu hồng phấn nhẹ nhàng thôi, kiểu như là nó hơi blush tích một chút xíu ha. Ví dụ như mà các chị mà thấy không rõ, hoặc là các chị nói là màu trên live có khác với màu ở ngoài không, thì Huyền xin trả lời là trên live các chị nhìn thấy màu như thế nào về mình nhận sẽ tương đồng như thế đấy. Nhiều khi sẽ có trên là sáng một chút xíu thôi nhưng không bị biến màu ha. Thêm nữa là
Ok chị Chi Chi ha, chắc là các chị đang hóng Hoài nên cứ bà hối là thôi nhanh qua mẫu cho chị. Bây giờ là Hoài sẽ lên cho mình một cái concept công sở rất là xinh luôn. Và em khuyên là các chị là hình như là thấy Hoài mặc cái set này là Huyền nghĩ là chắc là đêm nay là cũng phải ghi ngay một set này rồi, quá là xinh luôn. Bây giờ Huyền xin nhắc lại mã đang mặc trong người là D16, có hai màu, màu hồng hoặc là màu xanh, chỉ có giá là 213.000. Các chị nhanh tay để lại cho Huyền mã D16 để chốt em này nhé. Bây giờ Hoài sẽ thêm cho mình một cái concept công sở rất là dễ thương luôn nè. Đây, em lên cái concept này thì em nghĩ là chắc chắn là các chị mình thích, rất là thích cái concept này luôn. Tại vì thứ nhất là vest là một cái những cái mẫu mà em Hoài rất là ghiền. Và đặc biệt là vest của nhà Mark nữa thì thứ nhất may cho em cái phong cách là hơi thiên hướng là blazer các chị mình nha. Có nghĩa là không có bị đứng quá này. Nhưng mà sản phẩm lên vẫn cực kỳ tôn dáng cho em luôn. Và hôm nay cái set vest 3 món này sẽ có một mức giá cực kỳ ưu đãi các chị mình ạ. Set vest 3 món này hôm nay có mức giá rất là mềm nha, và sản phẩm có rất nhiều màu cho Hoài. Đó là cái màu em đang mặc là màu đen, thì em này có thêm một cái mẫu màu xanh và mannequin đang mặc sau nữa nha. Hoài sẽ có thêm một cái tông màu tiếp theo, đó là một cái tông màu be các chị mình săn này. Em này sẽ có tới 3 tông màu để các chị mình săn nhá. Đen, xanh và màu này sẽ là màu nâu be các chị mình ha. Để em xem là trên mark này sẽ là ghi màu gì nào. Em này sẽ là màu nâu các chị mình ha. Màu nâu giúp em Hoài rất là sang nha. Một cái set bed như thế này thì hiện tại là em đang có mức giá các chị là mình đều là rời nha. Chị nào muốn mua một set 3 món luôn cũng được, và muốn mua rời chị em Hoài cũng sẽ bán rời các chị mình nhá. Size L chị em Hoài, size to nhất là size L chị em nhá. Size L chị em Hoài là tầm 62 cân đổ lại là các chị nhà mình sẽ mặc vừa. D16 size S cho em từ bao nhiêu? D16 là cái mã sản phẩm lúc nãy thì cho em Hoài size S là tầm 48 cân đổ lại là mặc vừa chị yêu nhá. 48 cân đổ lại là mặc vừa. Dạng 147 là áo nào chị yêu ơi? Hiện tại là em chỉ có mức giá là 178.000, 79.000 chị yêu ơi. 179.000 là mẫu áo của Hoài đang mặc bên trong nhá. Áo thun cho Hoài đang mặc với chất liệu cho mình là cotton. Cotton đầy đủ cho em là 3 size nhá. Có size S, M, L, mức giá sẽ là 179.000 ạ. Chị yêu nó thích mẫu áo bên trong Hoài đang mặc, lên mã cho em là AT17 kèm loại các chị ha. Đây em Hoài sẽ bỏ cái set này và để giới thiệu kỹ các chị cho mình hơn cái set là cái áo bên trong nhá. Đây là áo bên trong Hoài đang mặc, áo tay dáng ngắn các chị mình ha. Form cho em là sẽ là form căn bản, và cái mẫu này em in cho các chị nhà mình ở cái công nghệ in nhiệt rất ở nhiệt độ rất là cao và có lớp phủ bóng ở bên ngoài, gọi là in lụa công nghệ cao cấp nhất nha các chị mình ha. Nên là đặc biệt là mình mặc lâu, mặc Hoài giặt tay giặt máy không bao giờ bị bong chóc cái phần logo ở phía trước giúp em Hoài. Thì mẫu áo này phía trước sẽ in chữ mâm này các chị mình ơi. Và mức giá trên Hoài sẽ là 179.000 nhá. AT17 kèm size ạ. Đối với AT17 này Hoài đang có mức giá gốc đó là 255.000 và giảm trực tiếp còn 179.000 nhá. Mẫu áo vest của em đang mặc ạ. Mẫu áo vest của em đang mặc thì lên cho các chị mình sẽ là AK1 là mã áo khoác nhá. AK1 là mã áo khoác của Hoài đang mặc, và lên mức giá trên Hoài sẽ là 487.000 nhá. 487.000 áo khoác vest này. Và các chị mình xem giúp em, vest này là dạng blazer nhưng mà may cho các chị mình là đúng chuẩn một em vest luôn. Tại vì sao mà em gọi là vest kiểu dạng blazer? Có nghĩa là mặc vào không bị đứng này, vẫn có độ rộng không quá ôm sát vào cơ thể nha. Và mẫu này mình có độn cầu vai, có lớp lót bên trong, và đặc biệt là phần tay các chị xem giúp em là cái phần tay cách điệu có bo rúm ở phía bên trong các chị ơi. Cái em này là rất ít mà thương hiệu hoặc là những cái shop khác lên cái dạng này. Hiện tại là nhà Mark đang lên cái form tay các chị này để cách điệu và thay đổi một chút cái form vest cổ điển để các chị nhà mình mặc vừa trẻ trung này, vừa lịch sự mà vừa không kém phần sang trọng nha. Thì lưu ý giúp em là vest thì em đang có 3 màu các chị ha. Màu xanh ạ, màu xanh, màu đen an toàn, và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là tông màu nâu. Và quần cũng như vậy các chị mình nhá. Quần cho em sẽ là form quần baggy lưng cao, có dây kéo khóa và nút ở phía trước ạ. Chất liệu cho mình thì em này cực kỳ xịn sò các chị mình nhá. Chất liệu cho em sẽ là cotton các chị ha. Và mẫu này cho Hoài, quần cho em mã sản phẩm sẽ là 367 nhá. Quần 368.000 là giá thành ạ. Quần cho em là QA18 nha. Mã sản phẩm là QA18, mức giá thành cho em Hoài sẽ là 368.000. Quần này đang có mức giá gốc cho em Hoài sẽ là, trời ơi, mẫu này có 525.000 các chị ơi. Quần có mức giá gốc cho em là 525.000 và giảm trực tiếp cho các chị nhà mình còn là 368.000. Áo vest thì có mức giá gốc cho Hoài tới là 695.000 và đang giảm trực tiếp còn 487.000 các chị mình nhá. Rồi hôm nay mình mua nguyên combo cho em 3 món nha. Hôm nay em có một cái mức ưu đãi cực kỳ cho các chị nhà mình luôn. Đó là mua nguyên combo cho em Hoài 3 món với mức giá cho em Hoài sẽ là
999.000 nhá. 999.000 khi mình mua 3 set, một áo, một quần và một chiếc áo vest ở bên ngoài. Quá là hời các chị ơi. Là em nghĩ là các chị ở mình nên mua nguyên set 3 món cho em nha. Và mình sẽ có size đầy đủ SML cho em Hoài luôn. Bao chất, bao form cho các chị ở mình ạ. Cái set này mặc sang cực kỳ các chị yêu. Mặc đi làm cho em Hoài này, mặc đi dạo phố này, mặc đi cà phê với bạn bè, và đặc biệt là mặc đi cho em Hoài ký hợp đồng này, làm cho em những môi trường công sở, giáo viên. Mặc set này cực kỳ kiểu như là sang trọng và sẽ có cái độ uy tín cực kỳ luôn các chị mình nha. Mặc set này rất là đẹp đấy ạ. Rồi ok chị yêu này, màu D16, chị yêu nào lên mã sản phẩm nhớ kèm số điện thoại cho em Hoài nha. Các chị nhà mình ơi, D16 màu hồng phấn size S, chị yêu ơi lên mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em Hoài ạ. Hoặc là nếu như các chị nhà mình cần tư vấn thì chị Thủy Nga ơi để lại số điện thoại, nhà em sẽ liên hệ sau livestream cho mình nha. Chị nào thiếu số điện thoại thì bổ sung số điện thoại giúp em ạ. Rồi nếu như mà mình đang thích set này, mình lên cho em Hoài áo sẽ là AT17, bên trong là AT17 ạ. Quần Hoài sẽ là QA18, còn áo khoác sẽ là AK1. Tổng combo 3 món sẽ là 999.000 với mức giá siêu mềm cho em luôn. Đây các chị xem giúp em nhé, cái form rất là đẹp. Form quần này cho mình phía dưới em có lên line các chị em mình ha, nên là mặc lên rất là đẹp này. Form quần ống côn cực kỳ tôn dáng các chị mình. Mình ngắm cái form đồ giúp em nhé. Đẹp như thế này mà chỉ cho em Hoài vòn vẹn là không đến 1 triệu đồng cho một set 3 món thì tính ra là mức giá rất là mềm. Và chị yêu nào quan tâm mẫu này là phải chốt nhanh nha. Và hôm nay mình còn được free ship này. Nếu như các chị nhà mình mua cái set 3 món này, mình còn được giảm trực tiếp thêm 50.000 đấy các chị yêu ơi. Mình sẽ được giảm trực tiếp thêm 50.000 khi mua một set 3 món này cho Hoài nha. Và còn được free ship, được kiểm tra hàng trước khi nhận. Ngại gì Hồng lên đơn các chị nhá. Màu sắc thì các bạn nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị sau ha. Đây là các màu của sản phẩm ạ. Màu nâu, màu xanh và màu đen. Chị nào thích màu nào mình cũng có thể lựa ngay. Tại vì những cái tông màu này là siêu dễ mặc và cực kỳ là hack, kiểu như là hack làn da các chị mình luôn. Da ngăm, da trắng đều có thể mặc ok nha. Bây giờ thì các chị nhà mình ngắm lại cho em Hoài cái concept này thêm 1 phút 30 giây nữa thì Hoài tiếp tục qua mẫu mới cho các chị mình nha. Rồi ngắm form giúp em này, 38 cho tới 62 63 cân các chị nhà mình vẫn mặc đẹp set này. Em thấy cái màu xanh này lạ các chị này. Chị nào mà chưa sử dụng cái màu xanh này ở tủ, mình có thể là mua thử cho em Hoài màu xanh này. Nếu mà em á thì em sẽ không lựa màu đen, không phải vì nó không đẹp mà tại vì em có quá nhiều rồi. Và chị yêu nào mà ví dụ như mình cũng như em Hoài có quá nhiều và màu đen ở trong tủ, mình nên thử cho em Hoài cái màu xanh và màu nâu này nhá. Tại vì những hai cái tông màu này là hai cái tông màu siêu hack da luôn các chị. Mặc vào nhìn tây sáng da cực kỳ luôn. Em là một người có làn da là da ngăm các chị nhá, nhưng mà em Hoài thì cực kỳ thích những cái tông màu này. Tại vì những cái tông màu này là những tông màu nhu, không bị quá sáng này, hack da và hack dáng các chị cực kỳ nhiều luôn. Chị nào mà chưa trải nghiệm những cái màu này của nhà MAC thì có thể hôm nay mình ring ngay một em với cái sản phẩm là 999.000 một set 3 món cho em Hoài nha. Còn không mình mua rời cho em Hoài cũng ok ha. Đừng quên là tag bạn bè vào xem livestream và cuối live em vẫn còn quà cho các chị mình đấy ạ. Cuối live mình vẫn còn quà, đó là một chiếc chân váy nhá. Các chị nào mà muốn chơi game cùng nhà em thì nhớ ở cùng em Hoài và bạn và chị Huyền tới cuối live để mình cùng săn cái sản phẩm cuối live quà tặng, đó là một chiếc chân váy VA4 các chị mình ha, với mức giá chị em Hoài khá là ok đấy các chị mình ạ. Cái món quà rất là giá trị các chị luôn nha. Rồi bây giờ thì chắc sẽ để chị Huyền qua mẫu tiếp theo luôn các chị nha. Bây giờ mình thích mẫu này, em đọc lại mã sản phẩm nhá. Áo sẽ là AT17 kèm loại, áo khoác sẽ là AK1 kèm loại chị em Hoài, mức giá sẽ là 486.000. Áo bên trong sẽ là 179.000, mã cho em là AT17 các chị nha. Quần sẽ là QA18, mức giá cho em là 368.000. Và các chị mình mua hôm nay vừa, nếu như mua một set 3 món sẽ được giảm thêm 50.000 và còn được free ship nữa. Còn mua rồi thì em sẽ free ship tất cả các mã sản phẩm ở trong livestream cho các chị nhá. Và bây giờ em sẽ tiếp tục qua một cái đầm rất là dễ thương cho các chị luôn. Rồi bây giờ thì sẽ mời chị Huyền qua mẫu tiếp theo ạ. Để không căng ra không? Xin chào tất cả các chị đẹp ha, trở lại với mình một cái concept hơi bánh bèo một chút xíu. Và cái túi Huyền đang đeo trong người là cũng vừa xí của bạn Hoài luôn. Rất là xinh và cái này gọi là phối một cách ngẫu nhiên thôi các chị. Nhưng mà Huyền thấy cái đầm này rất là dễ phối đồ luôn nè. Ví dụ như mình đi du lịch, mình đi biển, mình có thể phối với những cái nón gọng vành ha. Hoặc là đi chơi thì muốn dễ thương cute hoặc meo một chút xíu thì đeo một cái túi nhỏ nhỏ thôi. Thêm nữa là một đôi giày búp bê hoặc là một đôi giày bata, nhìn cũng rất là xinh. Và cái em thiết kế này Huyền thấy là ở đây là có đi từng
tầng xếp ly bèo rất là xinh. Và hầu như ví dụ như những chị nào mà dáng người mình hơi tròn một chút xíu thì đây là một cái lựa chọn khá là tuyệt vời để che được những cái khuyết điểm hơi dáng hơi căng tròn, thì mình mặc cái những em này rất là xinh luôn. Và không để các chị đợi lâu, Huyền báo mã em này luôn ha. D20 hiện tại cửa hàng em này có giá là 595.000, và ngày hôm nay trên live nhà mắt giảm cho mình xuống còn 417.000. Và các chị đừng quên chia sẻ livestream và cũng như là tag tên bạn bè người thân của mình vào trong live này ha. Em này chỉ có giá là 417.000 trong live này thôi, nên các chị đừng ngần ngại mà bỏ qua em này rất là xinh. Ví dụ như một cái mình có chị em nè, hai chị em, hoặc là mình có chị em đồng nghiệp cũng cùng cá tính hơi cute học me như mình và cũng khá là nhí nhảnh trẻ trung yêu đời, thì mình có thể lấy một cái chị một cái, hoặc là bạn bè chị em sinh đôi thì mình phối hai người hai màu để tránh nhầm đồ với nhau, hoặc là một màu cũng rất là xinh. Một cái em đầm thì thiết kế khá là xinh luôn, và các chị sẽ thấy ở cái em này thiết kế là chất vải là hai lớp đây, ở bên trong là một cái chất vôn tơ rất là mịn mát và bên ngoài là chất đuổi xốp. Cái này là em có đủ size cho mình là SML, tức là các chị chỉ cần để lại cho em chiều cao cân nặng, ở trong cái tư vấn bên em sẽ lấy cái size chuẩn nhất cho mình ha. Và em này hiện tại là tại cửa hàng là đang có hiện tại trên live là em sẽ có hai màu cho mình, một là màu trắng, hai là màu hồng cho các chị, và giá khá là yêu thương ở trên live luôn. Nên những chị nào mà thích em này rồi á thì nhanh tay để lại cho Huyền mã là D20 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại là có đơn thôi cả nhà mình ha. Nhanh tay để lại cho Huyền là D20 nè, giá rất là yêu thương luôn các chị ơi. Nhanh tay, ví dụ như mình thích rồi mình đừng có chần chờ gì nữa. Tại vì ví dụ Huyền ví dụ một chút xíu ha, mình ghé cửa hàng mình mua giá 500 mấy đúng không ạ, trên live chỉ có 410 mấy ngàn cho mình thôi là quá là rẻ, quá là hời rồi. 417.000 cho em này, ghé cửa hàng là 595.000 là mình đã được giảm khá là sâu. Và hôm nay trên live là mình được miễn ship nè, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Các chị mua thêm sản phẩm thứ hai sẽ được giảm 50k. Và đừng quên là chương trình mini game rất là hấp dẫn của nhà mắt luôn đợi mình. Hãy cùng nhau nè, thứ nhất là chị em mình cùng nhau chia sẻ livestream để nhiều người tiếp cận biết đến nhà mắt hơn ha. Thứ hai là cùng săn quà tặng hấp dẫn, một lần chia sẻ có mất gì đâu đúng không ạ. Thôi cả nhà mình cùng nhau chia sẻ ủng hộ đội ngũ nhà mắt trong buổi tối ngày hôm nay ha các chị đẹp nhà mình ha. Và Huyền xin nhắc lại mã em này là mã D20 417.000 ở trên live, và các chị có thể tắt tên bạn bè người thân của mình vào. Chất vải thì quá là đẹp luôn rồi, một cái concept quá là dễ thương. Huyền thấy cái phần tai của em ấy đây, tai thì hơi nhúng, hơi phòng tiểu thư một chút xíu ha. Thêm nữa phần tai này có cái bản gọi là cái một cái đồm dây bo chum ôm vào cái phần thân tai của mình. Các chị mặc vào, ví dụ mình muốn tạo độ phồng cao lên thì mình có thể đẩy xích lên một chút xíu, vẫn rất là xinh luôn nè. Chất đuổi thì các chị mặc vào sẽ có cảm giác là mềm mịn mát và thấm hút mồ hôi rất là tốt. Ví dụ như những ngày hè á, mình có môi trường làm việc hơi oi bức một chút xíu, hoặc là mình sợ da mình bị bí mồ hôi, có mùi cơ thể, thì những cái chất vải ví dụ như là đuổi xốp này mặc rất là mát và cực kỳ thấm hút mồ hôi cho mình luôn ha các chị đẹp mà ha. Với lại mình đi chơi cũng được nè, đi làm cũng được, cuối tuần xuống phố mà diện một em quá là yêu thương như vậy, đi chơi với bạn trai hoặc là đi hẹn hò với bạn bè cà phê thì cũng rất là xinh đúng không cả nhà ha. Thêm nữa là chị nào mình thích sự nhẹ nhàng trong sáng tinh khôi thì mình lấy giúp Huyền màu hồng ha. Còn chị nào mà nhí nhảnh yêu đời là cột tim của cô Bin á thì mình có thể lấy màu hồng rất là xinh xắn nhẹ nhàng thôi, một cái màu hồng lách tích Huyền thấy khá là nhẹ và hầu như là nâng tông da của mình rất là tốt. Dạ mình muốn mua áo vest thì có link Shopee không ạ? Dạ có luôn ha chị ha, tuy nhiên thì mình đặt trên live vẫn được ạ, tại vì trên live giá vẫn yêu thương. Các chị có thể vào link Shopee đặt cũng được luôn nè, mua 4 sản phẩm được giảm 100 không mất. Dạ chị ơi, cái chương trình deal 50% và tặng hấp dẫn này giảm thêm 50k cho sản phẩm thứ hai á là mắt hỗ trợ mình, gọi là trợ giá mùa Covid thôi. Chứ các chị hôm nay mà săn 10 sản phẩm mà mắt giảm cho mình xuống còn 500.000 thì thật sự là chắc bên em phá sản mất, không có cái buổi live thứ ba luôn á. Nên các chị ơi, mình chỉ được giảm 50k cho sản phẩm thứ hai thôi nha. Và mình được khá là nhiều ưu đãi rồi, mình được giảm rất là nhiều sản phẩm ở trên live rồi nè. Thêm nữa là mình được miễn ship rồi nè. Em chào chị Đào Diệp ạ, em thấy chị Phạm Quyên có khá là nhiều chị vào comment, tuy nhiên có thể là máy Huyền cầm hơi bị ẩn comment một chút xíu, nên ví dụ có comment nào Huyền hỏng trả lời kịp thì các chị cũng đừng buồn Huyền nha. Rồi mình nhanh tay chia sẻ livestream mà cũng như là tag tên bạn bè của mình vào đi, tại vì sắp cuối live đây sẽ có rất là nhiều có một cái phần quà tặng gọi là rất là hấp dẫn mà lúc nãy bạn Hoài đã nhé hàng với mình rồi. Và các chị có đang mong Hoài trở lại với mình không ạ? Nếu có thì cho Huyền một vài trái tim đi nè, để là Hoài thấy là các chị cũng đang hóng nên Hoài sẽ trở lại với các chị sớm hơn ha. Mẫu đầm này có chị nào mà chưa có trong tủ đồ mình rồi thì nhanh tay săn đi.
Tại vì Huyền thấy nó có một cái ưu điểm như vậy nè. Ví dụ như dạo này ở nhà chống dịch quyết liệt quá, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, khuya cũng ăn luôn. Hầu như cuộc đời của chị trong những cái năm tháng chống dịch đó Huyền là chị ăn rồi chị ngủ thôi. Bây giờ cái người chị tăng cân quá rồi, quá khổ rồi Huyền ơi, làm sao bây giờ? Thì đã có ngay MD20 ha, hỗ trợ gọi là che toàn bộ khuyết điểm cho mình và tạo cho mình một cái concept khá là đáng yêu, cute hồng mê khi mà ra đường. Thêm nữa một cái em nằm này có một cái ưu điểm, ví dụ như đi ăn với bạn trai á, các chị hay có cái tính là thì mị nhẹ nhàng như Huyền cũng vậy nè, ăn chút xíu là đã no rồi, nhưng mà thiệt sự là ổng mà vừa quay đi là bao nhiêu là mình dậm hết, mình chiến hết ra về. Ví dụ như mình mặc những cái đầm ôm á, trời ơi cái bụng nó căng lên á các chị, nhưng mà không có dám thở, cứ phải ép vào. Thì mình đi chơi, ví dụ mình đi ăn tiệc nè, tiệc tùng thôi nôi rồi nè, mình diện cái em nằm này ngay cho em, ăn bao nhiêu cũng không lo bị lộ bụng hết, mình sẽ che được cái khuyết điểm của mình ha. Nên các chị rất là dễ mặc. Ví dụ như chị nào mà có bé nè, mình có bầu khoảng tầm tháng thứ hai đổ lại mà dáng người mình hơi nhỏ nhắn thì mình diện vẫn được nè, vẫn che được những cái tà bèo rũ trước này, là vẫn che được cái phần bụng của mình, khá là xinh và dễ thương luôn. Và bây giờ tiếp theo thì chắc là không để các chị đợi lâu, là Huyền sẽ qua mã ha, cho bạn Hoài tiếp tục trở lại mình với một cái thiết kế rất là cute học me luôn nè. Và các chị đã thích mẫu đầm này rồi thì nhanh tay lên giúp Huyền là D20 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha. Có hai màu, màu trắng hiện trong người và màu hồng ạ. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua một chiếc đầm baby doll rất là dễ thương cho các chị ở mình. Và các chị yêu ơi, mình đừng quên là mình vẫn còn cái món quà cuối livestream Hoài, đó là một chiếc váy VA4 rất là dễ thương nha, một chiếc chân váy VA4 rất là dễ thương này. Và các chị nhà mình nhớ chia sẻ livestream cho Hoài thật nhiều nha. Nếu như lượt chia sẻ của mình tiếp tục tăng thì em sẽ tặng luôn cái chiếc chân váy này ngay cuối live đấy ạ. Hiện tại là chỉ cần các chị mình tăng lên cho em Hoài là 150 lượt chia sẻ nữa, có nghĩa là 800 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ tặng chiếc chân váy này cho tất cả các chị mình nhá. 800 lượt chia sẻ là mình sẽ tiếp tục chơi game cuối live. Các chị yêu nào mà muốn nhận ngay chiếc chân váy đấy thì phải là chia sẻ livestream thật nhiệt tình cho em nha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn chiếc đầm của em đang mặc nha. Đầm Hoài đang mặc, mã sản phẩm cho mình sẽ là D21, chất liệu cho mình là KT rất là dễ thương. Có một chiếc đầm như thế này mà mức giá cho em Hoài siêu mềm luôn nha, mặc cực kỳ dễ thương này, đi chơi đi dạo phố cùng bạn bè này hoặc là đi cà phê rất là đẹp nhá. Thì mẫu này hiện tại giá gốc cho em Hoài đang là 695.000 ạ, một chiếc đầm baby doll với giá gốc là 695.000. Hôm nay trong livestream em Hoài giảm trực tiếp cho các chị mình còn là 487.000 các chị mình nhá. 487.000 sở hữu ngay một chiếc đầm baby doll với 3 tông màu cho em. Bây giờ em sẽ giới thiệu các tông màu đầm này cho các chị mình nhá. Đầm này thì mình có tiếp tục là sẽ có 3 tông màu phía sau cho các chị mình nữa nhá. Em này thì em đang có là 2 tông màu hoa và sẽ có thêm cho các chị mình 2 tông màu trơn nhá. À, mẫu này D21 Hoài có cho chị em mình cái màu đang mặc sẽ là màu xanh ạ. Màu xanh và màu em đang cầm là màu hồng các chị nhá. Xanh và màu này sẽ là hoa hồng, thì đối với cái mẫu này là họa tiết hoa. Còn màu trơn thì mình có cho em là màu đen trơn và màu hồng trơn các chị nhá. Đen trơn và màu hồng trơn. Vậy bây giờ mình sẽ lên cái màu này là tông màu B hả chị, để cho nó hồng trùng ha. Màu này mình lên màu B hả chị? Hồng luôn. À vậy là mình sẽ có hai cái mẫu màu hồng các chị mình nhá. Có nghĩa là bây giờ đối với D21 này Hoài sẽ có hai tông màu hoa và hai tông màu trơn. Nếu như màu hoa mình comment cho em Hoài là hoa hồng hoặc là hoa xanh kèm loại nha. D21 hoa hồng hoặc hoa xanh kèm loại. Còn màu trơn thì mình sẽ có là màu đen và màu hồng ạ. Rất là dễ thương nha. Đối với mẫu này các chị yêu ha, chất liệu cho em sẽ là chất cô tông và đầm mình lên cho các chị mình là hai lớp đầm cổ vuông phối chị em Hoài may tầng lên rất là dễ thương này. Dáng baby doll thì mặc cực kỳ hách tuổi cho các chị mình luôn nhá. Bây giờ em Hoài sẽ tư vấn cho các chị mình nha. Đầm này thì thực ra là có 3 size SML, nhưng tại vì lý do của nó là đầm suông nên 65 cân đổ lại các chị nhà mình vẫn mặc vừa. Với mức giá hôm nay sẽ là 487.000 các chị nhá. 487.000 cho em. Hoa rất là dễ thương này, kèm cho mình phần tay cho em Hoài và cái mẫu này sẽ là bo chun nhá. Phần tay bồng bo chun siêu dễ thương luôn ạ. D21 487.000 có đầy đủ size. Chị em nào thích D21 chốt ngay D21 kèm số điện cho em Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công ạ. Quà tặng gì ạ? Dạ chị My Dương ơi, quà tặng cuối live cho mình sẽ là một chiếc chân váy nhá. Chân váy rất là dễ thương chị em Hoài, với mức giá chị em của chân váy này hiện tại em đang có mức giá gốc này, em sẽ xem cái mức giá của chân váy này nhá. Em này có mức giá khá là cao đấy các chị mình ạ, so với là món quà tặng ra, nhưng so với chất lượng sản phẩm thì em này giá cực kỳ mềm nha. Mẫu này cho em Hoài sẽ là 455.000. Em Hoài sẽ mang lên một món quà cho chị mình là 455.000 tặng cho chị yêu nào có lượt chia sẻ của mình này. Ô
Ok các chị mình nhá. Và xíu nữa em Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng. Với điều kiện là lượt chia sẻ tổng livestream của mình phải đạt chị em Hoài là 800 lượt chia sẻ thì Hoài mới tặng chân váy với mức giá là 455.000 được. Rồi ok, bây giờ thì chị nào mà thích cái đầm của em đang mặc thì cứ lên mã sản phẩm kèm số điện thoại em Hoài nhận D21 ạ. Chị yêu ơi, AT17 chị Ngọc Võ lên mã sản phẩm kèm số điện thoại em Hoài chị yêu ơi. Và cú pháp của mình chơi game sẽ là tăng 3 người bạn vào ở và chia sẻ livestream ở chế độ công khai nha. Tăng 3 người bạn vào livestream và comment là đã chia sẻ ở chế độ công khai để nhà em sẽ tiếp tục chơi mini game cho tất cả các chị mình nha. Còn mini game chị yêu ơi, còn mini game ạ. À, chị yêu nào mà chưa có lên số điện thoại để mình đặt đơn hàng thì mình nhớ bổ sung số điện thoại chị em Hoài để mình có thể là lên đơn hàng thành công các chị yêu ha. Rồi em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị mình này. Mới có 657 lượt chia sẻ các chị ơi, mình đang vẫn còn thiếu cho em Hoài là 140 đấy ạ. 140 lượt chia sẻ nữa thì em mới có thể là chơi mini game được. Là chị yêu nào đang ở trong livestream và muốn chơi mini game thì mỗi chị chỉ cần góp cho em Hoài một lượt chia sẻ thôi nhá là mình đã có thể chơi mini game rồi đấy ạ. Chị yêu ơi, chị NT Thục Quyên ơi, tại vì là lượt chia sẻ của các chị nhà mình chưa có đạt được nên em Hoài chưa có tặng được nha. Nhưng mà khả năng của mình trúng sẽ cao hơn những chị khác đấy ạ, tại vì là mình có sự tương tác nhiều với nhà mắc thì khả năng trúng quà của mình sẽ cao hơn. Rồi đầm này mình vẫn lên mã sản phẩm cho em là D21 nhá. Em đầm này quá là xinh thật sự luôn các chị nhà mình. Có các bé nhà mình tầm 18 này, 17, 16 tuổi vẫn có thể mua cho các bé mặc nha. Hoặc là mình tầm 25 tuổi như em Hoài, hoặc là tầm 30, 40 tuổi vẫn có thể mặc được đầm này. Và cái em này thì không có kén nhá. Tại vì sao ạ? Là một cái đầm mà form suông thì ví dụ như các chị nhà mình đi chơi này, mình sờ lộ bụng, mình mặc cho em những mẫu này là không bao giờ bị lộ bụng nha. Đặc biệt cho em Hoài một cái điểm đặc biệt của đầm này nữa đó là các chị nhà mình mặc vào thì cực kỳ hách tuổi cho Hoài luôn. À, che cái điểm cho mình rất là tốt này. Chị nào quan tâm đầm này mình cứ chốt là D21 kèm loại nhá. Đầm này cho em thì em báo lại màu một lần nữa ha. Màu hoa xanh cho em đang mặc với tông màu hoa nhí, chất liệu là KT và đầm lên hai lớp có lớp lót bên trong ạ. Màu trơn thì Hoài có là màu hồng phấn nhá. Màu hồng phấn và màu hồng phấn này thì không có bị tệp da đâu chị ơi. Và màu cuối cùng cho em là màu đen. Thì với giá thành của sản phẩm sẽ là 487.000 và chỉ áp dụng duy nhất tại livestream. Chị nào chia sẻ livestream thì sẽ có mức giá giảm cho em Hoài và mình sẽ được free ship nha. Hôm nay mua từ hai sản phẩm vừa được free ship vừa được giảm trực tiếp 50.000 trên một sản phẩm trên một cái đơn hàng nữa, nên là chị yêu nào mà thích mẫu nào là mình nhớ là chốt đơn ngay ạ. Và bây giờ thì chắc sẽ để cho chị Huyền qua mẫu tiếp theo luôn nha. Còn chị nào mà muốn chơi mini game thì mình vẫn tiếp tục chia sẻ cho Hoài đi, tại vì lượt chia sẻ của mình vẫn đang tăng đấy ạ. Khả năng chơi mini game của mình vẫn còn nên là mình nhớ là chia sẻ cho em Hoài mỗi chị một lượt nữa thôi. Chỉ cần tăng lên cho em Hoài 800 lượt chia sẻ là Hoài sẽ tặng mini game cho các chị mình vào cuối live nhá. Còn không thì chắc là mình sẽ phải đợi qua livestream tiếp theo rồi, tại vì là target thì em phải đầy đủ 800 lượt chia sẻ thì em mới có thể tặng quà được. Tại vì chân váy cho em là tới 455.000 lận, là các chị nhà mình yêu thương nhà mác nhớ chia sẻ và ủng hộ em và chị Huyền thật nhiều nha. Rồi bây giờ sẽ mời chị Huyền qua luôn một cái mẫu đầm này, rất là xinh nhá. Vâng, và Huyền thấy hiện tại lượt chia sẻ của mình cũng khá là cao rồi các chị ạ. Chỉ còn khoảng tầm 80 lượt chia sẻ nữa thôi là chị em chúng mình đã có thể tiến hành chơi mini game rồi. Nên các chị đẹp mình ơi, hiện tại trong live là em thấy cũng còn hơn 100 chị nè. Mình mỗi người giúp Huyền và cũng như là Hoài một lượt chia sẻ thôi thì chắc chắn là cái cơ hội mini game cuối live ngày hôm nay là không thể nào mà bỏ qua được rồi đúng không ạ? Và song song đợi các chị chia sẻ livestream và cũng như là tag tên những người bạn của mình vào để mà đợi chương trình mini game thì Huyền sẽ giới thiệu sơ qua và cũng như là lên mã em đầm Huyền đại diện trong người. Đầm Huyền đại diện trong người là có đủ size XML cho mình lựa chọn và em này có mã số là D22. Hiện tại trên live giảm chỉ còn 495.000 thôi. Và ví dụ như thường ngày các chị không mua trên live, mình muốn ghé qua cửa hàng mua, em này có giá đến 655.000 rồi đó cả nhà mình ơi. Nên đã thích trên live rồi thì nhanh tay chốt đơn để nhận được. Thứ nhất là mình được giảm giá rất là sâu nè. Thứ hai là mình được nhận hàng, mình được free ship nè, mình đâu có mất đồng ship nào đúng không ạ? Thứ ba mình nhận hàng mình được kiểm tra hàng rất là thoải mái, đồng kiểm với shipper. Thứ tư nữa có nhân viên chăm sóc cho mình rất là nhiệt tình nè, tư vấn size số, chiều cao cân nặng cho mình rất là chuẩn luôn. Và thêm nữa khi các chị mua tức là mình đã có một sản phẩm rồi, mình mua đến sản phẩm thứ hai là mình sẽ giảm thêm 50% một cái deal quá hời trong buổi tối ngày hôm nay đúng không? Và chắc chắn rằng là sẽ không có nơi nào các chị săn được những cái deal hời như vậy đâu ạ. Chất vải của em này là chất cô tông mà hơi pha bố một chút xíu, lẫy sợi của đây Huyền tiến cận cho các chị
coi ha, lễ sợi sẽ có lễ sợi đia, lễ sợi ánh vàng kim là nó sẽ bắt sáng rất là tốt và làm cái người mình sáng hơn, nổi bật hơn. Sọc cargo thì mặc không bao giờ lỗi thời hết. Ví dụ như cái dáng mình hơi tròn một chút xíu, mình rất là ngại mặc những em sọc cargo, thì em này với tông màu pha hai màu, màu xanh và màu trắng, một cái sợi xen kẽ như vậy, các chị mặc vào rất là xinh và cũng như là che được những cái, ví dụ như eo mình hơi tròn đúng không, sẽ che được khuyết điểm cho mình ha. Thêm nữa ở đây là có túi thật cho mình luôn, một cái bảng like cúc ở dưới và ở trên là một cái like túi thật đầy, các chị có thể bỏ là tiền, điện thoại với kết hôn chứng minh nhân dân gì đó mình bỏ vào vẫn rất là tiện ha, thậm chí là bỏ cả điện thoại vào được luôn. Ở phần này nhà map đính cho mình là hai cúc đồng rất là xinh luôn. Và hiện tại là Huyền thấy là cái lượt chia sẻ của mình đang tăng lên rồi. Nên các chị song song với mình chốt mã em này nhanh tay lên giúp Huyền là cái nhanh tay lên giúp Huyền là cái lượt chia sẻ để cái chương trình mini game ngày hôm nay cuối live được diễn ra ha cả nhà mình ha. Em thấy là lượt chia sẻ hiện tại các chị đang khá là nhiệt tình và đang khá là nhiều lượt chia sẻ rồi, thì chỉ còn có một ít nữa thôi, còn một ít nữa thôi các chị ơi. Các chị đẹp nhà mình ơi, cùng nhau chia sẻ nè. Huyền và Hoài rất là mong để được cái diễn ra mini game tối hôm nay và tặng cái chân váy này cho một chị đẹp may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên bây giờ thì em thấy lượt chia sẻ vẫn còn khá là yếu, khoảng tầm 50 lượt nữa là các chị nhanh tay lên giúp Huyền nè. Bây giờ cái lượt view mình cũng còn khá là cao, hơn 100 chị đẹp, mỗi chị cho em một lượt chia sẻ thôi thì 50 view đó sẽ diễn ra trong vòng 50 lượt chia sẻ, đó là lên trong vòng một đó nhạc luôn đúng không các chị. Các chị em mình cùng nhau đẩy cái lượt chia sẻ lên nè, tăng cái lượt view lên để mình chơi mini game săn quà rất là hấp dẫn luôn ha. Và em đầm này Huyền xin nhắc lại mã em này là D22, có giá là 459.000. Chị nào mà hôm nay lăng tăng trên like là chị thôi chị ghé cửa hàng mua đi, chị thử tiện hơn, thì ghé cửa hàng sẽ có giá là 655.000 ha, cả nhà mình ha. Rồi, trên live chỉ có giá 459.000, có đủ size XML cho mình, miễn ship toàn quốc cho mình luôn nè, các chị ở đâu em cũng miễn ship cho mình hết. Thêm nữa mua sản phẩm thứ hai sẽ được giảm thêm 50k. Và đừng quên chương trình mini game đang đợi chờ chị em chúng mình ha. Nhanh tay chia sẻ đi. Em thấy cái lượt chia sẻ mình đang tăng là chỉ còn 40 lượt nữa thôi. Cả nhà mình ơi, những chị đẹp của nhà mát đâu rồi? Cho em xin 40 lượt chia sẻ nữa thôi. Và bây giờ là chắc là song song đợi với các chị là Hoài với Huyền sẽ trở lại với live luôn ha, để cùng nhau thứ nhất là chơi mini game mà xong mẫu này là cũng chào tạm biệt cả nhà mình để trả với các chị về với giấc ngủ buổi tối hôm nay. Các chị yêu ơi, tại vì là phần quà này thì em Hoài và chị Huyền rất là muốn tặng các chị mình luôn. Các chị thấy có ai giống nhà Mark không ạ? Đây là kiểu như là rất là muốn được tặng quà các chị nhà mình luôn nha. Nên là mình cố gắng là mình chia sẻ livestream cùng em thật nhiều. Tại vì là em đang, thực ra là thời gian livestream của em đã hết rồi và em đang muốn cố nắng các chị mình 5 đến 10 phút nữa thôi là mình sẽ kết thúc cả livestream này. Và mình nhớ là chia sẻ livestream cho em Hoài ạ. Tại vì mỗi chị một lượt nữa thôi là Hoài đã có thể tặng cái chân váy này rồi. Và cái chân váy này là một cái sản phẩm rất là đẹp các chị ơi. Giá gốc tới 455.000 lận. Đúng rồi. Và Huyền thấy là chỉ còn 30 lượt chia sẻ nữa thôi các chị ơi. Nhanh tay giúp Huyền với Hoài là 30 lượt chia sẻ nữa thôi. Tại vì là sếp là rất là thích cái lượt chia sẻ luôn các chị mình ạ. Nên là em Hoài bắt buộc là phải đủ target là 800 thì em mới tặng các chị mình được. Nhưng mà tại vì nếu như mà còn xa quá thì không nói, đây chỉ còn cầm có 20-30 lượt chia sẻ nữa thôi là mình đã chạm tới cái mức mà em có thể tặng quà các chị mình rồi. Và quà của nhà Mark là quà thật các chị mình nha. Nên là mình sẽ còn vài phút để các chị mình bắt đầu comment ạ. Đây hiện tại là đang ở 700 mấy lượt chia sẻ rồi. Và em Hoài chỉ cần tới 800 lượt chia sẻ thôi em bắt đầu lướt tặng. Và chị yêu nào mà đang xem livestream và muốn nhận ngay cái món quà chân váy VA4 này thì nhớ là chia sẻ thật nhiều cho em Hoài nha. Mình càng chia sẻ nhiều khả năng trúng quà của mình càng cao. Và cái sản phẩm này thì một cái sản phẩm mà em và chị Huyền đều mặc lên rồi và rất là dễ phối đồ nha. Đúng rồi, phối với áo laptop cũng được nè, áo sơ mi công sở cũng xinh, áo thun gân như đầu like Hoài diện cũng rất là xinh luôn. Và em thấy khá là nhiều chị đã chia sẻ nè, chị Trần Minh Thì, chị Thiều Huyên nè, chị Thanh Trúc fan guộc luôn nè. Chị Phạm Quyên hình như lúc nãy hình coi như có trúng mini game thì phải, chị Linh. Quá là nhiều chị đẹp chia sẻ và để kiểm tra. Hoài và chị Huyền đã tặng 4 chị rồi các chị ơi, và chị cuối cùng sẽ là chị nặng thứ 5 nha. Các chị nhà mình có thấy là cái shop nào mà tặng quà nhiều như người nhà Mark không ạ? Đúng rồi. Và rất là mong muốn được tặng quà luôn, rất là mong muốn được tặng quà luôn. Tại vì sao em Hoài muốn là như thế này nhá. Các chị nhà mình đã có cái công sức mà mình bỏ thời gian xem livestream rồi thì mình phải nhận lại những cái sản phẩm đẹp này, mua được những sản phẩm giá mềm này và đặc biệt là quà thì để là em Hoài kiểu như là tặng lấy cái tinh thần cho các chị mình thôi. Nhưng mà tại vì quà của nhà Mark thì rất là nhiều, chỉ cần các chị mình có lượt chia sẻ là em Hoài sẽ tặng tặng quà không giới hạn luôn. Rồi ok, bây giờ thì ok thì bây giờ sẽ bắt đầu xem nhá. Rồi ok. Thấy cái Huyền thấy là cái lượt chia sẻ vẫn còn đang thiếu nè.
Okay. Cũng là công sức các chị coi like từ đầu tới giờ, yeah. Thiếu một chút xíu thôi. Bây giờ thì thôi Hoài với Huyền là thống nhất với nhau ha. Bây giờ là chắc cũng một chút xíu nữa xin nhỏ xíu là thôi cho tụi em tặng cái phần quà này đi ha. Một chút xíu nữa bây giờ mình tiền trảm hậu tấu làm trước xin sau đi ha. Bây giờ thì chắc Hoài sẽ lướt tặng luôn nha. Hoài sẽ lướt tặng luôn nhá. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu lướt comment và xem chị nào sẽ là chị may mắn nhất nhận được món quà của nhà Mark vào ngày hôm nay và là món quà cuối cùng để kết thúc cả livestream ngày hôm nay luôn. Chị nào chưa comment thì tiếp tục comment và bây giờ Hoài sẽ bắt đầu đếm từ 1 tới 5 nha. Mình sẽ có 30 giây cuối để comment và chia sẻ cả livestream này ạ. Rồi bắt đầu các chị mình nhá. 30 giây đếm ngược và sau đó Hoài sẽ bắt đầu lướt nha. Quà thì siêu nhiều luôn các chị mình ơi, nhưng chỉ cần lượt chia sẻ các chị ok thôi ạ. Và bây giờ thì Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 và em sẽ bắt đầu lướt nha. Rồi em sẽ bắt đầu lướt các chị ha, xem là chị nào sẽ là chị may mắn nhận được món quà cuối like cực kỳ hấp dẫn với mức giá là 455.000 ạ. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu lướt ha. 5 nè. 5 4 3 2 1. Rồi ok. Tiền chị này. Rồi ok, chị Linh Linh các chị mình nhá. Trời quá xuất sắc luôn. Em... người đã chia sẻ này, comment rất đúng cú pháp. Em và... xin chúc mừng chị Linh Linh ha. Đây, người đã chia sẻ và Hoài sẽ vào kiểm tra chị Ly Linh nhá. Đây, chị Ly Linh có lượt chia sẻ rồi. Đã chia sẻ các chị mình nhá. Xin và... chúc mừng chị Ly Linh đã là chủ nhân. Món quà này quá xứng đáng luôn. 455.000. Coi like mà được tặng 455.000. Trời ơi, cái này, cái deal này quá hời rồi đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị Ly Linh. À, và cả nhà mình ơi, mình đã đặt những cái sản phẩm này của nhà Mark rồi. Thì một chút xíu nữa, ví dụ như các chị đã vào sau mà không coi lại, không coi kịp những cái mã đầu tiên thì mình có thể coi và đặt sau. Trước 12 giờ ngày hôm nay, nhà Mark vẫn sẽ chốt cho mình. Yeah. Và đúng rồi, và nhà em sẽ quay lại live stream với các chị nhà mình vào thứ 6 tuần này các chị mình nha. 7:30 vào ngày thứ 6. Thì các chị nhà mình nhớ tiếp tục vào livestream và săn sale này, săn quà của nhà Mark thật nhiều nha. Đúng thì rồi. Bây giờ thì thời lượng livestream của em và chị Huyền cũng đã kết thúc rồi và sản phẩm của mình cũng đã lên hết cho các chị nhà mình với cái mức giá rất là ưu đãi. Thì nhớ là xem lại livestream mà thích mẫu nào là chốt luôn cho em Hoài nha. Bây giờ thì chắc là em Hoài và chị Huyền sẽ gửi lời chúc đến tất cả các chị mình này. Xin chúc cả nhà thay mặt cho toàn bộ đội ngũ nhân viên nhà Mark, Hoài và Huyền xin chính chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ, trọn vẹn ấm cúng bên gia đình và cũng như là một giấc ngủ thật là ngon, thật là sau ha. Và đừng quên là hôm nay mình đã trúng thưởng và đừng quên inbox cho nhà Mark số điện thoại và cũng như là địa chỉ của mình nếu mình đã trúng thưởng ha. Nhớ bật follow và theo dõi trang bay của nhà em để cập nhật những mẫu mới nhất của nhà Mark hàng ngày và những chương trình ưu đãi duy nhất tại trang bay của nhà em các chị mình nha. Và cả nhà mình đừng quên khung giờ 7:30 buổi tối của Mark ha. Dạ, thứ 6 các chị mình nha, thứ 6 tuần này. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị. Chúc tất cả chị yêu của nhà em ngủ thật là ngon ạ.